Chương 812, Hồng Sa Châu quần ẩu bí thư Chu. Vậy là tốt rồi, tôi về thôn xử lý trước một số việc. Diệp Phàm gật gật đầu, không hề để ý thằng nhãi này, trong lòng mắng thầm. Lão già này, hôm nay rõ ràng muốn xem tôi bị chê cười, gã râu rậm vừa rồi phải tóm về điều tra, khẳng định là cố ý phá rối. Lời đồn rốt cuộc là ai truyền ra, nhất định phải điều tra, tra ra mới thôi. Đồ khốn khiếp, chuyên môn không có việc cũng cố tìm cho ra việc. Phỏng chừng là có người không muốn những cây đào tồn tại, xem ra bên trong không ít khúc mắc. Nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ chiều, lúc này có cảm giác toàn thân rã rời, mỏi mệt không chịu nổi, gió vừa thổi qua, cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Lúc này mới biết được đồ lót bị mồ hôi lạnh ra ướt đẫm. Vừa rồi tình huống rất nguy cấp, may mắn là xử lý kịp, bằng không, xảy ra chuyện lớn thì phiền toái. Diệp Phàm chân toan bước đi, hướng đến xã Kim Đào, phía sau bí thư huyện ủy Chu Phú Đức thẳng đến nước mình mà bước. Bởi vì y cho rằng đối với khách quý như AOI, mình phải tự mình đi nghênh đón mới có thể thể hiện ra hết thành ý. Chu Phú Đức tuy nói có chút hống hách, thích che đậy khuyết điểm nhưng với dân Ma Xuyên đúng là có chút tình cảm chân thành tha thiết, bởi vì y cũng sinh ra và trưởng thành ở Ma Xuyên. Chu Phú Đức mạnh mẽ, cứng rắn, tất nhiên là vì thể hiện quyền lực, nhưng lấy quyền lực ra làm gì? Dù sao cũng phải vì dân chúng làm việc có phải hay không? Chu Phú Đức cho xe chạy đến núi Thiên Sa, khi đến lão hổ khẩu thì điện thoại vang lên, địa danh lão hổ khẩu này bởi vì núi cao, trên núi có xây dựng một cơ trạm di động hoàn bị, cái đó tất nhiên là địa khu ra tiền tự làm. Vùng phủ sóng khá rộng, bởi vì sóng điện cao dễ dàng truyền tản hơn. Bí thư Chu, không ổn rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng của Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Nghi Phương đầy lo lắng, hình như vừa nói vừa run. Chuyện gì, gì mà hoảng lên thế? Chu Phú Đức một chút thể diện cũng không chừa cho Liễu Nghi Phương, tức giận hừ nói. Kỳ thật, đó vốn là bản tính của Chu Phú Đức, trên huyện các cán bộ trên cơ bản đều hiểu được, cũng không ai cảm thấy gì, vì đã quen. Cái này, tất nhiên là biểu hiện của Chu Phú Đức khi gặp chuyện trầm ổn, kỳ thật. Chu Phú Đức tính cách vốn thế, trời có sụp xuống y cũng thế. Nhưng thật buồn cười, cho người ngoài cảm giác người ta là bí thư huyện ủy rất oai. Vừa rồi chúng tôi đuổi tới Đức Hồng Đại Tử Lầu, mới biết được AOI tiên sinh đã bị một đám người của chủ tịch Quách huyện Hồng Sa Châu nửa đường dẫn đi rồi, nói là đã đi được mấy giờ rồi. Phỏng chừng thời điểm đó chúng ta còn đang ở núi Thiên Sa. Chủ nhiệm Liễu căm giận báo cáo nói. Đầu đất, các người là lũ bất tài. Cho xe chạy nhanh lên cũng không biết, gì gì thế này chạy đến tối còn chưa tới. Chu Phú Đức không nhịn được, trực tiếp chửi thề. Chúng tôi cũng muốn nhanh, nhưng hôm nay núi Thiên Sa bị kẹt xe. Thật khó mà len lỏi qua được, người đã bỏ đi rồi. Chủ nhiệm Liễu cảm thấy có chút oan ức. Được rồi, nói những thứ này thì được gì, đi Hồng Sa Châu. Chu Phú Đức hét, sau khi buông điện thoại xuống, mắng. Chó Nhật Quách Tân Bình. Dám chơi xỏ bố mày, xem huyện Ma Xuyên không ra gì cả. Dứt lời chợt quát tiếp. Lái xe, chạy thẳng đến Hồng Sa Châu, bố mày muốn nhìn gã họ Quách kia có thể làm được gì. Bí thư Chu, có cần nói một tiếng với chủ tịch huyện Diệp không? Trưởng ban thư ký Chu Kiện nhỏ giọng hỏi. Không cần, hắn ở bên kia cũng rất bận, đừng làm phiền thêm. Hơn nữa, một Quách Tân Bình, bố mày không tin mình không dẹp được đám chó chết này, đi. Chu Phú Đức đằng đằng sát khí, nhắm thẳng huyện Hồng Sa Châu mà đi. Huyện Hồng Sa Châu cách huyện Quy Nguyên dưới núi Thiên Sa không xa, Chu Phú Đức tăng hết tốc, đuổi tới huyện Hồng Sa Châu thì trời cũng đã tối, lúc đó khoảng 9 giờ. Thông qua hỏi thăm người quen, biết đêm nay bí thư huyện ủy Lý Chiêm Cường, chủ tịch huyện Quách Tân Bình chiêu đãi khách Nhật Bản là AOI tiên sinh ở Hồng Sa Tử Lầu. Chỉ mong còn kịp Chu Phú Đức xông thẳng đến Hồng Sa Tử Lầu. Vừa xuống xe mặt liền hầm hầm bước lên trên lầu, bên trên có một phòng riêng rất lớn, có thể chứa được hai bàn tiệc lớn. Chu Phú Đức từng công tác ở huyện Hồng Sa Châu, Hồng Sa Tử Lầu được xây dựng khi y đã chuyển đi, nhưng năm ngoái y có dùng cơm ở đây một lần rồi nên cũng khá quen thuộc. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong thật đúng là náo nhiệt, hai bàn lớn người ngồi đầy cả, phỏng chừng có khoảng 20 người, cười nói rất náo nhiệt. Là lão Chu, vừa lúc. Mau ngồi đi, uống vài chén. Ha ha ha. Bí thư Lý Chiêm Cường của Hồng Sa Châu hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đứng lên, khuôn mặt tươi cười tiếp đón.
Quách Tân Bình không hé răng, biết người đến không có ý tốt. Thằng nhãi này vờ như đang húp canh, đến một câu chào hỏi cũng không nói. Các cán bộ của Hồng Sa Châu thấy Chu Phú Đức, cả đám trong lòng đều đánh dấu chấm hỏi to chẳng. Đương nhiên, các cán bộ đó không biết được khách Nhật Bản là do Quách đại chủ tịch huyện dành từ huyện Ma Xuyên, cho nên, tất cả đều đến chào hỏi bí thư Chu, dù sao trong số đó vẫn có người quen cũ. Lão Lý, ông lợi hại thật, dám lôi kéo khách của Ma Xuyên, ha ha. Chu Phú Đức không ngờ cười nhạt, tuy nhiên, tiếng cười rất quái dị, chủ tịch huyện Quách Tân Bình tất nhiên biết thằng nhãi này sắp bộc phát. Ha ha, lão Chu, nói gì mà tôi không rõ. Lý Chiêm Cường không ngờ giả bộ ngốc nghếch. Không rõ, vậy mời chủ tịch huyện Quách giải thích cho mọi người một chút, là sẽ hiểu được. Chu Phú Đức quét nhìn Quách Tân Bình liếc mắt một cái, thuận tay kéo ghế, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quách Tân Bình. Aoi đang chăm chú nghe nữ thư ký áp tai nói thầm gì đó, thằng nhãi này trên ánh mắt hiện lên có chút phức tạp, lắc lắc đầu, ra vẻ không liên quan, ngồi một bên xem náo nhiệt. Kỳ thật, thằng nhãi này cũng có tính toán riêng, lúc trước, sau khi nhận được lời mời nhiệt tình từ Quách chủ tịch huyện, thằng nhãi này đã nhận lời đến Hồng Sa Châu trước. Tất nhiên là để cho lãnh đạo huyện Ma Xuyên xem, ý là cho họ biết che chúc này ở huyện Hồng Sa Châu người ta cũng có khá nhiều. Nếu huyện Ma Xuyên không làm tôi vừa lòng với điều kiện tôi đưa ra thì tôi đành phải từ bỏ. Đó cũng là những lời mà Aoi Ichiro về sau khi đàm phán cùng Diệp Phàm có đề cập đến. Tất nhiên, Aoi Ichiro cũng không thể đến Hồng Sa Châu đầu tư, bởi vì mục tiêu chủ yếu của y chính là Xuân Cung Hoàn của Diệp Phàm. Thứ đó dùng trị liệu chứng bệnh liệt dương nhẹ của y, Hồng Sa Châu lấy đâu ra thứ đó. Về phần đầu tư, chỉ là một mánh lưới mà thôi. Cũng có thể nói như vậy, thằng nhãi này căn bản là không tính sẽ đem tiền đầu tư vào Đức Bình. Đến khảo sát, đơn giản chỉ là giả vờ giả vịt, đương nhiên, nếu thực sự có hạng mục tốt, đầu tư chút tiền cũng có khả năng. Mặc dù là khẳng định phải đầu tư vào Ma Xuyên, Aoi đi Hồng Sa Châu dạo một vòng với y mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Có cạnh tranh thì sẽ có hiệu lực, có cạnh tranh tất sẽ có thể tăng thêm ưu thế. Hiện tại quả nhiên thu được hiệu quả tốt. Vừa rồi nữ thư ký biết tiếng phổ thông của Aoi nghe ngóng, biết được người vừa rồi xông vào chính là bí thư Chu Phú Đức của huyện Ma Xuyên. Cô này lập tức đem mọi việc nói cho Aoi biết. Aoi trong lòng cao hứng, hiện tại chính là ngồi xem hai bên đấu nhau, thầm nghĩ, cắn nhau đi, các người đấu càng hung thì bố mày đương nhiên càng có lợi, đấu đi người Trung Hoa, hình như rất thích nội chiến, không đoàn kết chút nào. Bí thư Chu, nói vậy có ý gì? Không ngờ Hồng Sa Châu mời khách quý Nhật Bản tới, huyện Ma Xuyên muốn tới gây rối. Họ là khách của huyện Ma Xuyên khi nào thế? Trên mặt có khắc dấu hiệu sao? Không biết xấu hổ, đúng là chưa thấy qua người không biết xấu hổ như thế. Quách Tân Bình điềm tĩnh, vì có thân thích ở tỉnh Trống Lưng, dũng khí ngất trời. Hơn nữa, Chu Phú Đức mày cũng không phải ủy viên thường vụ địa khu, bố mày tốt xấu cũng là chủ tịch huyện, sợ gì mày? Bí thư Lý Chiêm Cường âm thầm kêu khổ, thầm trách Quách Tân Bình sao không hiểu chuyện mà nói năng như vậy. Đã giành khách của người khác, nói chuyện cũng phải nhún nhường một chút, cứ giả mù sa mưa, Chu Phú Đức có thể làm khó dễ được sao? Không thể tưởng được Quách Tân Bình lại nói chuyện như thế, Chu Phú Đức chẳng phải là đèn cạn dầu. Người này hung hăng như thổ phỉ, ở địa khu này các lãnh đạo đều có chút nể sợ. Phải không Quách Tân Bình, chúng ta giáp mặt hỏi Aoi tiên sinh. Bọn họ rốt cuộc là do ai mời đến? Làm tiểu nhân cũng phải làm cho ra trò, lũ khốn khiếp, ông đi đâu làm trò này cũng được nhưng đừng làm ở Ma Xuyên. Quách Tân Bình nói câu, không biết xấu hổ, khiến Chu Phú Đức kia phát hỏa thật sự, bắt đầu mắng lại. Ông, con mẹ nó, là cái thá gì, dám ở trước mặt Hồng Sa Châu chúng tôi đùa bỡn, nơi này, không phải là cái ổ rách Ma Xuyên. Một bí thư huyện quèn, khoe khoang cái gì? Quách Tân Bình cũng nổi giận. Khá xem trọng chuyện mặt mũi, Chu Phú Đức không nể tình, ta cũng không khách khí. Đúng vậy, Quách chủ tịch huyện, Chu Phú Đức, có gì giỏi. Ma Xuyên đứng nhất toàn tỉnh đếm ngược từ dưới lên, không ngờ dám kêu gào là sẽ đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu chúng ta. Nằm mơ, Ma Xuyên sao có thể vượt qua Hồng Sa Châu chúng ta, nếu làm được, bố mày cắt trứng xuống cho mày làm đạn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Đinh Nhất Bình là người hầu trung thành của Quách Tân Bình, tất nhiên không chịu thiệt. Lập tức đứng lên, cổ động mọi người, ở trên địa bàn Hồng Sa Châu này Chu Phú Đức không là cái đinh gì. Thình thịch,
Một tiếng giòn vang, khiến Aoi sợ tới mức run lẩy bẩy, thiếu chút nữa té xuống dưới chân bàn. Chu Phú Đức tùy tay cua mâm đồ ăn, hất lên đầu Đinh Nhất Bình, lập tức khiến y đầu cổ toàn là thức ăn. XXX, bố mày, XXX mày. Đinh Nhất Bình rốt cuộc không kìm nổi, tùy tay nắm lấy bình rượu trên bàn đập vào người Chu Phú Đức. Chậm đã lão Đinh. Quách Tân Bình và Lý Chiêm Cường hoảng quá kêu to. Tay Đinh Nhất Bình lúc này cũng bị Quách Tân Bình chụp lại. Tuy nhiên, không biết là cố ý hay vô ý, bình rượu do Quách Tân Bình và Đinh Nhất Bình rằng co không ngờ lại nện vào người Chu Phú Đức. Tuy nhiên Chu Phú Đức không khác gì thổ phỉ, với thân thể cường tráng, tùy tay cua luôn đĩa thức ăn quẳng vào hai người họ. Thình thịch. Chương 813, tình thế nghiêm trọng. Một tiếng giòn vang, nào đĩa nào chai thay nhau bay vào người nhau. Làm thế nào không biết có một mảnh vỡ bay thẳng vào mặt Quách đại chủ tịch huyện, máu lập tức trào ra, thấy máu, Aoi sợ quá, dưới sự bảo vệ của nữ thư ký, y khẩn trương rời khỏi hiện trường. Nguy hiểm quá, nơi hung thần. Aoi ở trong lòng nói thầm. Bên này, trưởng phòng công an huyện Hồng Sa Châu Thôi Ảnh Tùng thấy cơ hội thể hiện đã đến, bởi vì gã này vẫn luôn thèm thuồng chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, chủ tịch huyện Quách lai lịch không nhỏ, nên gã sớm đã có nhắc qua chuyện này. Cho nên, Thôi Ảnh Tùng như hổ dữ xuống núi, lao thẳng tới, một cước đá thẳng vào lưng Chu Phú Đức. Chu Phú Đức không hề đề phòng phía sau nên cả người bị đổ về phía trước, vội giơ tay ra giữ chặt mặt bàn, tuy nhiên lại gặp xui xẻo, tay vô tình chạm phải mảnh sứ vỡ trên bàn, lập tức máu tươi tuôn ra lênh láng. Phỏng chừng có vài mảnh nhỏ đã ghim vào thịt. Mẹ nó, phản rồi. Chu Phú Đức nổi xung thiên, xoay người, một cước đá vào trưởng phòng công an Thôi. Khiến gã văng ra xa hơn 2 mét. Cước đó Chu Phú Đức ra đòn rất mạnh, nghe nói lúc trẻ y từng một cước đá chết một con lợn rừng, cho nên, tuy trưởng phòng Thôi xuất thân từ ngành công an nhưng những năm gần đây do ăn chơi, gái gú nhiều nên giờ chỉ còn lại da bọc xương, bị Chu Phú Đức đá một cước, nằm trên mặt đất mãi vẫn không đứng dậy được. May mắn, khi Lý Chiêm Cường giống to lên, mười mấy cán bộ cùng nhau xông tới, người ôm chân, kẻ giữ chặt tay, cuối cùng là Chu Phú Đức bị đánh tơi bời, nằm lăn quay ở dưới sàn nhà. Đồ chó chết, dám đá bố mày, đạp bố mày, mày. Trưởng phòng công an Thôi Ảnh Tùng của huyện Hồng Sa Châu lập tức xông lên, vừa khéo bị cấp dưới kéo tay lôi lại, giơ chân một cước đá vào mặt Chu Phú Đức, lập tức, nửa bên mặt của Chu Phú Đức đầy máu. Nhiều kiến sẽ cắn chết voi, người đông thế mạnh chính là hoàn cảnh của Chu Phú Đức lúc này, y như hổ lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Và, trong lúc hỗn loạn, mông và lưng cũng bị cán bộ huyện Hồng Sa Châu đạp cho vài cái. Chủ tịch huyện Diệp, không hay rồi, bí thư Chu đến Hồng Sa Châu bị người bên đó đánh cho tàn phế rồi. Thư ký Chu Kiện của Chu Phú Đức ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy tình huống không ổn, xông vào thì cũng không chống trả nổi với nhiều người liền khẩn trương chạy ra bên ngoài gọi điện thoại. Diệp Phàm đang ở xã Kim Đào ăn cơm chiều, nhận được điện thoại, trong lòng chấn động, hỏi. Sao lại thế này? Nghe xong điện thoại của Liễu chủ nhiệm, chúng tôi. Thư ký Chu thở gấp, thuật lại câu chuyện. Anh lập tức báo cảnh sát, tôi yêu cầu cục công an địa khu trợ giúp. Diệp Phàm quyết định rất nhanh, lúc này chỉ có thể báo cảnh sát và nhờ địa khu ra mặt. Chỉ chốc lát sau, một cuộc điện thoại, lập tức kinh động tới địa khu, Lý Chiêm Cường của huyện Hồng Sa Châu liền nhận được điện thoại của Trang Thế Thành và chủ tịch địa khu Vương, từ ngữ dùng trong cuộc điện thoại nặng nề. Yêu cầu bảo vệ Chu Phú Đức an toàn và đủ thứ khác. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật địa khu Hạ Hải Vĩ và Cục trưởng Công an địa khu Lâm Thiên, hai người lập tức dẫn theo một nhóm cảnh sát hình, nhắm thẳng Hồng Sa Châu mà chạy như điên. Ngô Đồng, lập tức đến Hồng Sa Châu, bảo vệ an toàn cho bí thư Chu. Diệp Phàm gọi cho trưởng phòng công an huyện Ngô Đồng. Tiểu tử kia đang trên đường đến Hồng Sa Châu, lập tức cho còi đèn cảnh báo hú inh ỏi. Lái hai chiếc xe cảnh sát mà Diệp Phàm cấp cho, bên trong có 7-8 cảnh sát, đằng đằng sát khí mà nhắm thẳng huyện Hồng Sa Châu xông tới. Diệp Phàm không dám chậm trễ, cũng lái xe đuổi theo. Thầm nghĩ, phỏng chừng lần này chuyện đầu tư bị thất bại, rốt cuộc là tên chó Nhật nào đem chuyện của Ma Xuyên tiết lộ cho Hồng Sa Châu. Hơn nữa, từ việc Hồng Sa Châu chuẩn bị, người ta ngay khi thấy hắn nhận được điện thoại không lâu đã bắt tay vào chuẩn bị. Thế này thì kẻ làm lộ bí mật tuyệt đối muốn tra ra cũng không dễ. Tuy nhiên, nếu phải tra thì còn kịch đâu nữa để mà diễn, bởi vì người biết chuyện rất nhiều, phạm vi quá lớn. Nội bộ trong huyện Thôi.
Diệp Phàm một quyền đấm lên ghế ngồi. Ngài chủ tịch, địa phương này quá nguy hiểm, hay là chúng ta về Thủy Châu trước? Nữ thư ký Sakura Hideko xinh đẹp của Aoi Ichiro vẻ mặt ưu tư, đề nghị nói. Quay về Thủy Châu, không, không. Aoi Ichiro trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo, thần bí, lắc lắc đầu, cười nói. Có người nói qua, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, phỏng chừng chủ tịch huyện Diệp cũng sắp đến, hay là chúng ta quay về khách sạn Đức Hồng nghỉ ngơi. Em có biết cái gì gọi là ngồi xem hổ đấu không? Ha ha, chúng ta hôm nay chính là ngồi xem khỉ đấu, bọn họ, không thể gọi là hổ, một chút phân lượng cũng không có. Aoi trên mặt lộ ra một ánh mắt khinh thị, cho rằng chủ tịch huyện Diệp phỏng chừng cũng không khác bọn này là bao. Đối phó với loại lãnh đạo chỉ biết dùng nắm đấm mà nói chuyện này, Aoi cho rằng mình tuyệt đối sẽ chiếm thế thượng phong. Tới được Hồng Sa Châu thì đã rạng sáng. Xe trực tiếp chạy vào bệnh viện. Trong khuôn viên bệnh viện có một chiếc xe con đời mới và một xe cảnh sát ngừng đậu, vừa mới xuống xe Ngô Đồng liền chạy tới. Tình hình của Bí Thư Chu như thế nào? Diệp Phàm hỏi, kỳ thật tận đáy lòng hơi khâm phục dũng khí của Chu Phú Đức, tuy nói y có hành vi lỗ mãng một chút, nhưng người ta cũng là vì yêu người dân của huyện nên mới có thể như thế. Đổi lại là mình, có thể làm như thế hay không đây? Diệp Phàm tự hỏi, lắc lắc đầu. Tất nhiên, đổi lại là mình thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế, bởi vì, hơn 10 cán bộ Hồng Sa Châu kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Tay bị mảnh sứ vỡ làm bị thương rất sâu. Trên mặt bầm tím, lưng và mông cũng bị bầm tím. Xương đùi nứt nhẹ, nội tạng tạm thời còn chưa kiểm tra ra, bởi vì huyện Hồng Sa Châu không có thiết bị. Tuy nhiên, vẫn rất tỉnh táo, dựa vào chân tường vẫn có thể đi lại được, hẳn là không có vấn đề gì lớn, ông ta thân mình vốn khỏe mạnh. Ngô Đồng kể lại tỉ mỉ nói. Đối phương tình huống thế nào? Đủ lợi hại, mười mấy người đánh một. Diệp Phàm lạnh giọng hừ nói. Chủ tịch huyện Quách trên mặt bị mảnh sứ vỡ cào rách, miệng vết thương rất dài, bác sĩ của địa khu khâu mấy mũi không biết, ngoài ra thì không sao. Tuy nhiên bác sĩ nói, phỏng chừng sẽ để lại thẹo mờ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Đinh Nhất Bình của Hồng Sa Châu phần lưng cũng sưng to, trên mặt cũng sưng một cục. Trưởng phòng công an Thôi Ảnh Tùng phần lưng bị đạp một cước, cũng có chút bầm tím. Bí thư Hạ và cục trưởng Lâm của cục công an địa khu đang thụ lý vụ án. Nói là băng bó xong phỏng chừng Bí Thư Chu sẽ được chuyển lên bệnh viện địa khu. Về phần Quách Tân Bình, nghe nói chuyển về tỉnh. Ngô Đồng nói, tiểu tử này trên mặt có chút vui vẻ vì người khác gặp họa. Ừ, tôi đi thăm Bí Thư Chu trước. Diệp Phàm lên tiếng trả lời, đi thẳng lên lầu. Phòng Chu Phú Đức nằm bên ngoài có vài cảnh sát đứng gác, phỏng chừng là do Ngô Đồng an bài. Chu Phú Đức trên mặt thoa thuốc, băng gạc chẳng chịt. Đang nằm trên giường truyền nước. Diệp Phàm lúc đi vào bên trong không có người lạ, thấy Diệp Phàm tiến vào, Chu Phú Đức cũng mở mắt, gật gật đầu, không ngờ cười nói. Khiến chủ tịch huyện Diệp chế giễu rồi, mặt mũi này sắp thành đầu heo rồi. Đầu heo, không phải Bí Thư Chu, ngài là anh hùng của nhân dân Ma Xuyên, là một người đàn ông chân chính. Diệp Phàm rất là khâm phục nói. Còn nói anh hùng, gấu chó còn chưa được. Chu Phú Đức nhịn cười, nói. Chủ tịch huyện Diệp. Nhất thời tôi không có biện pháp trở lại huyện, công tác ở huyện giao cả cho cậu. Đáng tiếc, phỏng chừng khách Nhật Bản Aoi sớm bị dọa cho chạy mất, tên chó Nhật, Quách Tân Bình, bố mày sẽ không để yên cho mày. Chu Phú Đức vừa nghĩ tới việc này liền bốc hỏa, khàn khàn cổ họng mắng. Yên tâm, ngài yên tâm dưỡng thương, cần gì thư ký Chu nói một tiếng, ở huyện lập tức đưa tới. Về phần chuyện đầu tư, nếu thuộc về chúng ta thì không ai đoạt được. Tên tiểu Nhật Bản Aoi, gã, ha ha. Diệp Phàm cười cười, trầm mặc trong chốc lát còn nói thêm. Bí Thư Chu, chuyện lần này phỏng chừng sẽ bị phê bình. Phê bình thì phê bình, bố mày sợ cái đít, lúc đầu sao không một cước đá chết họ Quách kia. Còn Đinh Nhất Bình, Thôi Ảnh Tùng kia nữa, cũng không thể buông tha, dám hạ thủ đá bố mày, nợ này bố mày nhớ kỹ. Chu Phú Đức tức giận mắng. Bỏ đi Bí Thư Chu. Ngài an tâm dưỡng thương đi. Đều là do Ma Xuyên nghèo quá, chúng ta không thể cứ nghèo mãi, chúng ta phải phấn khởi tiến lên, không thể để cho người ta chế giễu mãi. Diệp Phàm an ủi một hồi mới ra ngoài. Tuy nhiên, vừa mới ra tới cửa, tiếng Chu Phú Đức kia khàn khàn truyền đến nói. Cậu nói đúng, đều do nghèo mà ra, cậu cứ làm tốt,
giúp kinh tế đi lên, tôi toàn lực ủng hộ cậu. Chúng ta có tiền rồi sẽ lại đến Hồng Sa Châu này khoe khoang một chút. Nhất định phải vượt qua Hồng Sa Châu, dạy cho thằng danh họ Quách biết tay. Còn kinh phí 300.000 sửa đường, chủ tịch địa khu Vương cấp cho, rút từ quỹ chủ tịch địa khu Quý, dù sao cậu cũng đã tới rồi, đi lính rồi hãy trở về. Tranh thủ trước Tết tu bổ xong con lộ núi Thiên Sa. Nếu ai không nghe lời, cậu cứ nói, ông đây đánh mông bọn họ. Chu Phú Đức lúc này còn nhớ rõ việc này, cho thấy y thật sự lo cho dân Ma Xuyên, Diệp Phàm có hứa hẹn một khoản 250.000 vẫn chưa có bóng dáng, nhưng người ta Chu Phú Đức sớm đã sớm có rồi. Chương 814, chủ tịch huyện Diệp ngầm ra tay với chủ tịch huyện Quách. Diệp Phàm tâm tình rất là phức tạp, quay đầu thận trọng gật gật đầu, không nói gì nữa, đi ra ngoài. Giao việc cho Chu Kiện nói. Chăm sóc tốt bí thư Chu, cần gì cứ trực tiếp gọi điện thoại hỏi tôi. Dùng thuốc tốt nhất, đừng sợ tốn kém. Đi qua mấy phòng bệnh, nghe được tiếng Hạ Hải Vĩ. Đi tới cửa, nhìn vào. Bên trong trên giường bệnh cũng có người đang nằm, nửa bên mặt bị băng bó, tay đang truyền dịch, phỏng chừng chính Quách đại chủ tịch huyện mà Chu Phú Đức chửi. Lâm Thiên cục trưởng cũng ở bên trong còn có 7-8 người ngồi, phỏng chừng là cán bộ của Hồng Sa Châu. Thấy Diệp Phàm đi phớt qua, Hạ Hải Vĩ kêu lên. Chủ tịch huyện Diệp, vào ngồi chơi. Vừa nghe kêu chủ tịch huyện Diệp, trong phòng bệnh hơn 10 cặp mắt hướng nhìn. Anh chính là chủ tịch huyện Diệp. Người nằm trên giường bệnh, nửa mặt còn băng bó mồm hừ nói, giọng đầy phẫn nộ và khinh thường. Ừ, anh là. Diệp Phàm ra vẻ không biết, hỏi. Ha ha, ông ta là chủ tịch huyện Quách. Hạ Hải Vĩ nói, nghe như sắp bắt đầu nổi lên mùi thuốc súng. Trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, Hạ Hải Vĩ biết Diệp Phàm, thằng danh này mà nổi điên thì đến 8 con ngựa cũng kéo không nổi. Hơn nữa, Diệp huynh đệ kia thân thủ không tầm thường. Nếu ở phòng bệnh này mà chủ tịch huyện Diệp ra tay với tiểu Quách thì phiền toái. Cục trưởng công an địa khu Lâm Thiên vui vì người khác gặp họa, thằng nhãi này nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, trong đầu nhen nhúm ý đồ, lập tức cười nói. Chủ tịch huyện Quách, anh chưa gặp qua chủ tịch huyện Diệp chứ, người ta là chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất. Người ta còn ký kết hiệp định, trong 2 năm, sẽ giúp huyện Ma Xuyên đè bẹp Hồng Sa Châu. Người ta chủ tịch huyện Diệp là người tài ba, này, các anh nên cố lên. Thằng nhãi này cũng không biết có ý gì, lời nói có chút quái dị, moi móc lung tung. Câu nói đó quả nhiên có tác dụng. Trong phòng bệnh mùi thuốc súng càng đậm, Hạ Hải Vĩ khẩn trương nói. Ha ha, đó là lãnh đạo địa khu đặt hy vọng với huyện Ma Xuyên, là áp lực với chủ tịch huyện Diệp, rất bình thường. Tôi muốn xem thử, người nào có thể đè bẹp được Quách Tân Bình ta. Quách Tân Bình căn bản là không để ý tới Hạ Hải Vĩ, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đột nhiên cười điên cuồng nói. Ha ha ha, Ma Xuyên, muốn đè Hồng Sa Châu, có người như vậy sao? Nghe sao giống chuyện cười gì đó đăng trên báo vậy? Quách Tân Bình không nhớ rõ, đảo một vòng tròn, nhìn người cán bộ mặt tròn cười nói. Anh là trưởng phòng giáo dục, chắc biết chuyện đó, nói thử xem. Chủ tịch huyện Quách, lúc ấy báo chí nước ngoài đăng thế này, kỹ sư Trung Quốc có thể xây dựng đường sắt ở Nam Khẩu còn chưa có sinh ra đời. Họ Hạ khom mình trả lời, sau khi nói xong, đắc ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, không cần nói cũng biết là ý gì. Nói đúng hơn, người có thể dẫn dắt Ma Xuyên vượt qua Hồng Sa Châu còn chưa ra đời. Ha ha ha, Quách Tân Bình mở miệng cười lớn, tuy nhiên, vui quá hóa buồn, khi cười to, khiến vết thương trên miệng hở miệng, đau đến nhăn cả mặt. Phải thế không đại chủ tịch huyện Quách, mặt của ngài, đừng cười nữa, nở to ra lắm rồi, bằng không. Mặt mày hốc hác, đến Trung Vô Diệm cũng cưới không được, chẳng phải sẽ thành người cô đơn cả đời sao, đáng thương. Diệp Phàm, thằng nhãi này giả bộ thương hại, lắc lắc đầu. Quách Tân Bình ruột gan sôi cả lên, tất nhiên thiếu chút nữa bùng nổ. Xấu như Trung Vô Diệm, từ ngữ đó dùng để hình dung người phụ nữ xấu nhất thế gian, xấu nữ xứng với xấu nam, Diệp Phàm nói thế chẳng phải là ám chỉ bố mày là gã xấu nhất trên đời sao. Ha ha ha, chủ tịch huyện Quách. Anh sẽ không thảm như vậy chứ? Lâm Thiên, thằng nhãi này sợ như vậy chưa đủ cho thiên hạ hỗn loạn, liền bồi thêm một câu, tất nhiên là khích tướng chủ tịch huyện Quách. Đi thôi. Hạ Hải Vĩ vừa thấy, liền khẩn trương đuổi người, nếu không việc này thật khó mà xong việc. Họ Diệp kia, lời này có ý gì?
Quách Tân Bình rốt cục không nhịn được, Sung Thiên nhìn Diệp Phàm quát. Ha ha, anh nói đi, ý gì? Diệp Phàm cũng lên giọng, vẻ rất khinh thường. Mày, đồ khốn khiếp. Quách Tân Bình trên mặt tái lại, không nhịn được phát hỏa nói. Dù sao ở đây là địa bàn của chính mình, tuyệt không chịu thiệt, phỏng chừng còn có ý muốn nhào tới đánh chủ tịch huyện Diệp tơi bời, tái diễn cảnh khôi hài quần hùng cuồng ẩu của Chu Phú Đức ở Hồng Sa Châu. Tuy nhiên, y nhất thời quên mất là mình còn đang nằm trên giường bệnh, khi dùng sức chồm người về phía trước, phịch, một âm thanh phát ra. Cả thân hình do không cẩn thận từ trên giường rớt xuống sàn nhà, hơn nữa tay lại đang truyền nước, chiếc giá treo bình được làm bằng gỗ, không nặng lắm, nên bị y kéo theo, đập lên trên người. Một cán bộ ở Hồng Sa Châu đứng bên cạnh thấy vậy khẩn trương xông lên muốn đỡ lấy giá gỗ. Tuy nhiên, Diệp Phàm sao có thể để anh ta thực hiện được, thừa lúc anh ta chưa chuẩn bị, nhìn thấy dưới chân có cái hộp thuốc không làm bằng giấy. Diệp Phàm đưa chân ra đá một cước, chiếc hộp dưới nội lực của cao thủ thất đẳng, không khác gì đạn pháo cả. Người cán bộ ở Hồng Sa Châu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy dưới chân có cái gì đó vướng víu, vài âm thanh phát ra, cả người chẳng những không giữ được cái giá gỗ, ngược lại đến bản thân gã cũng ngã theo, lao thẳng tới té nằm đè lên trên người Quách Tân Bình. Giá gỗ đương nhiên đã nện lên trên người Quách Tân Bình, gã cán bộ kia cũng thu chân không kịp mà ngã theo, toàn bộ thân thể nặng nề nằm ở trên giá gỗ. Họ Quách khá thảm, chẳng những phải chịu đựng cái giá gỗ, còn phải gánh thêm sức nặng của một người. Đợi Hạ Hải Vĩ và Lâm Thiên cuống quýt dìu y đứng lên, trên mặt lúc này máu tươi lênh láng, do miệng vết thương một lần nữa bị hở ra, đầu thì hình như lại bị giá gỗ đập trúng, lập tức u lên một cục rất lớn. Sao thế này, anh đã thương người người khác rồi. Hạ Hải Vĩ mặt nghiêm lại, lên giọng gằng gã cán bộ một tiếng. Khiến gã lúc này bối rối, chính mình vốn định cứu người, ai ngờ sao lại thế này. Miệng nhóp nhép vài cái không phát ra lời. Họ Diệp kia, bố mày không bỏ qua cho mày đâu. Quách Tân Bình cảm thấy mất mặt, nên không để vết thương trên mặt đang ra máu, tiện tay nhấc giá gỗ lên hướng về phía Diệp Phàm mà quăng. Diệp Phàm tất nhiên là bình tĩnh cười, hắn biết tiểu Quách này đập không tới, bởi vì đã có Hạ Hải Vĩ đỡ. Muốn làm gì đây, chủ tịch huyện Quách? Quả nhiên, Hạ Hải Vĩ mặt trầm xuống, ôm lấy giá gỗ, y lúc này khó có thể giữ bình tĩnh, tức khí dồn nén từ mấy ngày qua bùng phát. Lạnh giọng hừ nói. Kỳ cục, anh làm thế còn giống chủ tịch huyện sao? Giống lưu manh vô lại ẩu đả đánh nhau hơn, đánh nhau đánh đến nghiện rồi sao, hừ. Hạ, bí thư, anh nói vậy có ý gì? Quách Tân Bình ỉ vào mình có người chống lưng ở tỉnh, sau khi hết ngạc nhiên, thật sự không ngờ rằng Hạ Hải Vĩ này trên danh nghĩa là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu lại nói ra những lời như thế, cho nên, giọng hơi chất vấn hỏi. Nói cái gì, anh nói xem là nói cái gì. Anh là một đảng viên, đường đường là chủ tịch huyện của huyện Hồng Sa Châu, có mấy chục vạn người chờ anh lãnh đạo dẫn đường. Anh xem, anh làm được những gì, người ta chủ tịch huyện Diệp làm gì cho anh giận. Huống chi, người ta có lòng tốt đến thăm anh cũng thật là, mặt lạnh lùng thì thôi không nói, còn muốn động thủ đánh người. Đừng tưởng rằng anh phạm pháp thì sẽ không ai bắt, hôm nay tôi nói cho anh biết, may mắn tôi vừa rồi nhanh tay. Bằng không, anh chờ vào ngồi xổm trong đại lao đi. Hạ Hải Vĩ lời lẽ rất chính nghĩa, phủi tay hướng ra cửa bỏ đi, tới cửa còn bồi thêm một câu, nói. Hy vọng anh tự mình xem lại, đừng gây ra chuyện gì nữa, bằng không, hừ. Hạ Hải Vĩ trong nháy mắt, dùng giọng điệu của trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự ở tỉnh Giảng Đạo, y cùng Diệp Phàm vừa mới bước chân ra tới cửa phòng bệnh, bên trong liền có tiếng của Quách Tân Bình điên cuồng hét lên vọng ra. Con mẹ nó, khoe khoang cái gì, chỉ là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Bố mày nhất định sẽ cho mày đẹp mặt. Thằng nhãi này xoay người, phát hiện Lâm Thiên cục trưởng công an địa khu kia đang đứng một bên xem náo nhiệt, mặt lúc này đanh lại, đang muốn giải thích gì đó, Lâm Thiên cũng lạnh lùng hừ nói. Quách đại chủ tịch huyện, anh vênh váo quá, người ta là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu anh không xem ra gì, ông đây không phải là lính dưới tay sao? Chức cục trưởng công an ở trong mắt anh không là cái đít gì có phải hay không? Hừ, ngông cuồng. Lâm Thiên cũng một tiếng hừ lạnh, đầu lắc ngang bỏ đi ra ngoài. Lâm cục. Phía sau tiếng của Quách Tân Bình lo lắng gọi với theo. Hạ Hải Vĩ gã dám trêu, Lâm Thiên gã lại không dám đắc tội. Cái này, đương nhiên là bởi vì Lâm Thiên có chỗ dựa ở tỉnh còn thâm hậu hơn so với gã.
Quách Tân Bình nhất thời có chút uể oải, không ngờ một lúc đắc tội đến hai lãnh đạo. Thằng nhãi này ngồi nghĩ nguyên nhân vì sao, liền thấy Hận Diệp Phàm tới mức ngứa cả răng, bật thốt lên mắng. Đều là tên sao chổi kia hại. Người anh em, cậu đắc tội Quách Tân Bình đúng là có chút không sáng suốt. Hạ Hải Vĩ nhỏ giọng nói. Không sáng suốt, anh không phải cũng giống thế sao? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, hồn nhiên không coi đó là quan trọng, mặt trầm lại, mắng. Đắc tội gã, tên chó Nhật, lần sau đụng phải tay tôi, nhất định phải cho gã thảm đến kêu mẹ, không ngờ dám chơi khăm bố mày. Chương 815, điện thoại của Bí Thư Trang gọi đến 1+2. Bỏ đi, tuy nhiên, chuyện lần này cũng nhắc nhở cậu một chút. Cậu trước kia có thể chưa gặp phải, kỳ thật, giữa địa khu các huyện với nhau đều tồn tại sự cạnh tranh, mọi người mặt ngoài hòa hợp, kỳ thật tất cả đều đang âm thầm phân cao thấp. Đặc biệt là Ma Xuyên và Hồng Sa Châu, cậu phải đuổi kịp và vượt qua bọn họ có thể để cậu làm vậy sao? Chuyện lần này Chu Phú Đức làm có chút hơi quá, nếu khách hàng bị giật mất, cậu phải nghĩ ra cách cướp về, chứ không phải đi dùng nắm đấm. Mèo có đường mèo, cậu có cậu pháp, bọn họ chơi ngầm, các cậu cứ theo cách cũng họ mà chơi lại, đây mưu kế hay và là quyền mưu khi chơi và xoay chuyển vấn đề, không sáng suốt nhất chính là động thủ làm ầm ĩ. Chúng ta là ai? Là cán bộ đảng, không phải là công an lăn lộn đánh nhau với người của xã hội đen. Quyền cước là những cái dùng khi bất khả kháng mà thôi. Đương nhiên, nếu không như thế, rõ ràng phải chịu thiệt rồi, cậu chỉ một người thì sao có thể đấu với người ta đến hơn 10 người, không bị đánh cho tàn phế đã là không tồi rồi. May mắn Chu Phú Đức kia thân thể khỏe mạnh, bằng không, đổi lại nếu là Quách Tân Bình thì phỏng chừng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ông em, cậu cần phải giáo huấn kiểm điểm. Động não mà không động tay chân vẫn có thể làm cho bọn họ kêu khổ thấu trời, đó mới chính là cao minh. Cậu xem, Chu Phú Đức, tuy nói là anh hùng, nhưng hiện tại khiến cho vài vị lãnh đạo của địa khu toàn bộ bị kinh động. Chẳng những bản thân mình bị thương nằm viện chịu đau, vết thương lành rồi thì phỏng chừng còn phải bị phê bình. Việc này mà truyền ra thì mất mặt hết sức, bị đánh gãy răng cửa còn phải nuốt ngược vào trong bụng, phải thế không? Tuy nhiên, ông em... Đây đối với cậu lại là cơ hội tốt. Trước mắt mà nói, Chu Phú Đức phỏng chừng nhất thời sẽ không quay về huyện liền được, cậu thật ra có thể lợi dụng việc này một chút. Ha ha! Hạ Hải Vĩ quỷ dị mỉm cười. Tôi rất bội phục Bí Thư Chu, ông ta đúng là hào kiệt. Diệp Phàm nói, lời nói không tán đồng ý của Hạ Hải Vĩ. Bỏ đi, lần này Hồng Sa Châu đích xác có chút không quang minh chính đại, tuy nhiên, thương trường cạnh tranh tàn khốc. Ông em! Bị giáo huấn mới tiến bộ, oán trời trách người cũng vô dụng. Khẩn trương nghĩ cách lôi kéo khách Nhật Bản trở về, xem có thể cứu vãn hay không. Tôi lập tức chuyển Chu Phú Đức tới địa khu, để ở nơi này có chút lo lắng. Cậu cũng thấy đấy, Quách Tân Bình như vậy thì thế nào cũng sinh sự, điều này rất khó nói, cậu về sau cũng phải đề phòng. Hạ Hải Vĩ trên mặt lộ ra một tia ưu tư. Toàn bộ ủy viên thường vụ huyện ủy như Mã Vân Tiền, Vi Bất Lý, Thiết Đông đều chạy tới, phòng làm việc của Chu Phú Đức bỗng trở nên náo nhiệt. Diệp Phàm chào hỏi xong sau đó nhắm thẳng địa khu mà đi. Đại tử lầu Đức Hồng. Chủ tịch huyện Diệp, không thể tưởng tượng được Bí Thư Chu ở huyện các anh dã man như thế, thế này kêu chúng tôi làm sao dám đến Ma Xuyên để khảo sát đầu tư lần nữa. Aoi Ichiro dáng người thấp bé, trên mặt lộ ra bộ dạng ngơ ngác không hiểu gì. Aoi tiên sinh, thế mà kêu là dã man sao? Cái đó nếu ở đất nước Nhật Bản của các ngài thì kêu là tinh thần võ sĩ đạo, chẳng lẽ các ngài không tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo sao? Diệp Phàm buông ra một câu ngụy biện. Diệp tiên sinh, mong đừng làm ô nhục tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi. Tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi cái tôn trọng chính là nghĩa, dũng, nhân, lễ, thành, danh, trung, khắc. Cậu nhìn xem, Bí Thư Chu của Ma Xuyên đã làm cái gì? Dũng thì rất dũng, tuy nhiên... Đó là cái dũng mãnh của sự lỗ mãng, một loại hành vi khinh suất rất vô tri. Aoi trên mặt lộ ra một tia oán giận, cho rằng Diệp Phàm khinh nhờn tinh thần võ sĩ đạo của bọn họ. Tinh thần võ sĩ đạo kỳ thật là lấy từ tư tưởng Nho gia và Phật gia của Hoa Hạ chúng tôi, tuy nói nó khởi nguồn từ Mạc Phủ Kamakura, một của quốc gia các ngài, sau đó vào thời đại Edo, hay không phải đã hấp thụ tư tưởng Nho gia và Phật gia của Hoa Hạ chúng tôi truyền qua mới hình thành sao? 1. Mạc Phủ Kamakura.
http://vi.wikipedia.org/.wiki-i-1/.bb/.b3-kamakuaa http://vi.wikipedia.org/.wiki-i-kamakuaa 2. Thời đại Edo, http://vi.wikipedia.org/.wiki-i-1/.bb/.b3-edo Lúc ban đầu, nó khởi xướng tinh thần trung thành, tín nghĩa, liêm sỉ, thượng võ, danh dự. Nhưng võ sĩ đạo là sản vật chính trị của thời phong kiến, cái nó hấp thụ chính là một vài thứ ở mặt ngoài của Nho giáo và Phật giáo chứ không phải thực đế của nó. Tư tưởng trong Nho giáo và Phật giáo không thể thỏa mãn nhu cầu của võ sĩ đạo, đều bị tinh thần đạo giáo cố hữu của dân tộc các người cung cấp một cách đầy đủ. Cơ sở niềm tin của tinh thần đạo giáo chính là không phân biệt thị phi. Cho nên võ sĩ đạo đối với nhân cách có tính hai mặt dễ dàng làm cho cực đoan. Tự cuồng mà lại tự ti, tin Phật mà lại hiếu sát, chú trọng lễ nghi mà lại dã man tàn bạo, theo đuổi khoa học mà lại kiên trì mê tín, ức hiếp kẻ yếu mà lại thuận theo cường nhân. Lấy bí thư Chu ra mà nói, ông ta cũng là vì ích lợi của nhân dân Ma Xuyên. Đối với lãnh đạo huyện Hồng Sa Châu không hiểu chuyện thì Aoi tiên sinh không phê phán, ngược lại lại đi khinh bỉ người anh hùng trong mắt nhân dân Ma Xuyên chúng tôi, chẳng lẽ đây là tinh thần võ sĩ đạo trong mắt tiên sinh Aoi? Hai người bỗng quay sang tranh luận tinh thần võ sĩ đạo. Chủ tịch huyện Diệp, mặc kệ anh nói như thế nào, chuyện khảo sát lần này đến đây kết thúc, chúng tôi sẽ không đến Ma Xuyên nữa, một nơi mà đến an toàn sinh mạng cũng không được đảm bảo thì làm sao có thể khiến chúng tôi an tâm đầu tư. Aoi Ichiro tỏ thái độ kiên quyết nói. Đương nhiên, tôi cũng không muốn tay không mà về. Thuốc mà chủ tịch huyện Diệp điều phối chế ra chúng tôi có thể mua với giá gấp 10 lần để mang về, điều kiện này đủ hậu đãi rồi chứ. Bao nhiêu tiền mới mua? Tôi ngược lại rất muốn xem hậu đãi của chủ tịch Aoi rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Phàm híp hai mắt lại, nói. Một bao dược 10.000, người anh nhi có thể phối duy nhất một lần 20 bao cho tôi lập tức trả cho anh 200.000. Aoi cũng híp hai mắt lại. Kỳ thật thằng nhãi này đang quan sát động tĩnh của Diệp Phàm. Bản thân gã cho rằng 200.000 này đối với một chủ tịch huyện nghèo mà nói thì đó là một con số lớn, chẳng lẽ hắn có thể không động tâm. Tuy nhiên, số Aoi định sẵn là bị thất vọng rồi, bởi vì gã gặp phải một đối tượng không giống bình thường, vì đó là đồng chí Diệp Phàm. 200.000 là con số không ít, tuy nhiên, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Diệp Phàm biết được là nông viện viện đã đến. Thằng nhãi này cố ý mở cửa, nhìn thấy nông viện viện trong tay cầm một chén canh thịt chăn già được hầm rất lâu vẫn còn nóng hôi hổi. Cố ý nghiêm mặt, hừ nói. Đem tới làm gì, đem đổ bỏ đi, dù sao Aoi tiên sinh cũng không cần thứ này. Vâng, nông viện viện lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, đang buồn bực thì phát hiện Diệp Phàm nhìn cô đá mắt, lập tức hiểu được ý của hắn, lớn tiếng hồi đáp. Dạ được, để tôi đem đổ xuống cống thoát nước. Nông viện viện vừa nói dứt lời, chậm rãi đi ra ngoài, tuy nhiên, khi bước thì chân đi rất chậm. Lúc này đây tất nhiên là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của Aoi. Chậm đã. Mắt nhìn thấy bóng dáng nông viện viện biến mất, Aoi rốt cục đã không kìm nổi, ra hiệu cho nữ thư ký của mình lên tiếng. Sao thế Aoi tiên sinh? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Bỏ chén canh thuốc xuống trước đi, Diệp tiên sinh. Chúng ta sẽ chậm rãi tâm sự chứ. Nữ thư ký của Aoi nói. Diệp Phàm gật gật đầu, ra hiệu cho nông viện viện bỏ chén thuốc xuống, đợi cô đi ra ngoài xong, Diệp Phàm lập tức nghiêm mặt nói. Aoi tiên sinh, chén thuốc này đêm nay tôi sẽ cho ngài thử dùng miễn phí. Nếu cảm giác được, buổi sáng ngày mai cho tôi lời đáp, nếu đồng ý cùng chúng tôi đến Ma Xuyên khảo sát, còn như không muốn thì thôi vậy, tuy nhiên, tôi phải nói rõ. Tôi chỉ chờ ngài đến 8 giờ thôi, nếu quá giờ thì tôi sẽ không đợi nữa. Diệp Phàm nói xong, cũng không buồn nghe Aoi giải thích, bước chậm chậm ra ngoài. Thật lâu sau, Aoi Ichiro hỏi nữ thư ký của mình. Chủ tịch huyện Diệp đã trở lại chưa? Không thấy, xem ra đã đi thật rồi. Nữ thư ký Sakura Hideko mở cửa ra, quan sát ở lối đi nhỏ khắp một lượt, sau đó trả lời. Sakura! Cô nói xem cái này có phải chủ tịch huyện Diệp dở trò quỷ hay không, người Hoa Hạ bọn họ rất quỷ kế, kêu làm cái gì?
Ao Y nhất thời nghĩ không ra. Kỳ thật, Ao Y là phó chủ tịch phụ trách ở khu vực Á Châu của tập đoàn An Đạt, bởi vì tổng công ty đặt tại Hong Kong, cho nên, cũng có thể nghe hiểu một nửa tiếng phổ thông. Hơn nữa, khi không có chuyện gì làm Ao Y thích nghiên cứu văn hóa lịch sử Hoa Hạ, cho nên, có thể coi ông ta như là người thông hiểu nửa Hoa Hạ. Không rõ lắm, có lẽ đây là cách mà người Hoa Hạ gọi là lạt mềm buộc chặt. Sakura Hideko hơi gật gật đầu. Đúng vậy, chính là những lời này. Chủ tịch huyện Diệp chẳng lẽ thực sự đồng ý buông tay, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tôi đầu tư vào huyện của hắn. Chuyện đầu tư này không có khả năng, huyện Ma Xuyên nghe nói so với Hồng Sa Châu còn nghèo hơn, đường lộ lại càng khó đi, điều kiện rất kém, nếu đầu tư thì trên cơ bản rất khó kiếm được tiền. Tuy nhiên, nếu chủ tịch huyện Diệp muốn chơi, được thôi, chúng ta sẽ chơi chung. Aoi trên mặt lộ ra nụ cười, bưng bát canh thuốc lên uống cạn, đột nhiên, bộ dạng như trêu chọc cô thư ký, cười hỏi. Cô có biết trò chơi mèo vờn chuột không? Ha ha! Khanh khách! Bên trong truyền ra tiếng cười trong trẻo của phụ nữ. Diệp Phàm, chuyện của Aoi thế nào? Đêm đã khuya, không ngờ trong điện thoại lại truyền đến giọng nói hơi có vẻ khàn khàn của bí thư địa ủy Trang. Xem ra Trang Thế Thành kia tâm cũng đang loạn. Vì sự thành bại của Diệp Phàm không chỉ có liên quan đến chỉ riêng mỗi Diệp Phàm, đó cũng là chứng cứ chính xác mà Trang Thế Thành phải trình cho các ủy viên thường vụ của tỉnh ủy, địa khu chứng minh mình nhìn người không sai. Phải biết rằng, khi điều Diệp Phàm từ Mạc Hương qua đây, bản thân Trang Thế Thành cũng đã phải chịu áp lực không nhỏ mới giải quyết xong việc này. Tất nhiên là bởi vì kinh nghiệm lý lịch, tuổi tác quá nhỏ của Diệp Phàm. Lúc trước, khi Trang Thế Thành lấy thái độ cứng rắn, mạnh mẽ tại cuộc họp hội ý bí thư của địa khu, tiến cử Diệp Phàm nhận chức chủ tịch huyện, chuyện vừa xong và được báo đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lập tức khiến cho đại náo khắp nơi. Vài vị chức phó của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lời qua tiếng lại phê bình kín đáo, cho rằng Trang Thế Thành ra quyết định này rất qua loa. Hơn nữa, có chút trái với nguyên tắc của tổ chức. Bởi vì Diệp Phàm không phải phó chủ tịch thường trực huyện, lại càng không phải là phó bí thư, đến chức ủy viên thường vụ cũng không phải. Nói như vậy, theo nguyên tắc đề bạt dùng người của tổ chức mà nói, người đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, đầu tiên người đó phải là phó chủ tịch thường trực huyện, hoặc là cán bộ đồng cấp từ tỉnh thị xuống tạm giữ chức, hoặc là chức cục phó của địa khu hay lãnh đạo cục mới được. Đương nhiên, cũng có phó bí thư huyện ủy đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Còn Diệp Phàm, đến ủy viên thường vụ cũng không phải, đề bạt này cho thấy đã vượt mức quy định, căn bản đã vượt đến mấy bậc. Tuy nhiên, không ngờ việc này sau lại được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt đặt bút phê xuống dưới. Trưởng ban Tống đã phê thì các phó chức bên dưới có là gì, chỉ có thể làm nút hũ. Còn suy nghĩ rằng chủ tịch huyện họ Diệp có phải đã đi thông qua đường đi của trưởng ban Tống hay không chứ? Cho nên, Trang Thế Thành rất chú ý đến tình hình của Ma Xuyên. Chỉ sợ Diệp Phàm làm không nên chuyện thì khi đó tuyệt đối sẽ rất mất mặt, phỏng chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của bản thân. Tuy nhiên, Trang Thế Thành cũng rất mù quáng tin tưởng vào ánh mắt của ông già họ Phượng khi câu cá lúc đó. Bởi vì, vị trí chủ tịch huyện của Diệp Phàm, khi đó lão già đã duỗi đầu ngón tay ra chỉ lên con, tướng, ở trên bàn cờ. Nói đến cũng khá buồn cười, vị trí chủ tịch huyện của một huyện trọng yếu như thế, không ngờ người ta chỉ dùng một đầu ngón tay chỉ thôi đã quyết định rồi. Trên đời này, có bao nhiêu chuyện không thể nói rõ được tầng nghĩa thâm sâu bên trong. Đối với cấp dưới mà nói có lẽ sẽ gây ra một trận động đất nhỏ. Từ chuyện phát sinh của ngày hôm qua, Chu Phú Đức độc đấu với Hồng Sa Châu, ông ta làm sao có thể ngủ yên. Chu Phú Đức là tảng đá to ổn định huyện Ma Xuyên, tuy nói Trang Thế Thành này không thích tính hống hách của Chu Phú Đức, nhưng bản thân hống hách cũng có chỗ tốt của hống hách. Giống huyện Ma Xuyên trước kia được xưng là ổ thổ phỉ của địa phương, một người quá nhu nhược sẽ không có khả năng nắm được đại cục trong tay. Trang Thế Thành ngàn dặm xa xôi đem Diệp Phàm điều đến đây, mục đích tất nhiên là hy vọng Diệp Phàm có thể từng bước khởi động đại cục, để tương lai tiến tới thay vào vị trí của Chu Phú Đức, sớm tiến hành dự tính. Bởi vì Diệp Phàm khi ở Ngô Công Nhai biểu hiện rất dũng mãnh, bài hát Chí Si Ái Quốc hát giết người đi lúc ấy khiến Trang Thế Thành rất kinh ngạc. Nhờ sự dũng mãnh khí phách kia mới là nguyên nhân chủ yếu, yếu tố thúc đẩy Trang Thế Thành hạ quyết tâm ra quyết định đề bạt Diệp Phàm. Đương nhiên, lúc ấy lời nói của ông già họ Phượng cũng chiếm gần một nửa yếu tố quyết định. Huyện Ma Xuyên dân phong hung hãn, nên cần loại bí thư như Chu Phú Đức giống như thổ phỉ vậy.
Cái này kêu là bạo lực cách mạng mới đúng. Tuy nhiên, khí phách của Chu Phú Đức 10 phần là thứ sung mãn dã tính nguyên thủy, người này thiếu mất lý niệm hiện đại, tri thức văn hóa, tố chất phẩm đức, những phương diện này tu dưỡng rất thấp. Muốn quản lý một huyện có thể được, nhưng muốn thống trị tốt một huyện, dẫn dắt huyện mấy chục vạn dân chúng làm giàu thì không ổn. Còn Diệp Phàm cũng sung mãn phách sát khí, nhưng phách sát của Diệp Phàm so cùng Chu Phú Đức có sự khác nhau về bản chất. Phách sát khí của Diệp Phàm là một loại phách sát sung mãn lý tính, trong bá đạo có nhu mềm, trong nhu mềm có bá đạo. Hơn nữa Diệp Phàm tố chất văn hóa cao, làm kinh tế thì số một, hai người cùng so sánh, Diệp Phàm tất nhiên có thể thay thế được vị trí của Chu Phú Đức. Đương nhiên, hiện tại nếu nói những chuyện này thì còn quá sớm, Diệp Phàm vẫn còn là một cây con nhỏ yếu, còn rất tuổi trẻ, còn cần trường kỳ tôi luyện. Chu Phú Đức tuy nói thiếu hụt đúc về văn hóa, nhưng Chu Phú Đức có kinh nghiệm công tác, điểm này đồng chí Diệp Phàm có thúc ngựa cũng khó có thể nhất thời vượt qua. Chào ngài, Bí Thư Trang, chuyện của AOI hiện tại khó mà nói được. Chủ tịch huyện Quách của huyện Hồng Sa Châu hành động như vậy đã khiến cho việc này phức tạp lên rất nhiều. Cũng không biết chủ tịch huyện Quách ở trước mặt chủ tịch AOI đã nói những gì. Dù sao AOI đối với huyện Ma Xuyên của chúng ta thất vọng tới cực điểm. Vừa rồi tôi đi tìm ông ta cũng có gặp tôi, nói là chuyện đầu tư sẽ không có khả năng, vì điều kiện của Ma Xuyên còn quá kém, không bằng Hồng Sa Châu. Diệp Phàm tất nhiên không đề cập tới Chu Phú Đức, tuy nói Chu Phú Đức hôm nay làm chuyện lỗ mãng, đã để lại cho AOI một hình tượng thổ phỉ. Nhưng Diệp Phàm đối với việc này có cái nhìn khác, trong mắt có chút khâm phục Chu Phú Đức. Ông ta mặc dù là lỗ mãng, nhưng cũng là vì huyện mà lỗ mãng, nếu nói ra thì Chu Phú Đức hẳn phải là anh hùng mới đúng, chỉ có điều là anh hùng lùm cỏ thôi. Tiểu Diệp, thương trường đấu tranh tàn khốc, việc này cũng cho cậu một tiếng chuông cảnh báo. Việc này cũng không thể trách Hồng Sa Châu, tuy rằng bọn họ làm hỏng chuyện của cậu. Nhưng từ trong đó cậu đã hấp thụ được giáo huấn. Cái gì gọi là buôn bán cơ mật, đây là chứng cứ tốt nhất. Đột nhiên nhảy ra một con ngựa ô, làm cho sự cố gắng gấp trăm lần khi trước của cậu có thể bị phó mặc. Thương trường như thế đó, đi lại trốn quan trường lại càng hung hiểm, tuy nhiên, cái đó gọi là hái quả đào mà thôi. Quan trường không riêng gì một vấn đề thương trường, còn có mạng lưới quan hệ, phương diện nó đề cập rất sâu rộng, thương trường chỉ có thể là một bộ phận đấu tranh rất nhỏ của quan trường. Oán trời buồn người thì sẽ không có tiền đồ, vật lộn tiến tới trong dòng nước xiết mới là chính đạo. Mặc dù là cơ hội lần này bị mất đi, nhưng cậu vẫn còn có vô số cơ hội khác. Cái này phải dựa vào sự tranh thủ của cậu. Trang Thế Thành giọng điệu bình thản, cũng không nói chủ tịch huyện Quách Tân Bình của Hồng Sa Châu làm vậy đúng hay không. Thứ này cực kỳ phi quan niệm, kỳ thật chính là một loại quan niệm cao tầng. Đương nhiên, đối với Trang Thế Thành mà nói, Ma Xuyên là địa bàn của mình. Hồng Sa Châu cũng là địa bàn của mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. Hai huyện nghèo khó này cứ bị vây trong bảng xếp hạng, thay nhau đứng nhất nhì từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng các huyện, khu của địa khu Đức Bình. Ai có thể đưa kinh tế đi lên, đối với Trang Thế Thành mà nói đều vui mừng. Đương nhiên, từ tư tâm và quan hệ lợi hại mà nói, Trang Thế Thành tất nhiên là hy vọng Diệp Phàm có thể có càng nhiều biểu hiện xuất sắc thì càng chứng minh mình tinh mắt. Thứ hai Ma Xuyên cũng có thể gỡ bỏ đi chiếc mũ xếp hạng bét, giúp Trang Thế Thành không cần phải đeo gánh nặng trên lưng. Đương nhiên, những lời này với Trang Thế Thành, nhân vật số một của địa ủy, ông sẽ giấu tận dưới đáy lòng mà không nói ra. Tôi hiểu rồi Bí Thư Trang, tôi sẽ không nổi giận, ngược lại, ý chí chiến đấu của tôi sẽ cao hơn. Tôi nghĩ, Chủ tịch AOI nói cũng có lý, điều kiện của Ma Xuyên chúng ta so ra còn kém xa Hồng Sa Châu, nhưng điều kiện có thể thay đổi. Tận dụng hết thảy mọi cơ hội để thay đổi hiện trạng của Ma Xuyên, tôi kết hợp đặc điểm của Ma Xuyên tạm thời đưa ra ba khu cơ sở, chuẩn bị xây dựng nơi gia công các chế phẩm có nguyên liệu từ tre trúc ở xã Kháo Sơn Chuân Tử, tỉ như chiếu trúc, tác phẩm nghệ thuật từ trúc chẳng hạn. Dùng mật đào của xã Kim Đào làm cơ sở, mở nhà máy đồ hộp, và còn có một ý tưởng nữa như tạm thời vẫn còn chưa thành thục, về sau sẽ báo cáo lại với ngài. Mặt khác, muốn đến Sở Nông nghiệp tranh thủ xin cấp phép cho hạng mục mở căn cứ thí nghiệm lá trà, bước đầu thì đặt ở hai xã Trước Nữ Ngưu Lang. Tất cả những thứ này gọi chung lại là công trình cởi bỏ mũ. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Trang Thế Thành khen. Nói rất tốt, công trình cởi bỏ mũ. Tiểu Diệp, cậu hình dung rất hình tượng, cán bộ sợ nhất bị hái mũ, cái này cậu cũng dám nói ra,
công tác cởi mũ, tốt tốt. Trang Thế Thành không ngờ mỉm cười. Tuy nhiên, Bí Thư Trang, tất cả những thứ này đều phụ thuộc vào việc sửa đường. Chuyện sửa đường này tuy khá khó khăn, vách núi thiên tường của núi Thiên Sa như một chướng ngại vật ngăn cách con đường làm giàu của nhân dân Ma Xuyên. Bí Thư Trang, nghe nói năm nay về phương diện giao thông địa khu đã dồn toàn bộ các khoản chi cho quốc lộ La Thủy của thị xã La Châu, có phải chuyện tu sửa quốc lộ của huyện Ma Xuyên chúng ta sẽ không được địa khu suy xét không? Diệp Phàm nói ra suy nghĩ sơ bộ của mình. Chương 816, đoạt được cơ hội trước tiên, 1 cộng 2. Đúng là địa khu có quyết định này, tuy nhiên, mặc dù là như vậy, cũng sẽ không có khả năng đem toàn bộ tài chính đều dồn cả vào chuyện tu sửa quốc lộ của La Thủy. Các huyện như Ma Xuyên, Hồng Sa Châu, Quy Nguyên, địa khu cũng sẽ suy xét tình hình cụ thể để rút ra một khoản tài chính nhất định. Đương nhiên, tình hình của Đức Bình thì cậu cũng rõ rồi, nếu muốn giống như năm rồi hy vọng địa khu có thể rút ra 700-800 ngàn cho các cậu là chuyện không có khả năng. Tiểu Diệp, tài chính dùng để sửa đường địa khu sẽ không cấp cho cậu nhiều được, nhưng cậu còn có nơi khác có thể tìm đến, tỉ như sở giao thông tỉnh chẳng hạn. Trước kia khi cậu ở Lâm Tuyền Ngư Dương không phải từng xin cấp được một khoản lên đến 40 triệu tệ sao, sửa lại và mở rộng con lộ rách nát của hai xã 6 thị trấn của khu kinh tế Lâm Tuyền thành ra một tỉnh lộ không hề thua kém bất kỳ quốc lộ của xã, thị trấn nào về sự rộng thoáng. Đối với điểm này, tôi rất mong chờ ở cậu, hy vọng ở Ma Xuyên cũng có thể nhìn thấy được quang cảnh rầm rộ như thế, ha ha ha. Trang Thế Thành cười trong lúc nói, nhưng cũng lập tức đưa Diệp Phàm đi một vòng. Đi qua đi lại lẩn quẩn trong mớ bòng bong. Lúc này trên mặt Tiểu Diệp kia tất nhiên là có một quầng đen bao phủ. Khẩn trương nói. Bí Thư Trang, chuyện này, tình hình của Lâm Tuyền và Ma Xuyên không giống nhau. Lúc đó có thể kiếm ra được 40 triệu tệ cũng nhờ vào các mối cơ duyên vừa khéo hợp thành thôi. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây đã bị Trang Thế Thành cắt ngang chen vào, nói. Tiểu Diệp ơi là Tiểu Diệp, cậu có tư tưởng thế này là không được. Lâm Tuyền có cơ hội, chẳng lẽ Ma Xuyên chúng ta định sẵn là không có cơ hội rồi hay sao? Mấu chốt ở chỗ tư tưởng của cậu có rẽ sang hướng khác hay không? Kỳ thật, với địa phương có kinh tế càng lạc hậu thì càng dễ tạo ra thành tích, chiến tích. Cơ hội sẽ không dành cho người chỉ biết ngồi chờ nó mà cơ hội bao giờ cũng dành cho kẻ biết tranh thủ tìm kiếm. Tôi hiểu Bí Thư Trang, tôi sẽ cố gắng. Diệp Phàm vẻ mặt chua xót nói trong điện thoại. Vậy thì tốt. Thế này mới giống một thanh niên tuổi trẻ, tinh thần đầy phấn chấn, chúng ta đều là cán bộ đảng, dưới sự lãnh đạo của cậu còn có mấy chục vạn dân đang kêu than chờ lương thực. Chúng ta vì dân làm chút việc, tin tưởng rằng dân chúng cũng sẽ nhớ đến và biết ơn chúng ta. Điều này cũng có thể gọi là một loại thành tựu. Tin tưởng cậu khi còn ở khu kinh tế Lâm Tuyền hẳn là cũng cảm nhận được tình cảm của dân chúng đối với mình. Trang Thế Thành cổ vũ Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc ông ta lại không hề đề cập đến, Diệp Phàm muốn xin được chút trợ cấp từ trong tay ông ta đó là chuyện không có khả năng vào lúc này. Vậy thì Bí Thư Trang có thể cấp cho chút đỉnh gọi là kinh phí khởi động công trình sửa đường hay không? Hiện giờ đã bước vào thời điểm cuối năm, tuy muốn chạy đi xin trợ cấp nhưng vào thời điểm này thì đã không kịp, phỏng chừng đợi công văn phê duyệt xong thì qua năm mất rồi. Nước xa không cứu được người chết khát ở gần. Tôi muốn tranh thủ trước Tết độ khoảng mười mấy ngày đưa con lộ thiên tường vào sửa chữa mở rộng cho xong, bằng không, bảo người ta đến thị trấn Ma Xuyên thì người ta cũng không dám đến, như thế sao có thể thu hút đầu tư, ha ha. Đồng chí Tiểu Diệp vẫn chưa từ bỏ ý định, có chút không yên, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Diệp, xem ra sự nhiệt tình của cậu vẫn chưa trỗi dậy. Sự nhiệt tình của cậu khi ở Lâm Tuyền đâu rồi, lấy chúng ra đi chứ. Nghe nói vào thời điểm đó cậu chỉ bỏ ra vài ngày là đã tìm về được hơn triệu tệ rồi. Lấy chuyện cậu giúp chủ tịch huyện Vệ Sơ tỉnh xây dựng lên ban khai phá Tây Bàn mà nói, trong đó bao gồm có địa bàn của 6-7 xã. Lúc ấy không phải đến văn phòng làm việc cũng không có sao, cậu không phải chỉ với 2 ngày đã kiếm ra 1 triệu tệ sao. Bây giờ đến Đức Bình có phải những chiêu trò đó đều đem giấu cả rồi phải không? Làm như vậy sao được, là đảng viên. Dù là công tác ở địa phương nào thì cũng phải đối xử bình đẳng. Những lời thừa tôi sẽ không nói, chuyện của ngài Aoi cậu phải cố gắng hơn nữa, vì mời được một người khách đến là chuyện không dễ dàng gì. Muốn kinh phí sửa đường chứ gì, chỗ tôi đã không còn, muốn đến địa phương nào xin thì chính cậu phải nghĩ biện pháp thôi, tôi tin tưởng cậu sẽ làm được. Trang Thế Thành cười và cúp điện thoại. Ông mày trước kia làm gì đều bị lão Trang điều tra cả,
đến chuyện 1 triệu tệ của ban khai phá Tây Bản cũng bị lão Trang biết được. Khoản tiền đó do Tổng Giám đốc Phạm của Công ty Điện lực thành phố Mạc Hương tài trợ. Ở Đức Bình này, ông mày ngoại trừ quen được một chủ nhiệm nghèo rất mùng tơi của Ủy ban Chính trị Pháp luật là lão Hạ Gia, những người khác, cái rắm cũng không biết, thế này thì đi đâu moi ra tiền. Xong đời, bị người quản chế rồi, hiện tại lão Trang phỏng chừng là đã giơ roi lên thục mạng mà quất vào mình rồi. Lão Trang này, muốn thúc ngựa chạy nhanh nhưng lại không cho ngựa ăn cỏ, phải tự lực cánh sinh sao, thật xui xẻo thằng nhãi này căm giận nên có chút bực tức, nghĩ lại thì thấy có chút kỳ quái. Miệng lẩm bẩm, quái, hình như không đúng, bí thư Trang nói là năm nay Cục Giao thông địa khu rút toàn bộ các khoản kinh phí dồn cả vào quốc lộ La Thủy, nhưng thực tế không phải dồn toàn bộ vào con lộ trên. Nói là các huyện như Ma Xuyên vẫn có thể xin được một chút. Bí thư Chu lúc đến Cục Giao thông địa khu tìm Cục trưởng Ngô, người này lại nói huyện Ma Xuyên năm nay một phân tiền cũng không cấp. Chẳng lẽ là do Ngô Bạch Khai cố ý làm khó dễ, hoặc là chân tướng sự thật giống như những gì anh Hạ nói, bên trong Hồng Sa Châu có chuyện mờ ám. Từ biểu hiện ngày hôm qua của Hồng Sa Châu cho thấy mục đích chính là vì ngăn cản Ma Xuyên phát triển, sợ chúng ta sẽ vượt qua bọn họ. Quách Tân Bình sẽ có khả năng âm thầm hạ thủ ngăn cản cũng nên, việc này phải điều tra mới được. Nếu quả thật là như vậy, thì chúng ta sao có thể ngồi chờ người khác đến ức hiếp, tiến quân phản kích mãnh liệt là chuyện nên làm, chó nhật, chơi toàn chiêu xấu. Nhìn đồng hồ giờ đã là 4 giờ sáng, thằng nhãi này lên giường nằm, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Sáng hôm sau cũng không biết Aoi trong lòng nghĩ như thế nào nhưng kỳ thật trong lòng Diệp Phàm cảm thấy đặc biệt thiếu tự tin. Chén canh thuốc nấu từ thịt chăn già kia có tác dụng và có sức hấp dẫn đối với Aoi hay không còn rất khó nói. Nếu lão già này không quan tâm đến thì phiền phức rồi. Kế hoạch cơ sở chế phẩm tre trúc kia xem như phá sản, chuyện này đối với bản thân mình mà nói cũng không phải là dấu hiệu tốt, xuất sư bất lợi, nghĩ thế đầu óc hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này đồng chí Tiểu Diệp ngủ nhưng có người thừa dịp đêm đen không trăng làm ra một số chuyện không được minh bạch cho lắm. Kiều Kiều, cô cùng Trần Đống lập tức tranh thủ tới tử lầu Đức Hồng, nhất định phải giữ chân Aoi Ichiro lại. Mặc kệ là phải dùng đến thủ đoạn gì, tuyệt không thể để cho họ Diệp kia và lão tạp Mao Chu Phú Đức đắc ý. Chú ý, mặc dù Aoi không có ý định đầu tư vào Hồng Sa Châu chúng ta nhưng các cậu cũng phải nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể để Aoi đến Ma Xuyên. Cùng lắm thì ăn không được phá cho hôi, ông mày không đạt được, Ma Xuyên cũng đừng mong. Chủ tịch huyện Quách Tân Bình nằm trên giường bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Chủ tịch huyện Quách. Nếu Aoi nhất quyết muốn đi thì chúng ta dùng biện pháp nào ngăn trở, nói sao đi nữa thì chân là của gã. Hơn nữa, hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm, Aoi đã trở thành tiêu điểm của khắp mọi nơi. Dương Kiều Kiều mặt nhăn nhó có chút khó coi nói. Hừ, nếu thật sự ngăn không được, cô đi tìm Bì Đông. Quách Tân Bình ra một quyền nặng nề nện vào cạnh giường. Cái này, hiện tại chuyện đang bị lãnh đạo địa khu chú ý, tôi sợ sẽ gặp phải phiền phức lớn. Bộ dáng Dương Kiều Kiều có chút khó xử. Sợ cái đít, cô cứ làm như tôi nói, xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh. Họ Chu kia, ông mày không để mày yên đâu, còn gã họ Diệp nữa. Quách Tân Bình nghiến răng nghiến lợi, tay véo mạnh vào ngực của Dương Kiều Kiều khiến cô này đau đến muốn chảy nước mắt. Tất nhiên là gã tiểu quách này đang tưởng tượng cặp ngực của cô ả là Tiểu Diệp và Tiểu Chu nên ra tay tàn sát bừa bãi. Tuy vậy Dương Kiều Kiều vẫn không dám hé răng. Bởi vì cái ghế trưởng phòng phòng thông tin huyện cô ả vẫn chưa ngồi vững. Trước mắt, cái ghế trưởng phòng của phòng thông tin huyện Hồng Sa Châu vẫn đang trong giai đoạn chủ bị. Trước kia Dương Kiều Kiều chỉ là một nhân vật nhỏ chạy việc vặt trong ban tuyên giáo huyện ủy, nhưng cô này rất biết cách lót đường. Sau 2 ngày Quách Tân Bình đến Hồng Sa Châu vừa nhìn đã ưa mắt, từ đó về sau, Dương Kiều Kiều trở thành vật sở hữu riêng của Quách Tân Bình. Nhưng bí thư huyện ủy Lý Chiêm Cường của huyện Hồng Sa Châu danh tiếng không bằng. Kỳ thật một chút mạnh mẽ cũng không. Trên cơ bản gặp đại sự gì cũng làm không xong, Quách Tân Bình ở Hồng Sa Châu cũng nhờ đó mà được uy thế, bí thư huyện ủy Lý Chiêm Cường này trên thực tế không khác gì vật bài trí. Đương nhiên, tuổi tác của Lý Chiêm Cường vẫn là nguyên nhân chủ yếu, không đến 2 năm nữa ông ta sẽ về hưu, cớ gì phải cùng Quách Tân Bình sức trai khỏe mạnh, tiền đồ vô lượng tranh đấu. Tất nhiên, bản thân Quách Tân Bình cũng đem đến nhiều hứa hẹn cho Lý Chiêm Cường. 9 giờ sáng, Diệp Phàm vẫn không thấy Aoi gọi điện thoại cho mình, trong lòng thấy tối sầm lại, thầm nghĩ phỏng chừng chuyện lần này thất bại rồi.
Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn quyết định không chủ động xuất kích, Ao Y một khi đã làm như vậy, mình có cố đi cầu gã cũng vô dụng. Có lẽ Ao Y cũng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình, riêng bản thân Diệp Phàm đối với chén canh thuốc thịt chăn già của mình cũng có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, thằng nhãi này mới sáng sớm đã sắp xếp bảo nông viện viện canh giữ trong đại sảnh của Tửu Lâu Đức Hồng, đương nhiên là giám sát hướng đi của Ao Y, để báo lại bất cứ lúc nào. Diệp Phàm hôm nay cũng sẽ không trở về Ma Xuyên, hắn chuẩn bị đến các cục của Ủy ban Nhân dân địa khu dạo một vòng. Cho dù là không mò ra phân tiền nào, nhưng ít ra trước khi lăn lộn ở chốn này được làm quen với vài gương mặt, vài nhân vật cũng tốt. Dù sao hiện tại nếu trở lại Ma Xuyên cũng không làm được chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm Liễu Mi Phương của văn phòng huyện ủy vội vàng từ nhà chạy đến. Ông xã của Liễu Mi Phương là Cổ Tín Lâm, đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục giao thông địa khu. Tất nhiên vì Diệp Phàm tối hôm qua có giao phó bảo cô trở về hỏi chuyện có liên quan đến các khoản chi của cục giao thông. Người phụ nữ này, hôm nay diện một chiếc áo choàng màu tím, bên trong mặc thêm chiếc áo lông màu vàng, hai bầu ngực căng tròn giống như hai chiếc bánh bao to. Bên dưới mặc chiếc quần bò màu lam, khiến cô nàng khá nổi bật, cặp mông khêu gợi khi đi cứ đánh qua đánh lại, làm cho người ta nghĩ đến là muốn. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, cô này mông ngoe ngoảy xoay tròn với biên độ không nhỏ, vội vàng luống cuống đi lại. Tuy nói bên trong chiếc áo choàng kia không nhìn thấy rõ vòng eo cho lắm, tuy nhiên, khi xoay người với biên độ như thế, Diệp Phàm vẫn nhìn được rất rõ ràng. Lẳng lơ Diệp Phàm trong lòng không nhịn được, thầm nói một câu, miệng hỏi. Tình hình thế nào? Rất không ổn, ông xã nhà tôi nói bên trong chuyện này có chút hút mắc. Liễu Mi Phương trên mặt có chút buồn bực. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ và tìm đối sách, chẳng lẽ chân tướng đúng như anh hạ đoán sao, chủ tịch huyện Quách của huyện Hồng Sa Châu ra tay động thủ bên trong. Gã Quách Tân Bình là ai? Dựa vào cái gì để tác động vào cục trưởng cục giao thông địa khu Ngô Bạch Khai bảo ông ta giúp gã như vậy chứ? Là chuyện gì, chủ nhiệm Liễu nói ra có tiện không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Ông xã nhà tôi nói có đoán ra được một chút, việc này cậu ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Hình như là chủ tịch huyện Quách của Hồng Sa Châu có mời cục trưởng Ngô của cục giao thông, hai người có qua lại. Liễu Nghi Phương ghé sát vào bên tai Diệp Phàm nhỏ giọng nói, một vài sợi tóc con làm Diệp Phàm có cảm giác ngứa ngứa, cũng không biết là cô ta có cố ý hay không, tuy nhiên, vào giờ phút này đây đồng chí Diệp Phàm cũng không còn tâm tư đâu mà đi để ý đến mùi hương của phụ nữ. Có phải Quách Tân Bình tìm đến cục trưởng Ngô chào hỏi trước hay không, cố ý ngăn cản cục giao thông địa khu rút lại các khoản không chi cho Ma Xuyên chúng ta? Diệp Phàm trên mặt bắt đầu mất tự nhiên, lấy thuốc ra châm lửa đốt. Hình như là vậy, cái này tôi cũng không rõ lắm. Liễu Nghi Phương thấp giọng nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Tuy nhiên, gần đây Quách Tân Bình cùng cục trưởng Ngô qua lại rất thân thiết. Ngay đến phó chủ tịch cha phân công quản lý giao thông của địa khu người ta cũng thân mật lui tới. Có lẽ bên trong việc này có gì đó khó nói. Liễu Nghi Phương giọng điệu hơi ai oán nói. Cục giao thông địa khu có rút khoản nào ra chi cho các huyện khác không? Diệp Phàm vòng vo một hồi lại hỏi. Hẳn là có, chẳng hạn như huyện Hồng Sa Châu ngày hôm qua có nhận được một khoản 500.000 tệ chuyển đến. Liễu Nghi Phương vừa nói dứt lời, Diệp Phàm kia mặt lập tức âm trầm xuống. Trong lòng mắng, khốn thật, dám chơi sau lưng. Thằng nhãi này liền khôi phục bình tĩnh, có chút nghi hoặc hỏi. Có một vài chuyện tôi không rõ, năng lực của Quách Tân Bình sao có thể lớn đến như thế? Dựa vào cái gì mà đến một chủ tịch huyện, cục trưởng Ngô và cả phó chủ tịch địa khu cha tất cả đều giúp đỡ gã? Phương diện này thì tất nhiên là bên trong có quan hệ dây mơ dễ má rồi, về lý lịch của Quách Tân Bình tôi có biết một chút. Nghe nói Quách Thế Danh ở Sở Giao thông tỉnh chính là anh họ của gã, người này đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng tài vụ kiểm toán của Sở Giao thông tỉnh. Bản thân quản tiền, nắm quyền trong tay, chú ruột của Quách Tân Bình là Quách Thắng Toàn lại có lai lịch lớn hơn nữa, ông ta chính là phó giám đốc sở của Sở Kiểm toán tỉnh. Kiểm toán là cơ quan quan trọng, người bình thường không ai dám đắc tội. Năm trước, Quách Tân Bình đã vì Cục Giao thông địa khu chúng ta chạy ra được mấy triệu tệ dùng làm kinh phí trợ cấp cho sửa chữa quốc lộ. Cục trưởng Ngô nể mặt gã cũng là lẽ thường. Liễu Nghi Phương có vẻ hơi thần bí tiết lộ ra lai lịch của Quách Tân Bình. Thì ra là thế. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, tuy thế, chợt mày nhíu lại, nói. Chuyện này thật đúng là có chút phiền phức,
nếu về sau huyện chúng ta muốn tu sửa quốc lộ, muốn qua cửa của Sở Giao thông tỉnh cũng khá phiền toái. Chức vụ trưởng phòng tài vụ kiểm toán của Sở Giao thông tỉnh thực quyền khá lớn, người ta ai cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc. Chỉ mỗi cửa này bị chặn thôi chúng ta cũng đừng mơ tưởng sẽ nhận được một phân tiền nào. Ôi, các vị đại gia ở tỉnh sao khó hầu hạ thế này, không cần nói cũng biết một ma xuyên như chúng ta có tìm tới thì cũng khó mà kiếm được tiền tới tay. Lần trước phó chủ tịch địa khu Sa bản thân đường đường là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ, đến Sở Giao thông tỉnh làm việc về chuyện tu sửa quốc lộ La Thủy, đừng nói chi đến các trưởng phòng của các cơ quan trong tay nắm giữ thực quyền. Chỉ mỗi những chuyện có liên quan đến các mối quan hệ bên trong thôi cũng đủ kẹp chết người ta rồi. Phó chủ tịch địa khu Xa thiếu chút nữa chạy hộc cả máu, người ta tỏ ra ngơ ngẩn dùng cớ này, lý do nó kẹp chặt không cho qua ải, chỉ một cửa không thông thôi thì sao có biện pháp nào hoàn thành việc chứ? Các đại gia nơi đó nhiều vô số kể, vòng vo tam quốc đủ cả lý do, kết quả thì tất cả cũng được phê duyệt nhưng phương án thì chưa ra. Nói đó là gì, tôi lúc ấy có nghe ông xã mình nói. Thế đạo này, những cán bộ thấp cổ bé họng như chúng ta đây thật khó sống, đến phó chủ tịch địa khu Xa cũng bị như thế, nếu đổi lại là chúng ta những cán bộ có tiếng nói không có mấy giá trị, người ta có nể mặt hay không rất khó nói. Liễu Nghi Phương nói, đúng vậy chúng ta là cán bộ, chính mình với một mẫu ba phần ruộng đất cảm thấy đã ổn, thật đúng là. Nhưng, đừng nói là đi tỉnh, chỉ mỗi địa khu bên kia thôi chúng ta đã không nuốt nổi. Có lẽ trong cục giao thông mỗi một trưởng phòng thôi đã có thể làm khó dễ chúng ta rồi. Ăn, lấy, để dành, muốn, những cái đó còn không phải phải hiếu kính dâng lên sao? Ma xuyên chúng ta là huyện nghèo sơ nghèo xác, đi đâu lấy ra tiền cho bọn họ? Những vị đức cao vọng trọng này, ăn đến bụng căng bóng dầu, còn ép chúng ta, cay đắng thật, khoản tiền đáng thương. Diệp Phàm thở dài, hung hăng ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dẫm lên đó, dẫm rồi lại dẫm. Đúng là, thằng nhãi này đang xem đầu mẩu thuốc lá là Quách Tân Bình, Ngô Bạch Khai, cứ thế mà dẫm. Liễu Nghi Phương thấy thế, miệng thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Bởi vì, Diệp Phàm với động tác kia, cực kỳ giống Chu Phú Đức của huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, chợt nói. Mặc kệ, đến cục giao thông đi dạo một vòng trước rồi nói sau. Diệp, chủ tịch huyện Diệp, việc này tôi sẽ không đi đâu. Đi nơi khác tôi có thể đi cùng người, còn cục giao thông thì không được. Liễu Nghi Phương có điều đó băn khoăn. Được rồi. Diệp Phàm biết cô không tiện, nếu hắn lúc đó đem chuyện Hồng Sa Châu lấy tiền mà nói ra, Ngô Bạch Khai khẳng định người đầu tiên sẽ nghĩ đến là do ông xã của Liễu Nghi Phương để lộ bí mật. Dù sao cục trưởng Ngô cũng là nhân vật số một, ông xã Liễu Nghi Phương là Cổ Tín Lâm tuy cũng là một phó cục trưởng, cấp bậc còn thấp hơn so với Diệp Phàm. Thì sao có thể cùng cục trưởng phân cao thấp đây? Liễu Nghi Phương băn khoăn là chuyện thường tình, Diệp Phàm rất hiểu. Đang lúc tính xoay người đi, nông viện viện gọi đến, nói là có khách người Nhật Bản Aoi mới từ thang máy đi ra, đi cùng còn có 4 nam 4 nữ. Aoi đi rồi à? Diệp Phàm miệng lẩm nhẩm một câu, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng, chợt nói thầm, còn chưa muộn lắm, mình cho y kỳ hạn là 8 giờ sáng. Tuy nói trễ một giờ, dù sao cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi. Xem ra Aoi vẫn không nhìn được món canh xuân cung thịt chăn của bố mày. Aoi đã chịu đi ra, chúng ta phải chừa cho y một bậc thang để đi xuống, ra nghênh đón trước. Dù sao muốn gặm thịt người ta, thấp người xuống một chút cũng bình thường. Diệp Phàm trong lòng chấn động, có chút tự đắc. Thằng nhãi này thản nhiên đẩy cửa mà vào đại sảnh của tòa nhà Đức Hồng. Từ xa đã trông thấy dáng Aoi. Diệp Phàm nhanh chân bước vài bước nghênh đón, cười nói. Aoi tiên sinh, xin chào, ha ha ha. Chương 817, lạt mềm buộc chặt. Xin chào chủ tịch huyện Diệp. Aoi Ichiro đưa tay ra nắm tay Diệp Phàm, miệng nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Chúng ta lập tức lên đường chứ, Ma Xuyên cách Đức Bình khá xa, chúng ta tranh thủ về trước khi trời tối. Món ăn thôn quê ở Ma Xuyên khá nổi danh. Tôi sẽ dùng món ngon đặc sắc nhất chiêu đãi Aoi tiên sinh. Diệp Phàm trong lòng thật sự cao hứng, Aoi Ichiro có thể đồng ý đi Ma Xuyên, thì chính mình còn có hy vọng. Về chuyện đi dạo một vòng những nơi khác, về sau tính. Chủ tịch huyện Diệp, anh tới trễ, kha kha. Đột nhiên, phía sau Aoi xuất hiện một phụ nữ đi tới, mông to cùng tướng tá cũng không nhỏ, nhìn Diệp Phàm cười, trong tiếng cười có ý sung mãn rất cao và chút hương vị khinh thường.
Cô là? Diệp Phàm trong lòng chấn động, mở miệng hỏi, mặt hướng nhìn về phía nữ phiên dịch mà Aoi đi cùng. Còn tưởng rằng là thành viên trong đoàn khảo sát của Aoi Ichiro, tuy nhiên, theo lời nói mà cô này nói ra có cảm giác có chút không ổn. Bởi vì, khẩu âm đó, hình như không giống như là khẩu âm của người Nhật Bản, thằng nhãi này âm thầm nói, con mẹ nó, sẽ không phức tạp đến mức nhảy ra một đoàn người khác đến đây nữa chứ. Loại tiểu nhân như tôi chủ tịch huyện Diệp không biết cũng phải, chủ tịch huyện Diệp đã hỏi, tôi đây chỉ còn cách phải nói cho chủ tịch huyện Diệp biết thôi. Kha kha. Người phụ nữ này mỉm cười vài cái, trước bộ ngực to kia hai luồng thịt run rẩy, nhìn Diệp Phàm lúc này có chút biến sắc liếc mắt một cái, mới nói. Tôi là Dương Kiều Kiều, cục trưởng chủ bị cục thông tin huyện Hồng Sa Châu. Hôm nay, nhận ủy thác riêng của chủ tịch huyện Quách đến mời Aoi tiên sinh đến Hồng Sa Châu chính thức khảo sát đầu tư. Hơn nữa, Aoi tiên sinh đã chính thức đồng ý. Dương Kiều Kiều đem hai chữ, chính thức, đặc biệt nhấn mạnh nói. Diệp Phàm kia tận đáy lòng như trầm xuống, biết không may rồi. Tuy nhiên, thằng nhãi này đã trải qua thời gian dài rèn luyện, sự trầm ổn đã luyện được rất thành thạo, chợt cười nói. Tôi đây xin được chúc mừng Hồng Sa Châu các vị. Chuyển hướng sang nhìn Aoi nói. Aoi tiên sinh, chúc mừng ngài, các ngài đã lựa chọn Hồng Sa Châu, Ma Xuyên chúng tôi áng chừng đã không còn hy vọng, vậy xin cáo từ, ở huyện tôi còn có việc. Nhìn bóng dáng Aoi đi xa dần. Diệp Phàm miệng luôn cười lạnh, suy nghĩ nói, Aoi, nếu phải chơi, chúng ta chơi lớn một chút. Nếu không muốn tiếp tục bị bệnh liệt dương, chúng ta đấu một trận. Hồng Sa Châu, làm thế nào đây chủ tịch huyện? Nông viện viện khẩn trương đến độ muốn khóc, mắng Hồng Sa Châu không biết xấu hổ, đến Dương Kiều Kiều cũng bị mắng. Không có việc gì, Aoi đi rồi, chúng ta sẽ tìm những người khác. Việc này mặc kệ đi, chúng ta đến cục giao thông một chuyến trước. Xem có thể kiếm được khoản tiền nào mang về hay không, coi như là một chút bồi thường. Diệp Phàm mặt đơ ra, nói. Xe vừa mới nổ máy, Diệp Phàm liền có điện thoại. Đại ca, em Phạm Cương đây. Bên trong truyền ra tiếng Phạm Cương. Phạm Cương là em trai ruột của Tây Thi đầu bếp Phạm Xuân Hương ở thị trấn Lâm Tuyền, cũng có thân thủ tam đẳng. Vốn là Thiết Chiêm Hùng muốn giữ y cho báo săn, tuy nhiên sau do Diệp Phàm có sự tính toán khác. Cho nên, Phạm Cương đầu tiên là bị đặc biệt chiêu dụ vào hàng ngũ báo săn, ngay lập tức được tăng lên chức thượng úy phó đại đội trưởng. Không lâu, lại theo báo săn chuyển nghề, trực tiếp bị Diệp Phàm cài vào Sở An ninh Quốc gia phòng trinh sát phản gián, hiện tại đã ngồi lên vị trí phó trưởng phòng. Tất nhiên, hết thảy đều là Diệp Phàm kính nhờ Thiết Chiêm Hùng đại ca giúp. Thiết Chiêm Hùng hiểu được tâm tư tiểu đệ, cho nên cũng hoàn thành tất. Ừ, thế nào, bây giờ có ổn không? Diệp Phàm tươi cười hỏi. Vẫn ổn, đó đều là công lao của đại ca. Đại ca, buổi trưa em mời anh ăn cơm. Phạm Cương cười nói. Ăn cơm, cậu ở Thủy Châu, ăn cái rắm. Diệp Phàm tức giận hừ giọng, trong lòng chính hỏa bốc cao, sao có tâm tình mà ăn cơm. Ha ha ha, đại ca, em hiện cũng đang ở Đức Bình, có việc cần làm, chuẩn bị dùng cơm trưa xong sẽ đi. Phạm Cương hơi có vẻ tự đắc. Xử lý chuyện gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, chợt, thằng nhãi này liền phản ứng lại, bổ sung thêm nói. Không thể nói thì thôi, chuyện của các cậu phải giữ bí mật, anh vừa rồi quên mất. Không có gì, đại ca cũng không phải người ngoài, Phạm Cương em không tin anh thì còn tin tưởng ai. Phạm Cương cười nói, ngừng lại một chút nói thêm. Xuống đây xử lý án về gián điệp, Đức Bình không phải có công ty Hoa Hạ Vũ Thánh sao, là xí nghiệp liên doanh có vốn Đài Loan. Nghe nói một công ty con trực thuộc bên dưới của Hoa Hạ Vũ Thánh tập đoàn. Chuyên kinh doanh ống, chế phẩm plastic, còn nhận xây dựng công trình bằng gỗ, lắp đặt ống dẫn. Năm trước có thông tin truyền ra nói là công ty có tên tiểu chủ quản rất khả nghi, hoạt động gián điệp, cho nên, tỉnh phái người xuống điều tra xong liền niêm phong công ty, đã đình chỉ hoạt động một tháng rồi. Tuy nhiên, sau khi trải qua điều tra lấy chứng cứ, biết công ty bọn họ bị oan uổng. Là do phía đối đầu với công ty bọn họ là công ty Vạn Thông bày mưu vu cáo hãm hại. Tháng 12 năm ngoái, Đức Bình không phải đang tiến hành giai đoạn đấu thầu quốc lộ La Thủy sao, những công ty đấu thầu trong đó có công ty Vạn Thông và Vũ Thánh. Nếu đã đổ oan cho người ta, các cậu không phải là nên hủy bỏ niêm phong sao? Diệp Phàm thuận miệng cười nói, chợt giật mình, hỏi. Công ty Vũ Thánh người phụ trách tên gọi là gì?
Đó là đương nhiên, em đang chuẩn bị ký lệnh hủy, đã cùng lãnh đạo tỉnh nói qua. Văn kiện đã chuyển cho người phụ trách Huông Bố Xuân Cục An ninh Quốc gia Đức Bình, đến đây được vài ngày, mệt đến sắp chết. Giữa trưa bọn họ mời khách, ăn qua loa một chút liền đi về. Về phần người phụ trách công ty kia, tên Hầu Kim An, là giám đốc của tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh chi nhánh Đức Bình. Một người thanh niên không tồi, bộ dạng khá, cũng rất sành, thậm chí có thể nói là có chút gian hoạt, có khiếu không tồi trong việc buôn bán. Phạm Cương thuận miệng đáp lời, không hề nghĩ tới câu hỏi Diệp Phàm là có ý tứ khác. Tên này không tồi, hiện ở trong tay có quyền, có thể ký tên vào văn kiện nặng ký như vậy, ha ha. Diệp Phàm cũng thật cao hứng, Phạm Xuân Hương hầu hạ mình như là hoàng đế, nhìn thấy đệ đệ của cô ấy ngẩng được đầu tự nhiên thấy cao hứng. Vận khí tốt ha ha. Phạm Cương hắng giọng cười nói. Phạm Cương trước kia bị người của Lôi Gia Trại gọi là yêu côn, ngay lúc đó trưởng thôn Mã Cái Thiên đã bị y bắt giam ở ngay tại cây ngô. Không thể không vì Phạm Cương đến xã tín dụng đảm bảo vay về một khoản tiền, cho vào học một trường đại học. Người rất thông minh, hơn nữa, thêm lòng lang dạ sói, tuy nói tuổi chỉ lớn một chút so Diệp Phàm, nếu bàn về mặt khôn vặt, phỏng chừng Diệp Phàm chính mình cũng không thể không thừa nhận thằng danh này đúng là thiên tài. May mắn thôi, có ý gì đây? Diệp Phàm không rõ, truy vấn hỏi. Trưởng phòng của bọn em vừa lúc bị bệnh, hơn nữa người cũng vào tuổi 59, phỏng chừng tháng 8 hay 9 năm nay phải về hưu thôi. Cho nên, cấp trên bảo em thay thế ông ta làm chút chuyện khổ sai trước. Phạm Cương miệng nói thao thao, kỳ thật trong lòng sớm đã vui như nở hoa rồi. À, ra là thằng danh cậu giáp tâm bất lương có phải hay không, cứ nhìn chăm chú vào vị trí kia. Trong lòng Diệp Phàm cũng rất vui, buông lời trêu chọc nói, nếu Phạm Cương có thể ngồi lên vị trí trưởng phòng, đó coi như là một bước tiến nhanh chóng. Ha ha, cái này hơi khó khăn, em tạm thời chỉ là quản lý. Tư cách còn quá non, người thích hợp với vị trí kia nhiều không đếm hết, phỏng chừng sẽ không có nhiều kịch để diễn, hay là đại ca lại giúp một tay, nếu anh đã có thể giúp em tiến vào Sở An ninh Quốc gia, bên trong khẳng định có người quen có phải hay không. Tiểu đệ về sau ngồi yên vị rồi, còn không phải sẽ vì đại ca mà đi theo làm tùy tùng sao. Thằng nhãi này vừa chuyển lời, lại bắt đầu ba hoa đây. Thằng danh này, trước kia giúp cậu đó là nhờ có Thiết Ca ra mặt mọi chuyện mới thành. Hiện tại Thiết Ca sắp rời khỏi Thủy Châu, người ta cũng không có khả năng giúp đỡ được cậu, vì cũng khá phiền toái. Về phần ông anh đây, quen cái chó gì? Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, miệng mắng. Phạm Cương, cậu nếu bị người ta coi là yêu côn, vậy lấy yêu tính của cậu ra đi. Có nhiều việc chỉ có thể dựa vào chính mình, đừng cả ngày trông cậy vào người khác. Lần trước chuyện đó là bởi vì nhờ có người khác ra mặt giúp, lần này thì không có khả năng. Sao lại đi làm phiền người khác được nữa? Huống chi người đó hiện tại đã không còn ở tại Nam Phúc, ngoài tầm tay với. Tin tưởng Phạm Cương cậu chính là một chú ngựa ô, từ việc cậu có thể thay thế trưởng phòng của mình thì có thể nhìn thấy được. Hy vọng của cậu quá lớn, bằng không, lãnh đạo sao lại bảo cậu phụ trách, mà không phải là phó trưởng phòng hoặc là ai khác, đừng nói với tôi phòng cậu chỉ có mỗi cậu là phó trưởng phòng. Xuất yêu tính của cậu ra, không sợ vị kia không bố trí đến tay. Đúng thế, phòng chúng em có 3 vị phó trưởng phòng, kỳ thật đối với việc an bài em thay quyền trưởng phòng đã khiến 2 phó trưởng phòng còn náo loạn. Nào là nói bọn họ đều đã tại vị 7-8 năm, đến cuối cùng thì quyền trưởng phòng lại do em, một người vừa mới bước chân vào sở tỉnh không đến 1 năm, kẻ từ bộ đội chuyển sang quân nhân. Tuy nhiên, trưởng phòng của chúng em câu đầu tiên nói thiếu chút nữa đã nghẹn tử bọn họ, ha ha ha. Phạm Cương đắc ý không ngừng, mỉm cười. Chương 818, sắc mặt của Cục Giao thông. Nói gì? Diệp Phàm đến đây cũng trở nên có hứng thú. Người ta là báo săn chuyển nghề quân nhân, theo đãi ngộ đặc biệt mà quốc gia dành cho bộ đội báo săn, khi chuyển nghề chẳng những không hạ chức cũ, hơn nữa còn được điều chỉnh tăng một bậc. Báo săn, là niềm kiêu ngạo của quốc gia chúng ta, người ta đã dùng sinh mạng và máu tươi bảo vệ tổ quốc chúng ta. Không giống như các người. Cả ngày chỉ biết trốn một nơi bí mật gần đó quan sát gì đó, khi thật sự muốn bắt người thì không cần đến các người ra tay, rất thoải mái. Trưởng phòng của chúng em nói thế, em lúc ấy là thượng úy đại đội phó, giống như thứ nhỏ nhoi này nếu ở đơn vị quân đội bình thường chuyển nghề qua tuyệt đối sẽ không mò đến vị trí phó trưởng phòng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà trưởng phòng đối với em khá tốt đấy. Phạm Cương giải thích nói,
Nguyên nhân đối với cậu khá tốt, tiểu tử cậu biết cái gì? Người ta là xem trọng mặt mũi vị cán bộ bậc nhất kia kìa, mà vị cán bộ kia khẳng định là mặt mũi Thiết Ca đấy. Tiểu tử cậu còn tưởng rằng dựa vào uy phong của báo săn kia, uy phong cái đít. Rắn độc có độc mấy khi bị rút răng rồi thì còn cắn được sao? Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, cười nói. Ừ, cố lên, tranh thủ cướp được vị trí trưởng phòng kia về tay, thật sự bí thì hãy tới tìm anh. Tuy nhiên, anh không hy vọng cậu tới tìm anh, ít nhất ở trên vị trí trưởng phòng kia. Còn nữa, văn kiện dỡ bỏ lệnh niêm phong kia tạm thời không cần ký tên. Không cần ký tên, vì sao? Phạm Cương không rõ, hỏi. Ha ha, đại ca cậu hiện tại nghèo sơ sát, đến huyện Ma Xuyên phỏng chừng cậu cũng chưa nghe nói qua. Diệp Phàm chua xót nói. Ai nói chưa từng nghe qua, huyện của người ở Nam Phúc chúng ta đại danh đỉnh đỉnh. Tuy nhiên, là nghèo nổi danh. Phạm Cương chen thêm một câu vào, thiếu chút nữa đã nghẹn chết đồng chí Tiểu Diệp, thằng nhãi này lập tức quát. Thằng danh cậu thấy ngứa ra có phải hay không? Biết đại ca cậu ở Ma Xuyên làm chủ tịch huyện nghèo kiết xác còn nói chuyện như vậy. Ha ha, cái đó, ây, em nhất thời quên. Mà này tiểu đệ em cũng đâu có gì sai, Ma Xuyên các anh đích xác là có danh tiếng, hình như gọi là phần mộ chủ tịch huyện gì đó, đại ca, anh phải cẩn thận chút mới được. Phạm Cương lại thêm một câu tức lên tới óc, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm tức giận đến phải đập điện thoại. Bỏ đi. Không cùng thằng danh cậu chấp nhặt, nếu biết nơi của đại ca là địa phương nghèo, ha ha, có phải là nên? Diệp Phàm chỉ ói ra có nửa câu, tin tưởng rằng Phạm Cương chắc chắn sẽ hiểu. Quả nhiên, Phạm Cương vừa nghe, liền dừng một chút trong điện thoại, cười nói. Rất dễ dàng, em chỉ cần nói một câu, công ty Vũ Thánh không phải là đang nằm trên tay em sao? Gọi bọn chúng phóng thêm tí máu phỏng chừng có thể làm vui chết tên giám đốc Hầu kia. Phải biết rằng bọn họ chỉ cần một tháng ngừng sản xuất thôi thì tổn thất phỏng chừng sẽ không dưới 2 triệu. Nếu có thể quyên vào 200-300 ngàn cho đại ca thì cũng không là gì. Thế không phải đã kết lại rồi sao? Đây chính là nguyên nhân đại ca bảo cậu tạm thời không cần ký tên, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, bọn họ nếu có thể kiên trì nổi thì xem như quên đi. Diệp Phàm thản nhiên nói, công ty người ta có tổn thất, thằng nhãi này một chút cũng không quan tâm. Giữa trưa phòng trừng xếp hầu của công ty bọn họ đến mời khách, em nghe mấy đồng chí Đức Bình nói vậy. Dù sao việc này cũng hiểu rõ ràng, theo chân bọn họ không quan hệ gì, ăn cơm hẳn là không phạm pháp. Cho nên, em nghĩ mời đại ca đến ngồi cùng chút xíu, nhiều bằng hữu tất sẽ có nhiều đường đi có phải hay không? Phạm Cương hắng giọng cười nói. Vậy được, đến lúc đó chúng ta biểu diễn cho xếp hầu kia xem một chút, tuy nhiên, thằng danh đừng nói trắng ra quá, đại ca cần thể diện. Diệp Phàm cũng hắng giọng cười nói. Đi diễn trò là sở trường và trò hay của em, bảo đảm họ Hầu kia một chút cũng không nhìn ra. Đến lúc đó, khoản tiền kia không phải sẽ tự động lăn ra sao, hơn nữa, đến lúc đó, đại ca còn có thể vờ vịt đẩy ra không cần, tiền thôi mà, không là gì, ha ha ha. Tuy nhiên, đại ca, anh nói xem muốn bao nhiêu. Phạm Cương lại hỏi. Nếu nhiều quá thì cũng ngượng ngùng, chỉ sợ sau lưng bị người ta đâm cột sống. Mấy chục ngàn không được việc, ít nhất cũng phải 200 ngàn mới có đường ra. Diệp Phàm nói, ngẫm nghĩ một chút còn nói thêm. Công ty bọn họ không phải làm công trình sao, hẳn là có trang thiết bị đào móc chuyên dụng, nếu không xuất tiền ra thì có thể cung cấp một vài thiết bị ủng hộ, tỉ như máy xúc, xe công trình và đồ vật này nọ cũng được. Em tìm hiểu vấn đề một chút trước đã, xem bọn họ rốt cuộc có hậu thuẫn gì không. Phạm Cương ngắt điện thoại. Tất nhiên là đi thăm dò gốc gác của công ty Vũ Thánh. Đức Bình là địa phương rất đặc biệt, địa điểm làm việc của Cục Giao thông không ngờ đặt tại tòa nhà của Ủy ban Nhân dân. Phỏng chừng cũng bởi vì do vấn đề về kinh phí, không xây dựng nổi khu lầu mới, nên đóng tại tòa nhà của Ủy ban Nhân. Diệp Phàm đang hỏi rõ địa điểm, xong liền thẳng đến văn phòng Ngô Bạch Khai mà đi. Tuy nhiên vận khí hắn không tốt, trước cửa phòng của Cục trưởng Ngô kia người đám đông như kiến. Diệp Phàm đành phải sắp hàng đợi, kiên trì chịu đựng ở phía sau chờ đợi. Cái nơi Đức Bình này, kinh tế lạc hậu, ở tỉnh cho là có rút được tiền cấp xuống bên dưới, toàn bộ các huyện phía dưới cứ như ong vỡ tổ dồn cả về đây. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy, có đồng chí khi đi ra trên mặt liền lộ vẻ tươi cười, phỏng chừng có thu hoạch. Hắn liền tiếp cận, đưa điếu Trung Hoa mời xã giao, cười nói. Đồng chí, được nhiều ít. Huyện Quy Nguyên.
không nhiều lắm, có thể có bao nhiêu, giống như nhét kẽ răng, chen chúc được mấy chục ngàn, chẳng ra làm sao, ôi. Đồng chí này vẻ mặt lập tức lại cay đắng, liếc mắt một cái nhìn điếu Trung Hoa trong tay Diệp Phàm. Mấy chục ngàn, không thể nào, chút đó thì có khả năng làm được gì? Diệp Phàm giả kinh ngạc, hỏi. Chỉ mấy chục ngàn, đồng chí, anh có thể là mới tới, không biết tình hình ở Đức Bình, có thể được cấp mấy chục ngàn đã là. Đồng chí kia hừ nửa câu rồi đi ra, có chút mất hứng, phỏng chừng là cho rằng Diệp Phàm hơi khinh thị y. Rất xin lỗi đồng chí, tôi không phải có cái ý kia. Tôi chỉ là muốn nói đường đường là cục giao thông cũng không thể keo kiệt như vậy có phải hay không? Tôi là Diệp Phàm, huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm rất thành khẩn, nói. Diệp Phàm, từ Ma Xuyên, anh chính là chủ tịch huyện Diệp. Đồng chí kia đồng tử lập tức mở to không ít, vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra bố mày ở Đức Bình này thành người nổi danh rồi, không ngờ đến huyện khác cũng biết được đại danh của mình. Diệp Phàm ở trong lòng cười khổ nói, đáp. Ừ, chủ tịch huyện Diệp, tôi từ phòng giao thông huyện Quy Nguyên, vệ Tuyên Hoa, hỏi thăm anh chuyện này. Nghe nói bí thư Chu ở huyện của các anh bị đánh cho rất thảm, bị vây đánh, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu có phải hay không? Hồng Sa Châu cũng quá lắm, mười mấy người đánh một người, không giống ai. Vệ Tuyên Hoa xem ra cũng khá ba hoa, mắt híp lại đầy hưng trí. Tất nhiên, vui vẻ vì người khác gặp họa. Việc này các anh cũng biết sao. Diệp Phàm nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, vẻ mặt chính xác, nói. Đánh thì là đánh thôi, chỉ có điều không nặng, tất cả mọi người đều là cán bộ đảng, bí thư Chu chỉ bị vết thương nhẹ, hiện tại ở bệnh viện nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, bí thư Chu khá lợi hại, Hồng Sa Châu kia đến 10 người thì trong đó có 2 người không được ổn lắm. Diệp Phàm cũng thực thực giả giả nói, biết việc này muốn giấu giếm phỏng chừng cũng giấu giếm không được, nói rõ ràng một chút cũng chẳng sao. Ha ha, không bị thương là tốt rồi, là tốt rồi. Vệ Tuyên Hoa vẻ mặt quái dị bỏ đi. Ôi Ma Xuyên, lần này nổi đại danh rồi. Phỏng chừng sẽ có ảnh hưởng đối với bí thư Chu, nếu bởi vì chuyện như vậy mà Chu Phú Đức bị đổi vị trí, mình thì vừa mới thăng chức chủ tịch huyện, vị trí kia khẳng định không còn gì để diễn. Đến thêm một bí thư mới thì không hợp, khó sống chung. Theo tình huống trước mắt nhìn thấy, đồng chí Chu Phú Đức này không tồi. Tuy nói có đôi khi có chút khùng, nhưng lại rất ủng hộ công tác của mình. Nếu đổi lại là người giống như Cổ Bảo Toàn đến đây, vậy khó sống chung. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Về phần đồng chí vừa từ cửa đi ra liền cay đắng vẻ mặt lúc nãy, Diệp Phàm tất nhiên sẽ không đi dây dưa. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cẩn thận quan sát qua, vừa rồi đi vào 5 người, chỉ có đồng chí ở huyện Quy Nguyên là mỉm cười đi ra, người khác, tất cả đều là một mặt ảo não chua xót nghiêm mặt đi ra. Có đồng chí thậm chí khá phẫn nộ, đóng cửa rầm rầm. Xem ra là coi cánh cửa là Ngô Bạch Khai để chút giận. Một giờ sắp trôi qua, mới cho được một người. Xem ra tiền này thực không dễ có. Diệp Phàm trong lòng thở dài, kỳ thật cũng thiếu tự tin, phỏng chừng hôm nay tay không mà về rồi. Không cần nói là có Quách Tân Bình phá rối, mặc dù không có y quấy rối tiền này cũng khó mà lấy về. Bởi vì tiền kia đã nghiêng về dự án quốc lộ La Thủy, đây là một phương hướng lớn của địa khu. Chương 819 rất biết ra vẻ, 1+2. Chính là do Trang Thế Thành nói thế, còn có thể kiếm về bao nhiêu tiền. Phỏng chừng cái lạc quan nhất chính là có thể đem về 5-60 ngàn là ông trời đã phù hộ rồi. Đợi đến 10 giờ, rốt cục cũng đến lượt mình, phía sau còn có mấy đồng chí đang buồn bực đứng chờ, cổ hết duỗi ra lại co rụt lại giống rùa đang vận động, ngáp liên hồi. Diệp Phàm vừa mới đi tới cửa, đột nhiên cảm giác được hình như bị cái gì đụng phải. Khắp người lập tức đụng vào khung cửa, may mắn là Diệp Phàm có thân thể cường tráng, tuy nhiên vẫn có cảm giác hơi run lên. Quay đầu nhìn lên, một người đàn ông cao lớn thô kệch, giống như đang trợn mắt. Thằng nhãi này đụng mình vào khung cửa không ngờ còn không thèm xin lỗi, ngược lại tức giận mà trừng mắt nhìn Diệp Phàm, liếc mắt một cái, miệng mắng. Không có mắt sao? Không có mắt, rốt cuộc ai không có mắt, hừ. Diệp Phàm mặt cũng trương lên, trừng ngược mắt nhìn. Cút ngay, bí thư Kê cần đi vào. Người đàn ông vạm vỡ giống như đang tức giận, buồn phiền, thuận tay tóm lấy Diệp Phàm. Phỏng chừng là thấy vóc dáng Diệp Phàm nhỏ so với mình, nên muốn đùa giỡn. Bí thư Kê, không biết là bí thư chui ra từ góc nào, chẳng lẽ là phó bí thư địa ủy này,
bằng không, thủ hạ của y làm sao dám đùa giỡn như thế. Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, thấy người đàn ông vạm vỡ giơ tay phải lên thủ thế, tay vung lên liền gác lên, hai tay cổ tay nặng nề chạm vào khung cửa. Mẹ ơi! Người đàn ông vạm vỡ kia tay có lợi hại mấy cũng không chống lại được đồng chí Tiểu Diệp, cổ tay kia bị đánh vào khung cửa, đau đến thằng nhãi này liên hồi kêu mẹ. Chuyển người, thằng nhãi này tức giận, lui về sau một bước, cắn răng, một cước đá vào phần eo Diệp Phàm, một cước khí thế khá mạnh, nếu bị trúng đòn phỏng chừng không dễ chịu tí nào. Chờ đã Vương Hán. Phía sau đột nhiên có tiếng la lớn la vọng đến. Người đàn ông vạm vỡ vừa nghe thấy, chân đã giống như bị người ta dùng thuật định thân cho treo lơ lửng ở không trung. Diệp Phàm quay ngược đầu lại, phát hiện phía sau Vương Hán có một người đàn ông trung niên đang đứng, độ 30 tuổi. Mặt vuông, bụng to, sắc mặt hiện ra vẻ khỏe mạnh, vóc người vừa phải. Thân đứng thẳng, hơn nữa trông khá tài tử. Bí thư Kê, sao không cho tôi đá thằng nhãi này một cước, thực là con mẹ nó, tức đến chết, chó chặn cửa. Vương Hán chửi bẩn, mắng xối xả. Diệp Phàm đang muốn giáo huấn Vương Hán một chút, tuy nhiên lại nghe được lời bí thư Kê hừ nói. Tới Đức Bình đây thì đều là đồng chí với nhau cả, sao có thể mắng chửi người ta là chó chặn cửa, mau lui lại ra sau. Bí thư Kê nhíu nhíu mày, sau khi nói xong nhìn Diệp Phàm nói. Đồng chí này, đừng chắn cửa như thế, tôi cần tìm cục trưởng Ngô có việc. Thằng nhãi này tuy nói lời có vẻ khách khí, nhưng Diệp Phàm nhìn trong ánh mắt y thấy được sự tự cao tự đại, ngạo khí trong đó. Gì ý đây, còn chắn đường, tôi phải sắp hàng mới tới lượt đấy, nếu anh sắp ở phía sau tôi, vậy thì xin lỗi, mời anh lui ra phía sau xếp hàng chờ. Diệp Phàm miệng thản nhiên nói, liền phát hiện thấy một hiện tượng quái dị. Phải không đó, còn muốn tôi xếp hàng, anh là ai? Bí thư Kê nhíu nhíu mày, tức giận hừ nói. Nghe y hừ như vậy, vài đồng chí phía sau bắt gặp ánh mắt của họ Kê lướt qua. Giờ phút này không ngờ tất cả mọi người đều nhìn họ bí thư Kê kia gật gật đầu, cười nói. Bí thư Kê, mời an cứ vào trước chúng tôi không vội. Lai lịch không nhỏ, rất biết ra vẻ, chẳng lẽ thật sự là nằm trong hàng ngũ lãnh đạo địa ủy? Sẽ không là bí thư đoàn ủy, hay là gì gì chứ? Diệp Phàm giật mình, xoay người bước vào bên trong. Thằng danh, bí thư của chúng ta còn chưa vào, mày vào cái gì? Diệp Phàm bị Vương Hán tóm lấy tay áo. Buông ra. Diệp Phàm thực sự có chút tức giận, mặt nghiêm lại. Vương Hán năm lần bảy lượt ngắt lời, còn run xéo mãi cũng phải quằn. Hôm nay nếu không phải là ở trong này, đổi lại là địa phương khác Diệp Phàm sớm bắt y đánh cho một trận. Tuy nhiên Vương Hán căn bản là không xem đồng chí Tiểu Diệp ra gì, vẫn nắm lấy không buông. Nếu không buông ra tôi sẽ không khách khí đâu. Diệp Phàm nổi nóng, vừa nói dứt lời. Cũng xem như đã khách khí rồi. Đồng chí, anh ở đâu đến, nói chuyện sao nghe khí phách thế? Bí thư Kê vẹo lại Diệp Phàm, liếc mắt một cái, hỏi. Khí phách, tôi khí phách có bằng bí thư Kê khí phách không? Đến trẻ lên ba cũng hiểu được là phải xếp hàng chờ, anh xem, thủ hạ của anh, hở chút là đánh, đụng người không nói, hiện tại còn muốn bắt người. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm hợp tình hợp lý chất vấn nói. Tiện tay nhẹ nhàng đẩy Vương Hán ra, vô tình vừa khéo chạm vào người bí thư Kê. Một tiếng kêu vang lên. Rất không ổn, bí thư Kê kia bởi vì đứng không vững, nên sao có thể đỡ được Vương Hán kia có khổ người cường tráng như trâu, thế là đụng phải một đồng chí đang đứng dựa vào chân tường ở phía sau. Tuy nhiên, đồng chí kia cũng né được rất nhanh, khiến họ Kê kia không còn điểm tựa nên bị mất thăng bằng, cứ như vậy bị đụng vào tường. Hơn nữa mặt bị hướng vào vách tường. Hôn thẳng vách tường, bởi vì do bị Vương Hán đụng quá mạnh nên mặt bị dán chặt trên tường. Nhìn từ sau lưng, bí thư Kê giống như đang hôn bức tường vậy. Vài đồng chí xếp hàng phía sau thiếu chút nữa cười ra tiếng, sắc mặt toàn bộ rất quái dị, có người mượn cớ lãng đi hút thuốc, có đồng chí khẩn trương ngồi xổm xuống sờ sờ dây lưng. Phỏng chừng là sợ cười ra tiếng sẽ khiến họ Kê bị ngượng. Thằng danh, phản rồi, dám đánh bí thư Kê, muốn chết à? Vương Hán giận dữ, ngồi dậy tính hành hung. Chậm đã Vương Hán. Lúc này, bí thư Kê từ vách tường quay sang nói, kéo lấy gã trâu đực Vương Hán, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhìn khắp trên người Diệp Phàm một phen, hừ nói. Anh là ai, ở đâu, chắc sẽ không đến nỗi tên cũng không dám báo chứ. Ha ha, Diệp Phàm, từ Ma Xuyên tới.
Diệp Phàm thuận miệng liền đáp trả. Diệp Phàm. Bí thư kê kia miệng rõ ràng là đang co giật vài cái, xem ra hai chữ Diệp Phàm y có biết qua, hơn nữa còn ra vẻ giống như là biết rõ ngọn nguồn. Không biết bí thư kê là ai, quan cao ở địa phương nào. Diệp Phàm cũng vẹo lại, có chút tự cao tự đại nhìn bí thư kê liếc mắt một cái, ngược lại cười nói. Ông ta mà mày cũng không biết, sống uổng phí rồi. Thằng danh đến từ Ma Xuyên kia, chân đứng cho thật vững nhé, nói cho mày biết ông ta là kê nhất tiêu bí thư của quận thông đô chúng ta ha ha ha. Có thằng danh mày chịu được. Vương Hán đắc ý nói, chắc mẩm đã thắng thế Diệp Phàm rồi. Xem ra tên ngớ ngẩn này vẫn còn chưa nghe nói qua đại danh của Diệp Phàm. Kỳ thật, đối với đại danh của Diệp Phàm, những nhân vật số một hàng đầu ở Đức Bình này khá biết rõ, nhưng còn tay chân bên dưới thì không mấy người biết đến. Dù sao Diệp Phàm vừa tới đây không lâu, hơn nữa, cũng không lộ mặt ra nhiều. Lấy chuyện Lâm Thiên tỉ thí mà nói vậy. Cũng chỉ có các đồng chí bên công an biết một ít. Mặc dù là có nghe nói chủ tịch huyện của huyện Ma Xuyên họ Diệp, nhưng tuyệt chưa từng cùng Diệp Phàm liên hệ qua, nên khó mà đoán ra bởi vì, hắn rất non nớt, dáng vẻ không giống như một chủ tịch huyện. Bí thư quận ủy của quận thông đô hình như không phải họ Kê, họ Thái thì phải. Diệp Phàm thuận miệng nói ra, tất nhiên là có sự ghê tởm vị bí thư Kê này rồi. Kỳ thật đã sớm đoán được gã này họ Kê, phỏng chừng y chính là một tay phó bí thư, ở trước mặt mình xưng này xưng nọ, tất nhiên đây là do đồng chí Tiểu Diệp cố ý. Ha ha, chức phó đấy. Đừng có thằng danh này thằng danh nọ, anh ta là chủ tịch huyện Diệp của huyện Ma Xuyên. Kê nhất tiêu nhướng mày, lạnh giọng hừ một chút, quay đầu nhìn Diệp Phàm gật gật đầu, đột nhiên cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, nói ra thì anh so với tôi về cấp bậc sẽ cao hơn một bậc, nên anh đi vào trước cũng đúng. Ha ha, nếu có thể mò ra được chút tiền từ trong đó, tôi Kê nhất tiêu khâm phục anh, bằng không thì ha ha. Thằng nhãi này vẹo lại nhìn ngắm Diệp Phàm liếc mắt một cái, trong giọng nói đầy thâm ý. Bên này Vương Hán cũng không ngu ngốc, lập tức phối hợp cùng chủ hắng giọng cười nói. Tôi xem anh hay là không cần đi vào đó đâu, đi cũng không được gì, lãng phí tinh lực và nước miếng. Không bằng đi ăn cơm, nghỉ ngơi thư giãn cho nhẹ nhàng, ha ha ha. Ma Xuyên nơi chết tiệt, hừ, chủ tịch huyện nơi đó có mấy người có thể trở về. Á! Ý của các người là tôi sẽ mò không ra tiền, các người thì có thể có phải hay không? Diệp Phàm tất nhiên không hề tỏ ra yếu thế, đã biết đối phương rất rõ, biết lai lịch họ Kê tại địa phương, kiểu như gần quan thì được ban lộc. Tuy nhiên, nhiều lắm chỉ là một phó bí thư, cấp bậc còn thấp hơn so với mình, có gì đáng sợ? Thằng nhãi này ưỡn ngực, thứ cảm giác ưu việt lại nổi lên rồi. Ha ha, rất đơn giản hôm nay tôi chuẩn bị hỏi cục trưởng Ngô 200.000 tiền tu sửa. Anh chuẩn bị đòi bao nhiêu? Kê nhất tiêu đồng chí lại bắt đầu ra dáng, chuẩn bị đả kích lại đồng chí Tiểu Diệp. Tôi, cái này thì chưa định sẵn, hẳn là không ít hơn 200.000. Diệp Phàm cổ cứng lên, tất nhiên là phải kiên trì, kỳ thật thằng nhãi này trong lòng rất thiếu tự tin. Tuy nhiên xem họ Kê kia cũng quá kiêu ngạo, hơn nữa lúc này trên lối đi nhỏ có đến mười mấy người vây lại xem náo nhiệt, phỏng chừng không phải là người của nơi khác thì là người bên cục giao thông. Tất nhiên không thể yếu thế, không để cho người khác xem thường. Được, nếu anh hôm nay có thể mò ra 200.000, khoản tiền 200.000 tu sửa quốc lộ của quận thông đô chúng ta sẽ cho Ma Xuyên các anh. Kê nhất tiêu trong lời nói dùng là dùng phép khích tướng. Diệp Phàm sửng sốt, chợt thầm nghĩ, lại đánh cuộc, sao đi đến địa phương nào cũng có người chơi trò này cùng bố mày hết vậy, người sống ở giang hồ, mọi chuyện không do mình quyết, nếu phải chơi thì chơi vậy, 200.000 thôi. Cớ sao không làm? Ta sắp thành dân chơi chính hiệu rồi. Lập tức cười nói. Tôi với anh giống nhau, nếu không moi ra 200.000, tôi bù vào khoản tiền đó cho quận thông đô các người tu sửa quốc lộ. Tất cả mọi người nghe thấy rồi đó, ha ha, giao dịch thành công. Kê nhất tiêu nhìn cái các đồng chí khác liếc mắt một cái, bọn họ lúc này gật đầu cười nói. Được, hôm nay chúng tôi sẽ làm nhân chứng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không biết trời cao đất rộng mà nhìn chủ tịch huyện Tiểu Diệp. Kê nhất tiêu là ai? Nhân vật có tiếng quận thông đô, không cần nói là ở quận thông đô, đến địa khu khác người ta cũng còn biết. 200.000 đó khẳng định sẽ tới tay, bằng không sao đồng ý cá cược, chủ tịch huyện Diệp chắc chắn là thua chắc rồi. Ôi, hậu sinh không hiểu chuyện, lời vừa ra khỏi miệng đã ném đi 200.000.
trở về còn không phải bị dân Ma Xuyên nhổ nước bọt chết đuối sao? Diệp Phàm sải bước, trầm ổn bước vào văn phòng cục trưởng Ngô. Kỳ thật bên ngoài phát sinh chuyện gì cục trưởng Ngô Bạch Khai đã sớm biết được nhờ thông qua thư ký. Thằng nhãi này còn cố ý giấu giếm không lộ ra mặt, vừa nghe nói huyện Ma Xuyên Diệp Phàm đang cùng người ta đánh cuộc, thằng nhãi này trong lòng đã sớm vui như nở hoa rồi. Quyết định phải nhân cơ hội này mà tát cho đồng chí Tiểu Diệp một cái tát vang dội, hơn nữa, cũng tương đương với việc tát vào mặt bí thư địa ủy Trang Thế Thành, đến lúc đó kể chuyện cho chủ tịch địa khu Vương Triều Trung, phỏng chừng chủ tịch địa khu Vương được cười đến rụng răng, rất có ý nghĩa. Ngô Bạch Khai mang kính có viền vàng, nhìn qua rất giống nho sĩ. Khắp người khí định thần nhàn, trong phòng làm việc không ngờ còn treo một cây kiếm gỗ. Thấy Diệp Phàm tiến vào, thằng nhãi này tay còn cầm bảo kiếm, căn bản là chuẩn bị để không để ý tới tiểu tử này, cố tỏ ra lạnh lùng. Cục trưởng Ngô nhã hứng thật cao, kiếm kia múa với khí thế vô biên như có khí thế của cổ tướng. Diệp Phàm cười, chào hỏi, tâng bốc một chút. Thật thế không, anh là... Ngô Bạch Khai cố ý đẩy đẩy mắt kính, buông bảo kiếm xuống. Người ta ca ngợi mình thì mình cũng không thể vờ như không nhìn thấy. Tôi là Diệp Phàm tới từ huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm cười, tiện tay lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa, rất lễ phép đưa ra mời. Diệp Phàm, ha ha, hóa ra là chủ tịch huyện Diệp, ngồi đi. Ngô Bạch Khai cố ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc vì Diệp Phàm khá trẻ tuổi, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tuy nhiên, nhìn bao thuốc thằng nhãi này liếc mắt một cái, cười nói. Gần đây đau họng, rất ít hút thuốc. Vâng. Diệp Phàm thu gói thuốc lá về, quét qua Ngô Bạch Khai liếc mắt một cái, nói. Cục trưởng Ngô, tình hình của Ma Xuyên anh cũng hiểu rồi đó, tôi sẽ không nói nữa. Gần đây huyện chúng tôi tính vào trước cuối năm sẽ hoàn thành việc tu sửa quốc lộ, mở rộng và hoàn chỉnh cho ổn một chút. Có những đoạn đường quá cong quá dốc cũng phải sửa một chút. Quốc lộ đó, đích xác quá nhỏ, chiều rộng chỉ khoảng 56 mét, khiến hai chiếc xe lớn không cách nào chạy qua mặt nhau được. Hàng năm đều có tai nạn người chết, nếu không tu chỉnh mở rộng một chút, bi kịch kia sẽ lại tiếp tục phát sinh. Hơn nữa, vì sự tăng trưởng của kinh tế Ma Xuyên, quốc lộ kia cũng đã tới lúc không tu sửa không được rồi, bằng không, kéo dài thế này mãi. Tôi biết ý đồ của anh đến đây, đơn giản là muốn đòi tiền có phải hay không? Ngô Bạch Khai kia nhớn mày, kiềm chế để không mỉm cười, giả bộ ra vẻ chua xót, nói. Tôi nói thật với anh, năm nay tiền toàn bộ được đầu tư vào quốc lộ La Thủy, ở tỉnh đã lập dự án, chúng ta địa phương cũng phải có thái độ. Nếu địa phương không ra tiền, Sở Giao thông tỉnh cũng đã nói. Nếu địa phương không trụ vững Sở Giao thông tỉnh chỉ có chút tiền ấy quăng vào làm được nửa chừng, làm như vậy khác nào không làm. Bí thư Chu của huyện các anh mấy ngày hôm trước đã tới, tôi đã nói với anh ta rõ ràng lắm rồi. Tôi cũng có nghe nói qua, tuy nhiên, hẳn là không phải toàn bộ đều đầu tư vào đó chứ, dù sao cũng phải chừa chút canh cho các nơi khác, nơi có kinh tế lạc hậu chứ, giống như Ma Xuyên, Hồng Sa Châu vậy. Diệp Phàm không vội. Quyết định cùng người này xé nhỏ vấn đề một phen. Ha ha, cái đó, vấn đề về khoản tiền phải đợi đến tháng 7, 8 sau khi quốc lộ La Thủy bước vào giai đoạn khởi công ban đầu, phía sau thông qua Sở Giao thông tỉnh lập dự án, có được hạng mục rồi sẽ tính. Trước mắt không có khả năng, tiền không có để giúp cho các anh, địa khu chuyên trú vào quốc lộ La Thủy. Hạng mục lớn như vậy không thể nắm bắt, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân của Đức Bình. Quốc lộ La Thủy là đôi cánh của Đức Bình chúng ta, chuyện mà lãnh đạo địa khu đã quyết định, cục giao thông chúng ta nói sao cũng là cấp dưới, không thể kháng mệnh. Điểm này nói vậy chắc chủ tịch huyện Diệp sẽ lý giải được, ha ha. Ngô Bạch Khai tỏ ra là một người ái quốc yêu dân, Diệp Phàm nghe mà muốn ói. Vậy cục trưởng Ngô có ý nói huyện xa xôi như Ma Xuyên chúng tôi phải đợi cho tới tháng 7, 8, sau khi quốc lộ La Thủy khởi công. Diệp Phàm thuận miệng xác định lại một chút. Nhìn Ngô Bạch Khai động tác ngón tay có thói quen như đang cầm thuốc lá, thế là liền đưa thuốc lá qua. Lần này Ngô Bạch Khai không chối từ, nhận lấy. Diệp Phàm cũng hắng giọng một tiếng, hai người bắt đầu nuốt sương nhả khói. Đúng vậy, các đồng chí ở các huyện khu khác cũng đến, mặc kệ là vị nào đến, tôi đều trả lời như thế. Đương nhiên, có huyện khu nếu quốc lộ xảy ra việc bị lún, xe cộ không có cách nào qua lại. Chúng ta cũng chỉ được phép rút ra một khoản tiền nhỏ trước để cứu cấp. Nếu Ma Xuyên cũng có cùng loại tình huống phát sinh, chúng tôi sẽ khảo sát thực địa,
sau đó cũng sẽ rút chút tiền ra ứng trợ. Ngô Bạch Khai biết Diệp Phàm vừa rồi khẳng định đã biết được chút tin tức, nên đưa ra một điều kiện hết sức hà khắc. Vậy không biết Hồng Sa Châu có xảy ra chuyện quốc lộ bị lún hay không vậy cục trưởng Ngô? Diệp Phàm thâm ý sâu sắc, thuận miệng hỏi. Việc này thì trước mắt không nghe nói gì. Ngô Bạch Khai ánh mắt liền biến đổi, thuận miệng nói. Được, nếu trước mắt đã không có tin tức gì, cho thấy huyện Hồng Sa Châu tạm thời hẳn là không có gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên, tôi lại nghe nói Quách chủ tịch của huyện Hồng Sa Châu mấy ngày hôm trước mới từ cục giao thông địa khu nhận được 500.000 chi phí tu sửa đường. Không biết cục trưởng Ngô có biết việc này hay không? Ha ha! Diệp Phàm giọng điệu thản nhiên, tuy nhiên, Ngô Bạch Khai vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thằng nhãi này trong lòng nói thầm nói, là người nào đem việc này để lộ ra? Ở trong đầu bắt đầu lục lại tất cả, liền nghĩ đến bà xã của phó cục trưởng cổ chính là chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương của huyện Ma Xuyên. Chuyện này tám phần là do Cổ Tín Lâm tiết lộ. Giờ khắc này, cục trưởng Ngô kia hận tới mức ngứa cả răng, điểm yếu bị nắm, sao đối phó với phiền toái trước mắt đây? Tuy nhiên thằng nhãi này không thẹn với kinh nghiệm nhiều năm ở quan trường, năng lực ứng biến tuyệt đối có thể nói rất linh động. Chợt khôi phục bình tĩnh, ha hả cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, đúng là có chuyện như vậy. Mấy ngày hôm trước chủ tịch huyện Quách có cầm đi 500.000. Tuy nhiên, tiền đó là trực tiếp lấy từ sở giao thông tỉnh. Tiền chuyên dùng cho những hạng mục đã định, cho nên, chuyện này cục giao thông địa khu không có thể nhúng tay. Ngô Bạch Khai chưa nói hết ý, Diệp Phàm đã hiểu, nếu anh có bản lĩnh thì đến sở giao thông tỉnh mà đòi. Sở tỉnh, thật không? Vì nhân dân Ma Xuyên, xem ra tôi thực sự phải vác chăn bông trên lưng mà đi lên sở tỉnh ăn Tết rồi. Vì sao cấp 500.000 cho Hồng Sa Châu một huyện có điều kiện tốt hơn so với chúng tôi rất nhiều, ngược lại không cấp cho Ma Xuyên chúng tôi? Diệp Phàm thản nhiên cười, hít một hơi dài, chỉ một câu thôi, thiếu chút nữa nghẹn chết lão Ngô. Thằng nhãi này trong lòng chấn động, mới nghe liền sợ Diệp Phàm sẽ chạy lên sở tỉnh gây rối. Người trẻ tuổi, huyết khí cũng sung mãng, đến cục trưởng cục công an Lâm Thiên cũng dám động, thì hắn có chuyện gì không dám làm. Vì mũ quan trên đầu, người này tuyệt đối sẽ làm được tất. Bởi vì sở tỉnh căn bản là không làm chuyện này, số tiền kia, kỳ thật chính là do giao thông địa khu rút ra, cùng sở tỉnh chẳng quan hệ gì. Đến lúc đó nếu Diệp Phàm thật sự chạy tới náo động, sở khẳng định sẽ trách tội Ngô Bạch Khai nói chuyện loạn ngôn, lúc đó thì đau đầu rồi. Tên nhãi khó chơi, Ngô Bạch Khai ở trong đầu mắng một câu. Chương 820, giao thủ. Ha ha, chủ tịch huyện Diệp. Quy định của chúng tôi là anh có thể moi ra tiền từ phía trên, chúng ta chỉ trừ lại một ít, phần còn lại đều cho anh. Người ta chủ tịch huyện Quách có thân thích ở sở, có thể moi tiền về cũng là chuyện thường, đạo lý này tin tưởng rằng anh đã hiểu. Về phần nói đến việc đi hỏi sở, anh cứ tự nhiên, có thể hỏi được tiền thì Ngô Bạch Khai tôi quyết chấp hành, toàn bộ cho Ma Xuyên các anh, một phân cũng không bớt xén. Ngô Bạch Khai vẻ ngoài nói cứng, kỳ thật thằng nhãi này trong lòng hơi bồn chồn. Hừ, cục trưởng Ngô, hôm nay tôi tới thì cũng muốn nói trắng ra, ở sở tôi có người bạn học làm trưởng phòng. Ngày hôm qua tôi có hỏi qua rồi, cuối năm rồi, gần đây trên sở không có rút ra khoản nào chuyển xuống dưới cho bất kỳ huyện nào cả. Diệp Phàm mặt thu lại, kiên cường hẳn lên. Kỳ thật thằng nhãi này cũng là đang lừa người, trước kia một trong tứ tú của Thủy Thành, Ngư Thái có ở sở giao thông tỉnh đảm nhiệm chức trưởng phòng, tuy nhiên hiện tại hình như đã đổi địa bàn. Hơn nữa, mặc dù y có còn ở chỗ cũ, Diệp Phàm cũng không có hỏi tới chuyện này. Hiện tại, tất nhiên là do phải nói cứng, cả hai người đều lừa gạt đối phương, thế nên xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Á, có việc này sao, sao tôi lại không nghe nói qua, cả Nam Phúc lớn như vậy, huyện khu phía dưới rất nhiều, không dưới 200 huyện khu. Chẳng lẽ nói sở tài chính tỉnh mỗi khi rút khoản tiền nào cấp cho huyện khu nào cũng phải nói với bạn học của anh? Không biết bạn học của anh ở bộ phận nào. Ngô Bạch Khai tiếp tục chống đỡ, thằng nhãi này khi chưa tới đường cùng tuyệt không nhận thua. Lời này nếu để chủ tịch địa khu như Khâu Mậu Thủy, Vương Triều nghe được, thế nào cũng bị bọn họ cười. Thằng nhãi này không mắc lừa, thật phiền toái, lần trước đi học ở trường đảng, nghe Ngư Thái nói là y hình như được điều đến sở kiểm toán tỉnh thì phải. Lần này không phải bị lộ rồi sao, phiền toái thật. Diệp Phàm trong lòng so đo, rất nhanh. Trong đầu suy nghĩ đối sách. Lúc này, Ngô Bạch Khai thấy hơi an nhàn,
có vẻ đắc ý vẹo nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, biết vừa rồi Diệp Phàm phỏng chừng là đang lừa mình, muốn hạ đài cũng không được. Ngô Bạch Khai trong lòng thật sự vui sướng, nhàn nhã chờ xem Diệp Phàm bị chê cười. Đột nhiên, Ngô Bạch Khai kia xoay mình cử động, ánh mắt kia, khá mịt mờ luôn luôn quan sát điếu thuốc trong tay. Ngô Bạch Khai biểu hiện như thế tuy nói cực mịt mờ, nhưng Diệp Phàm với đôi mắt ưng và kết hợp thêm thuật xem tướng, đã sớm quan sát Ngô Bạch Khai nhất cử nhất động. Biết thằng nhãi này đã nhận ra hương vị của điếu thuốc trên tay, bởi vì loại thuốc Trung Hoa này chỉ đặc biệt cung cấp cho cấp quan to tỉnh bộ hút mà thôi. Tất nhiên so cùng loại Trung Hoa bình thường hương vị không giống rồi. Phỏng chừng Ngô Bạch Khai khi trước ngẫu nhiên cũng có hút qua, cho nên mới khiến cho y chú ý. Diệp Phàm giật mình, ngồi đối diện với Ngô Bạch Khai, tiện tay mở cặp sách ra, mở ra xong lại tìm ngăn đựng danh thiếp lật tìm gì đó. Làm bộ như gấp qua rút nhầm, toàn bộ danh thiếp lập tức bay tán loạn ra, mà không biết may mắn thế nào lại có một tấm danh thiếp màu tím, không ngờ bay đến trước mặt Ngô Bạch Khai. Chiêu thức phóng danh thiếp này rất chuẩn vì với Diệp Phàm mà nói đó chỉ là việc rất nhỏ, giống như là phi tiểu đao vậy, xem danh thiếp như tiểu đao mà phóng. Nếu Diệp Phàm dùng nội lực mạnh một chút, phỏng chừng đã cắt đứt mặt Ngô Bạch Khai rồi. Ngô Bạch Khai đang mịt mờ quan sát điếu thuốc lá trên tay, bỗng thấy tấm danh thiếp bay tới trước mặt. Ánh mắt tự nhiên quét nhìn qua và liếc mắt một cái, trên danh thiếp ba chữ cái tinh xảo to đùng chợt hiện ra trước mắt, Ngô Bạch Khai trong lòng kinh ngạc, có thể nói mãnh liệt không khác gì ba đào. Bởi vì danh thiếp kia trước đây Tống Sơ Kiệt vì để tiện cho Diệp Phàm chữa trị cho ông cụ Tống nên đưa cho, hơn nữa. Đây lại là danh thiếp của Tống Sơ Kiệt, nên cũng khác với danh thiếp bình thường. Ngô Bạch Khai là cục trưởng cục giao thông địa khu, cho đến nay còn chưa cầm qua loại danh thiếp thế này. Tuy nhiên, chưa cầm qua không có nghĩa là y chưa thấy qua. Năm trước cũng có may mắn thấy qua phó giám đốc Sở Dương của Sở Giao thông tỉnh khi gọi điện thoại có lôi ra một cái. Lúc ấy phó giám đốc Sở Dương muốn gọi điện thoại cho phó chủ tịch tỉnh, quản lý giao thông Tần Hoài Bắc. Khi lấy ra cái danh thiếp kia Ngô Bạch Khai lúc đó cũng có xem trộm qua một chút. Sau lại do phó giám đốc Sở Dương hình như là muốn khoe khoang thứ gì đó, nên trò chuyện cùng y, câu chuyện có liên quan đến số điện thoại bí mật của các quan to ở tỉnh. Loại danh thiếp tinh xảo này, có vẻ khá trang trọng, ấn chế dành riêng cho quan to ở tỉnh. Bình thường mọi người không ai có được loại danh thiếp này, chỉ có người khá thân cận mới có thể có vinh hạnh có được. Vừa rồi ba chữ Tống Sơ Kiệt xuất hiện, tự nhiên khiến cho Ngô Bạch Khai khiếp sợ đến tột đỉnh. Lão Ngô trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình đang tự hỏi sao lại thế này, tên họ Diệp tuổi trẻ như thế có thể ngồi trên ghế chủ tịch của một huyện, còn trang thế thành mạnh mẽ thế, khi bị phản đối gay gắt nhất không ngờ kiên quyết thông qua sự đề cử Diệp Phàm làm chủ tịch huyện. Đánh giá chuyện này chắc chắn là do trưởng ban Tống ở tỉnh giao phó. Bằng không, lão Trang sao đồng ý ra sức như thế? Chuyện tốt như vậy sao không rơi xuống đầu mình? Tống Sơ Kiệt ơi, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu ông ta đồng ý cấp danh thiếp của mình cho Diệp Phàm, thì hai người họ có quan hệ rất đáng ngờ vực. Thế này thì tuyệt đối rất thân mật, chẳng lẽ họ Diệp và trưởng ban Tống là thân thích, hay là... Không chừng là con riêng của trưởng ban Tống. Bằng không, lão Ngô kia đầu óc cảm giác hơi bế tắc, rối như bòng bong, bởi vì quan hệ bên trong hơi phức tạp, nhất thời nghĩ chưa ra. Tuy nhiên, Diệp Phàm lập tức phản ứng, hơi ngượng ngùng cười nói. Rất xin lỗi cục trưởng Ngô, nhầm danh thiếp rồi. Lập tức đẩy danh thiếp của Ngư Thái qua, cán bộ Sở Giao thông tỉnh chính tông. Tuy nhiên, lúc này lão Ngô căn bản là không quan tâm liền mở miệng nói giỡn. Tôi sao không tin chủ tịch huyện Diệp được, không cần xem đâu. Tàn một điếu thuốc, Diệp Phàm lại đưa sang một điếu khác. Khi mồi thuốc, lão Ngô đột nhiên chấn động, thầm nhủ, thuốc này khẳng định là quà đặc biệt, nghe nói chuyên tặng cho quan to ở tỉnh. Nghe nói còn có một loại gấu trúc, chuyên tặng cho các quan cấp cao hơn dùng. Chẳng lẽ đúng là loại Trung Hoa đặc biệt, từ chỗ nào hắn có được, có phải trưởng ban Tống tặng hay không? Nếu đúng thì hai người họ có quan hệ không bình thường rồi, sâu không lường được, chẳng lẽ thật sự là thân thích của trưởng ban Tống, hơn nữa còn khá thân, không phải là con riêng chứ? Trước kia một vài quan lớn ở tỉnh, khi xuống nông thôn lên núi làm việc đã có con riêng bên ngoài cũng khá nhiều. Thằng nhãi này lại nhìn Diệp Phàm, nhìn xuyên thấu qua làn khói mông lung, cảm giác thấy tướng mạo Diệp Phàm cũng rất giống Tống Sơ Kiệt ở nhiều điểm. Kỳ thật thằng nhãi này chỉ gặp Tống Sơ Kiệt qua TV, đã sớm quên hình dáng ra sao,
lúc này đoán giả đoán non, trong đầu tự nhiên không ngừng lại được, liền suy nghĩ theo phương diện đó, càng nghĩ càng cảm thấy giống. Cuối cùng, lão Ngô cắn răng một cái, thầm nhủ, mặc kệ có phải con riêng trưởng ban Tống hay không, ít nhất bọn họ cũng có quan hệ thân mật, danh thiếp này, thuốc lá đặc biệt này có thể chứng minh hết thảy. Loại người này bố mày không nên đắc tội, nói không chừng còn có thể thông qua người này mà được Lân La kết giao cùng Tống gia, đây chính là dấu hiệu khá tốt. Bí mật này nếu cho bố mày có vận may phát hiện, phải phóng đại lên mới được. Về phần Vương Triều Trung, Quách Tân Bình bên kia, con mẹ nó, bố mày bí mật làm trước. Lão Ngô trong lòng nghĩ thầm, ngay lập tức quyết đoán một cách anh minh vĩ đại, vì thế cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, suy xét đến tình huống đặc thù của huyện các anh, dãy núi được xưng thiên tường đích xác là khó có thể qua lại. Địa phương hàng năm đều xảy ra tai nạn làm chết nhiều người, ôi! Chúng ta không thể để tình trạng này tái diễn, nghĩ đến tai nạn xe cộ làm chết người, tôi thân làm cán bộ giao thông địa khu, trong lòng cũng khổ sở, không thể khiến bi kịch tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, Cục Giao thông địa khu gần đây kinh phí đích xác là rất eo hẹp, chỉ có thể trích từ kinh phí dự trữ dành cho quốc lộ La Thủy một ít cho Ma Xuyên các anh để cứu cấp. Đương nhiên, việc này hy vọng Chủ tịch huyện Diệp đừng truyền ra ngoài, bằng không, các huyện khu khác có thể đến đây yêu cầu cấp như vậy. Nếu các lãnh đạo địa khu biết, tôi cũng không có biện pháp nào mà báo cáo kết quả công tác, có phải hay không? Không thành vấn đề, không biết Cục trưởng Ngô có thể trích ra bao nhiêu, tốt nhất là nhiều một chút. Thiên tường được xưng là thiên tường, từ cái tên đã biết địa phương này là khúc xương khó gặp, một chút tiền phỏng chừng sẽ không đủ để lấp một cái hố. Diệp Phàm cười nói, 300 ngàn đi, đủ cho các anh mua một ít thuốc nổ để phá và mở rộng đường, lắp lại những hố sâu nguy hiểm trên mặt đường. Cục trưởng Ngô cười tủm tỉm, nói, 300 ngàn, Cục trưởng Ngô, cái này, nghe nói Hồng Sa Châu cho, ha ha. Diệp Phàm kia nói nửa câu rồi ngưng. Ý gì anh đã hiểu, đừng nặng bên này nhẹ bên kia là được. Chương 821, giao dịch thành công giữa quyền và tiền. Chủ tịch huyện Diệp anh thật khó khăn nuốt, lại kéo Hồng Sa Châu vào. Không phải từ sớm đã nói, người ta chủ tịch huyện Quách trực tiếp lên sở xin, địa khu chỉ giữ lại một ít kinh phí. Nếu anh đi xin, Ngô Bạch Khai tôi thật thành mà nói, một phân tiền cũng không có, có thể xin cấp được bao nhiêu tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh, thế nào? Ngô Bạch Khai cố ý nói thế, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Diệp Phàm. Những lời đã nói đều là thật, bình thường trên tỉnh sẽ cấp xuống cho địa khu sẽ phân phát lại. Có địa khu tham lam thì sẽ ém đi một nửa. Địa khu nhân từ thì ém ít hơn. Đến cuối cùng, trừ chi phí đi lại, khoản tiền còn lại còn được 40% thì đã được xem là đại thu hoạch. Đây là một quy tắc ngầm bất thành văn, Diệp Phàm cũng có nghe nói qua. Nhớ tới khi mình vừa mới tốt nghiệp, công tác ở đập nước Thiên Thủy, khi đó từ chỗ Triệu Bính Kiện trên huyện xin được khoản kinh phí 10.000 tệ, cuối cùng bị chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang ngay lúc đó lấy đi mất 3 phần, lúc ấy còn nói, lấy vậy đã là chiếu cố, theo quy củ sẽ lấy một nửa, đó gọi là phí hiếu kính. Kỳ thật, ở Trung Hoa này mà nói đó cũng không phải là đại tin tức gì. Từ xưa đến nay, thời Thanh Triều các cấp nha môn không phải đều tham lam vô độ như nhau. Thường thường hộ bộ của triều đình rút mấy chục vạn lượng bạc trắng dùng để thu sửa đê điều, từ hộ bộ đến tỉnh, rồi đến phủ, sau đó đến huyện thì phỏng chừng 20 vạn lượng bạc trắng chỉ còn lại mấy vạn lượng thôi. Nếu ở huyện lại trích mất một phần, thì còn lại được bao nhiêu? Rõ ràng toàn bộ bị nuốt sạch, cho người mấy ngàn lượng tiêu vặt quả không sai. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng phát hiện ánh mắt như vô tình như cố ý của Ngô Bạch Khai lướt trên hộp Trung Hoa đặc biệt, tuy người này không lộ liễu lắm. Nhưng hắn có đôi mắt ưng, sao có thể không phát hiện chứ? Không phải nhìn chăm chăm thứ ta được biếu chứ? Diệp Phàm giật mình, trước kia từng có chuyện dùng quà biếu đặc biệt đổi thành tiền. Lúc ấy ở Ngư Dương lúc đi tìm Mã Cục trưởng của Cục Tài chính, sau lại gặp Triệu Bính Kiện Phó Chủ tịch huyện, lúc ấy dùng mấy gói thuốc lá đặc biệt này đổi thành tiền, đổi được mấy ngàn. Ngô Bạch Khai đã nhìn chăm chăm vào quà của mình, vậy dùng nó để kiếm chút tiền từ y nữa nhỉ? Hơn nữa, hiện tại đổi mấy ngàn khẳng định không đáng giá, thuốc lá đặc biệt này cũng khó xơi. Một bao nếu không tới mấy chục ngàn tuyệt không đổi. Diệp Phàm tuy đau lòng, dùng vật dùng cá nhân đổi tiền nhà nước, lại không thể rơi vào hầu bao của chính mình, đích xác có chút đau lòng. Tuy nhiên tạm thời lại không có biện pháp nào khác, lấy được tiền trước còn lại muốn gì nói sau. Chợt, thằng nhãi này im lặng,
từ trong túi ra lấy ra một cây thuốc lá Trung Hoa loại đặc biệt, nhẹ nhàng bày lên trên bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Cục trưởng Ngô, cười nói. Cục trưởng Ngô, tôi biết anh là thanh quan, tuy nhiên, chỉ một cây thuốc thì không ai nói là nhận hối lộ đâu. Chủ tịch huyện Diệp, anh khách khí quá, ta sao có thể nhận. Ngô Bạch Khai kia mở to mắt, quét qua cây thuốc mà Diệp Phàm đẩy tới, lại xem xét Diệp Phàm một lượt. Trong lòng phỏng chừng suy đoán thuốc này có giống thuốc lúc nãy hay không, còn có chút lưỡng lự, thằng nhãi này đang so sánh với thứ y thấy trước kia, phát hiện thứ của Diệp Phàm đẩy tới có chút khác biệt. Ha ha, hàng thượng hạng. Diệp Phàm gõ nhẹ vào cây thuốc, có chút đau lòng, khóe miệng còn co giật vài cái, thằng nhãi này diễn cực kỳ giống, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, tin rằng lão Ngô có thể hiểu được. Ha ha ha, chủ tịch huyện Diệp, thuốc này không tồi. Tôi đây từ chối thì bất kính quá. Ngô Bạch Khai trả lời dứt khoát, thoải mái mỉm cười, tác dụng của cây thuốc quả khá lớn, nghe nói quan lớn trên tỉnh một năm cũng không được cấp nhiều cho lắm, 3-4 cây là cùng. Diệp Phàm lấy ra một cây, bên ngoài còn có một bao lẻ, chứng tỏ hắn không chỉ có một cây. Ít nhất cũng có 2 cây, người có thể có tới 2 cây thuốc vật phẩm đặc biệt, trưởng ban Tống kia đối với hắn nhất định không chỉ rất yêu thương không thôi. Cống phẩm một năm của mình đã cho Diệp Phàm hết một nửa, lão Ngô khẳng định, Diệp Phàm tuyệt đối là thân thích của trưởng ban Tống, thậm chí 8 phần là con riêng. Ha ha, một cây thuốc là thì có là gì? Diệp Phàm vẻ mặt lãnh đạm, kỳ thật, thằng nhãi này hận không thể xông lên phía trước, tát cho lão Ngô một cái. Chủ tịch huyện Diệp, thời gian trước đi Hàng Châu họp, một bằng hữu tặng 2 hộp Tây Hồ Long Tỉnh, nghe nói trước kia thứ này dùng tiến cống cho vua chúa dùng. Chủ tịch huyện Diệp lấy một hộp về dùng thử xem, hương vị không tồi. Ngô Bạch Khai cười, lấy ra một hộp trà có tinh xảo. Thế này ngại lắm, sao có thể nhận của cục trưởng Ngô? Diệp Phàm cũng giả vờ từ chối một chút. Có qua có lại, ha ha ha. Cục trưởng Ngô đặt hộp trà lên trước mặt Diệp Phàm, cười nói. Như vậy đi, tôi cũng không chơi xấu với anh, cho anh 600 ngàn. Tuy nhiên anh phải giữ bí mật một chút, nếu có người hỏi. Thì nói là phí đặc thù cấp cho Ma Xuyên sửa đường, chỉ độ 200 ngàn. Khi Diệp Phàm đi ra, cả đám người bên ngoài choáng rớt kính mắt cả loạt, bởi vì phía sau cục trưởng Ngô vẫn còn nói vọng ra, thân thiết bắt tay Diệp Phàm, còn thêm một câu. Lần sau lại đến nhé. Ngô Bạch Khai trở lại phòng làm việc của mình, Diệp Phàm quét một lượt nhìn sắc mặt không ra làm sao của phó bí thư Kê Nhất Tiêu, đưa 200 ngàn ra, tất nhiên, Ngô Bạch Khai cũng biết chuyện hắn cùng Kê Nhất Tiêu đánh cuộc. Nên đặc biệt đưa 2 công văn phê duyệt mức tiền khác nhau, 1-200 ngàn, 1-400 ngàn. Vương Hán, cậu nói với lão Lý một tiếng, ngày mai đem 200 chuyển tới phòng tài chính huyện Ma Xuyên. Cậu cũng giải thích cho lão Lý hiểu, là tôi mượn trước, không lâu sau sẽ trả cho y. Kê Nhất Tiêu mặt đen xịt lại hơn cả bao công. Bí thư Kê, trả tiền thua cược thật sao? Vương Hán mồm miệng có chút mất linh, đau lòng đến nỗi quai hàm cứng cả lại. Hung tợn nhìn chăm chăm Diệp Phàm, liếc mắt một cái, dường như muốn cắn người vậy. Cũng khó trách y, bởi vì Vương Hán chính là đang giữ quyền trưởng phòng giao thông quận Thông Đô, nếu 200 ngàn này chuyển cho Diệp Phàm, thì phòng giao thông còn gì nữa mà xin với sỏ. Phòng trừng Kê Nhất Tiêu sẽ đem 200 ngàn này tính vào chi phí của phòng giao thông quận. Tuy nói kinh tế so với Ma Xuyên có tốt hơn nhiều lần, nhưng 200 ngàn không phải là một con số nhỏ, phòng giao thông quận vẫn cần đến. Và khó mà nghĩ cách bù lấp lại. Sao, có phải sợ tôi không trả lại cho các cậu hay không? Kê Nhất Tiêu hừ lạnh một tiếng, Vương Hán kia thân hình vốn cao gần 1m9 giờ bỗng lùn xuống hẳn. Lúc này mới chợt nhớ tới bản thân chỉ là một quyền trưởng phòng chứ chưa phải là trưởng phòng của phòng giao thông, cái chữ quyền kia một khi vẫn còn, muốn gỡ bỏ, chẳng phải còn cần đến Kê Nhất Tiêu sao? Không phải thế bí thư Kê, trả gì mà trả. Tôi sáng mai tôi lập tức sẽ làm. Vương Hán bỗng rông dài nói, vẻ mặt rất biết nịnh nọt. Hừ, đáng tiếc cho thân thể to lớn kia, vạm vỡ như sắt thép, lại làm một nô tài, ta khinh Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, quay đầu nhìn về phía nông viện viện nói. Cô đem số tài khoản của tôi đưa cho trưởng phòng Vương, ngày mai tiền sẽ được chuyển đến. Thầm nghĩ, trực tiếp chuyển vào tài khoản phòng tài chính không tiện bằng chuyển vào quỹ của bố mày. Sử dụng cũng dễ dàng. Nếu trưởng phòng tài chính huyện Ma Xuyên Mã Lâm cũng họ Mã, nói không chừng y cùng Mã Vân Tiền kia có dính dáng, hẳn là cũng do một tay Chu Phú Đức đề bạt đi lên.
bố mày về sau muốn lấy tiền từ túi y, phỏng chừng có thể sẽ gặp phiền toái. Nhìn kỹ rồi hắn nói, nếu trưởng phòng tài chính huyện này không ăn dơ thì thay người vậy. Đã ra tay thì phải bắt y rơi đài mới được, bằng không, trong tầm bị quản chế thì còn quản lý huyện kiểu gì. Đại ca, vẫn chưa tới à? Điện thoại truyền tới tiếng yêu côn Phạm Cương thúc giục. Đến cái rắm, thằng danh cậu chưa nói địa điểm, kêu đại ca chạy loạn khắp Đức Bình à? Diệp Phàm tức giận, mắng. Ơ, gì thế này, em nhất thời quên, ở Đỗ Quyên Tử Lầu, phòng 308. Phạm Cương kinh ngạc một chút, quính lên, cái gì cũng quên. Hầu Tổng tới rồi chưa? Diệp Phàm cười nói, vừa mới moi được 600 ngàn, tâm trạng khá tốt. Nếu có thể từ trên người Hầu Tổng của Vũ Thánh rút ra được vài sợi lông, vậy thì khá thú vị đấy. Đến sớm rồi, mọi người còn ở chỗ cục trưởng Uông và phó cục trưởng An. Đại ca, còn có mấy em tươi mắt lắm, nghe nói là nhân viên của Hầu Tổng, công tác bên ban công tác xã hội. Con mẹ nó, Hầu Tổng này thật biết hưởng thụ, những cô em đó, thật đúng là, con mẹ nó, khí chất cao nhã, nghe nói tất cả đều từ Học viện Quốc tế Thủy Châu tốt nghiệp cả. Tiếng Anh, tiếng Nhật nói lào lào. Phạm Cương giống như con dế nhũi chưa thấy qua sự đời, nhỏ giọng cười gượng. Thằng danh này, sẽ không bị người ta chụp mũ chứ, sẽ không bị mấy em bên ban quan hệ xã hội dụ dỗ chứ, lệnh giải tỏa đừng nói là ký rồi chứ. Diệp Phàm tức giận mắng. Em nào dám, đại ca không mở miệng, em sao dám ký. Một chút tiểu mỹ nhân kế sao có thể chụp mũ Phạm Cương em, thế khác nào danh tiếng yêu côn hàng đầu của ta chỉ là hư danh. Phạm Cương vỉnh mặt lên. Em vừa rồi có hỏi thăm, đại ca có nhắc đến xe nâng, máy xúc gì đó, công ty Vũ Thánh đều có cả. Chương 822, Tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh. Vừa rồi từ miệng của trưởng ban quan hệ xã hội Triệu Phi Hoa được biết, tập đoàn Hoa Hạ Vũ Thánh của bọn họ chỉ riêng chi nhánh Đức Bình thôi một năm lợi nhuận thu về phỏng chừng có thể đạt tới hơn 30 triệu. Chúng ta phong tỏa bọn họ một tháng, ít nhất lãi dòng bị tổn thất hơn 30 triệu. Khoản khác phỏng chừng sẽ còn cao hơn nữa. Vì thế nếu muốn kiếm vài 300 ngàn hẳn là chuyện không khó. Phạm Cương cười nói. Diệp Phàm cùng nông viện viện đã tới Đỗ Quyên Tử Lầu. Đỗ Quyên Tử Lầu ở phía trước có một bức tượng con chim Đỗ Quyên rất lớn, có lẽ đây là nguyên nhân mà nơi đây được gọi là Đỗ Quyên Tử Lầu. Tử Lầu không lớn lắm, nhưng có vẻ khá thanh lịch, mang một phong cách nghệ thuật đặc sắc. Phạm Cương đã sớm đứng ở cửa. Đi cùng Phạm Cương có hai người, một người có làn da rám nắng, khỏe mạnh, nhìn có vẻ rất có trí tuệ. Người còn lại da trắng, sóng mũi cao, mặt rộng, choàng trên người chiếc áo màu đen, ánh mắt làm cho người ta có một loại cảm giác rất giả dối. Phỏng chừng người này chính là chủ tịch Hầu Kim An của công ty Vũ Thánh mà Phạm Cương đề cập, ánh mắt kia quả nhiên có chút giả dối, thậm chí có thể nói là đáng khinh. Diệp Phàm trong đầu thầm nghĩ. Diệp ca, em giới thiệu một chút. Vị này chính là con trai cục trưởng Uông của Cục An ninh Quốc gia Đức Bình, Uông Dương trưởng phòng, đang công tác tại Cục Đất đai địa khu phòng chấp pháp. Phạm Cương chỉ vào chàng thanh niên giới thiệu nói. Xin chào Chủ tịch huyện Diệp. Uông Dương rất biết điều, hơi có vẻ ngạo khí, hai mắt quét qua Diệp Phàm liếc mắt một cái, chào hỏi. Kỳ thật nếu không phải cha y cục trưởng Uông có dặn dò từ trước, y căn bản sẽ không khách khí với Diệp Phàm như thế. Vừa rồi cũng là cha y lên tiếng y mới đi cùng Phạm Cương tới đón tiếp Diệp Phàm. Ha ha, xin chào trưởng phòng Uông. Diệp Phàm cũng hiền hòa cười cười, tuy vẫn biết người ta trong lòng không phục. Vị này chính là Hầu Kim An tổng giám đốc của công ty Vũ Thánh. Phạm Cương lại giới thiệu người khoác áo choàng còn lại. Chào ngài chủ tịch huyện Diệp, đại danh của ngài tôi có nghe qua, như sấm bên tai ấy ha ha. Hầu Tổng hơi có vẻ cung kính cười nói. Ôi Hầu Tổng, đại ca của tôi nghe nói mới đến Đức Bình này chưa đến một tháng, hơn nữa phỏng chừng thời gian lưu lại Đức Bình cũng sẽ không vượt quá 5 ngày, sao có khả năng nghe như sấm bên tai. Phạm Cương cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Ha ha, cái này trưởng phòng Phạm không hiểu được đó thôi. Mấy ngày hôm trước Chủ tịch huyện Diệp cùng Cục trưởng Cục Công an địa khu Lâm của chúng ta tỉ thí tài bắn súng, và đã thắng lớn. Chủ tịch huyện Diệp hiện tại được người ta xưng là xạ thủ thần Chủ tịch huyện. Hầu Kim An hơi khoa trương Diệp Phàm nói. Ôi đại ca, có chuyện này sao? Phạm Cương cười nói. Ha ha, không đáng nhắc tới, ôi, đại ca của cậu hiện tại gặp rủi ro, thôi không nói, nói chuyện rách này ra cũng không có ý nghĩa. Chợt, Diệp Phàm,
Thằng nhãi này tự nhiên lắc lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Gặp rủi ro, đại ca anh vừa mới thăng chức chủ tịch huyện, sao có khả năng gặp rủi ro? Phạm Cương giống như chưa hiểu lắm, mấy người họ vừa đi vừa trò chuyện, tiến vào bên trong. Lại một phen giới thiệu rồi mới ngồi xuống. Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia của địa khu Đức Bình Uông Bố Xuân nhìn Diệp Phàm với thái độ rất bình thường, chỉ tiếp đón theo lễ tiết thông thường. Dù sao người ta là phó giám đốc sở, cấp quan lớn, hơn nữa ở cơ quan khá thần bí, Cục An ninh Quốc gia, có thể tiếp đón Diệp Phàm như vậy, đã là xem trọng Phạm Cương rồi. Bằng không, người ta sẽ không thèm để ý đến một chủ tịch huyện rách như hắn. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm chuẩn bị ngồi xuống, một cô nàng mặc khá trang nhã liền nhẹ nhàng giúp hắn đi chuyển ghế, Diệp Phàm cũng không để ý, còn tưởng rằng đó là nhân viên phục vụ. Đợi Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống, cô nàng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Phàm. Hơn nữa, động tác kia cũng khá văn nhã. Diệp Phàm thấy có chút kỳ quái, quét nhìn cô gái liếc mắt một cái, cô này có cái mũi đặc biệt, rất ưa nhìn, bộ ngực không lớn lắm, nhưng lại rất đầy đặn. Ha ha, chủ tịch huyện Diệp, cô gái này là trưởng ban quan hệ xã hội Triệu Phi Hoa của công ty Vũ Thành chúng tôi, tí nữa cô nàng sẽ rót rượu cho anh, nên ngồi bên cạnh anh sẽ tiện hơn. Hầu Tổng vẻ mặt nhiệt tình cười nói. Sao lại thế, như thế có phiền cho trưởng ban Triệu. Diệp Phàm khẩn trương nói, có vẻ hơi ngượng ngùng, kỳ thật thằng nhãi này đang giả vờ. Hắn đang lo không có cơ hội làm quen cùng Hầu Tổng, không ngờ, người ta tự động đưa lên tận miệng. Chủ tịch huyện Diệp, có phải Chê Phi Hoa rót rượu cũng không biết rót hay không, thế? Triệu Phi Hoa cô này đích xác lợi hại, chỉ một câu thôi, nghe như ưu oán, khiến Diệp Phàm thằng nhãi này trong lòng dùng mình, không cách chối từ. Cười nói, vậy phiền Triệu cô nương, ha ha. Thằng nhãi này cười, dùng mắt quét một vòng, phát hiện Phạm Cương và Cục trưởng Giang bên cạnh mỗi người đều có một cô nàng ngồi cùng, phỏng chừng đều là do công ty Vũ Thành sắp xếp nhân viên bên ban quan hệ xã hội đến ngồi cùng. Cái gọi là ban quan hệ xã hội, nhân viên của ban này khác gì với gái bán hoa. Tuy nhiên, đám phụ nữ này khí chất cao nhã, có các cô cùng ngồi uống chung, hình như cũng không tồi. Chắc là không có thêm khoản qua đêm đâu, nếu có thì chắc phải suy nghĩ. Diệp Phàm trong lòng nói thầm, có chút đáng khinh. Đại ca, tiểu đệ trước là kính anh một ly, lâu như vậy mà cũng chưa thời gian cùng đại ca uống chén rượu. Phạm Cương nâng ly lên, khá cung kính chạm ly với Diệp Phàm. Được, mới từ cục giao thông địa khu kiếm được chút tiền, rất cao hứng, làm một ly đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hai người loảng xoảng cụng ly. Cục giao thông, chắc không phải muốn sửa đường chứ? Sau khi uống một hơi cạn sạch, Phạm Cương làm bộ quan tâm hỏi. Ôi, không nói đến nó, uống rượu, nói về chuyện rách sửa đường này là đau đầu, Ma Xuyên, Thiên Tường cách trở, quá khó khăn. Diệp Phàm cạn xong một ly thuận miệng thở dài nói. Sửa đường thì có là gì, tìm cục giao thông chi chút tiền không phải giải quyết được rồi sao? Phạm Cương không hiểu gì bốc phét lên tiếng. Thằng danh này, ở tỉnh mãi nên chán ngấy rồi có phải hay không? Diệp Phàm mắng một câu, chợt nhớ ra gì đó, hơi ngượng ngùng, cười nói. Các vị đừng chê cười, tôi cùng Phạm Cương tùy tiện quen rồi. Phạm Cương, trên tỉnh khẳng định là không thiếu tiền, Đức Bình này là đâu? Ma Xuyên là địa phương nào? Chạy gãy chân cũng không được mấy đồng tiền. Cái này thì cục trưởng Uông cũng biết đấy, ha ha. Chủ tịch huyện Diệp nói phải, lấy cục an ninh quốc gia Đức Bình mà nói, cũng muốn phòng tài chính địa phương cấp cho một ít. Ôi, mỗi lần đi đòi tiền, không khác gì ăn mày. Cái này cũng không trách lãnh đạo Đức Bình keo kiệt, đó là bởi vì địa khu căn bản là không có tiền cho. Tuy nhiên chúng ta còn đỡ một chút, ít nhất đại bộ phận kinh phí đều là từ tỉnh trực tiếp chút xuống. Giống Ma Xuyên thì, ôi! Cục trưởng Uông thở dài, chợt lắc đầu, hỏi. Chủ tịch huyện Diệp, người có phải cần tu sửa con đường núi Thiên Sa hay không? Đúng vậy, con lộ đó rất hẹp, hàng năm đều xảy ra tai nạn chết người. Muốn xin chút tiền mở rộng cho ổn. Hơn nữa, Ma Xuyên cũng cần phát triển, nên con lộ kia rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại chân chạy giã cả ra rồi, mà tiền thì không được mấy đồng. Không nói đến chuyện phiền toái đó nữa. Cục trưởng Giang, tôi mời anh một ly. Diệp Phàm tỏ ra buồn bực, sau lại rất hào hùng, uống cùng cục trưởng Giang. Ma Xuyên, địa phương đó năm vừa rồi tôi có đi qua, con lộ kia, đừng nói khách đến đầu tư, lái xe qua đó đều lo lắng đề phòng.
tôi lúc ấy lái xe trở về, trên lưng mồ hôi ướt đẫm. Sau lại, tối về ngủ còn nằm mơ, hô to, không bao giờ đến Ma Xuyên nữa, anh nói buồn cười không, ha ha a. Hầu Tổng nhún vai, khá hài hước. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều mỉm cười, không khí trở nên náo nhiệt. Nói đến chuyện này tôi cũng nhớ ra rồi, lúc ấy Hầu Tổng ở phía trước lái xe, tôi ngồi ở ghế bên cạnh nhưng tim cứ treo lơ lửng vì sợ. Bánh xe giống như treo trên không trung vậy, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Triệu Phi Hoa vừa rót rượu cho Diệp Phàm, vừa ngồi xuống, vuốt ngực, rất ra dáng thục nữ, thật đáng yêu. Rượu uống hết 3 tuần, đồ ăn lên được 5 món, mọi người đã có chút say, nói chuyện cũng tự do thoải mái hơn. Hầu Tổng chọn toàn những cô nàng khá ưu tú, khi mời rượu, khi kính rượu khá có kinh nghiệm, khiến người khác uống thật thoải mái. Tuy nhiên, ba phụ nữ này tuy nói rất nhiệt tình, nhưng không hề dung tục, có khi yêu mị nhưng không phóng đãng. Diệp Phàm vừa rồi không cẩn thận đụng phải đùi Triệu Phi Hoa, cô nàng không ngờ xê dịch chân tránh ra xa. Điều này Diệp Phàm hơi ngượng ngùng, lúc này đây đồng chí Tiểu Diệp có thể hô to với thiên địa, ông đây đây không phải cố ý, là không cố ý. Đáng tiếc cô nàng họ Triệu này chưa chắc đã tin, giống khi uống rượu đàn ông giơ tay lên sờ soạng phụ nữ là chuyện nhìn mãi quen mắt, đặc biệt trên quan trường, thương trường. Đại ca, thuốc lá này có phải là đoàn trưởng Thiết tặng không? Phạm Cương phóng khoáng nhả ra vài vòng khói, cười như kẻ trộm nói. Ha ha, thằng danh này, có phải lại muốn ăn bớt hay không? Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Đoàn trưởng Thiết, cục trưởng Uông trong lòng nói thầm, hình như đang lục lọi trí nhớ. Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng thân ở tỉnh Nam Phúc bên cạnh cũng chỉ có giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thành phố Mặc Hương, và vài cục trưởng Cục An ninh Quốc gia của những thành phố lân cận như Thương Hải, khu Hải Giang biết đến. Còn ở Đức Bình này sao mà biết được? Bởi vì vùng duyên hải địa khu quan hệ phức tạp, phòng ngự trọng điểm đều tại nơi đó, đối với phương diện an toàn quốc gia cấu thành tai họa ngầm trọng đại, không giống đất liền, về an toàn thì ổn định hơn. Tuy cục trưởng Uông không biết đoàn trưởng Thiết là người phương nào, nhưng hình như có nghe qua tên này rồi. Vờ Việt hỏi han, trưởng phòng Phạm, đoàn trưởng Thiết chắc sẽ không công tác ở quân đội chứ? Ừ, đoàn trưởng binh đoàn báo săn, tôi cũng chuyển từ đó đến Sở An ninh Quốc gia. Phạm Cương thuận miệng cười nói, cũng không cần giấu giếm. Bộ đội báo săn ở Nam Phúc khá có danh tiếng, tin tưởng cục trưởng Uông hẳn là có biết. Các anh nói hẳn là đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng, tôi ở tỉnh cũng nghe bọn họ nói qua. Báo săn, niềm kiêu ngạo của đại quân khu lĩnh Nam chúng ta, bộ đội đặc chủng dũng mãnh, vang danh khắp các tỉnh phía Nam. Cục trưởng Uông nói, ha ha, bọn họ đích xác dũng mãnh. Năm trước bộ đội chúng tôi ở biên giới Vân Nam vì bắt một nhóm tội phạm ma túy, chúng tôi một tổ 5 người, cuối cùng bắt gọn cả đám 12 tên về quy án mà trong đội không ai bị thương. Phạm Cương hơi có vẻ cao hứng, thổi phồng lên nói. Chương 823, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Thiết Chiêm Hùng người này, trước kia khi ở tỉnh Giám đốc Sở có thận trọng giải thích, nếu nhìn thấy người này nhất định phải cung kính, tuyệt đối không được xem thường. Xem ra Thiết Chiêm Hùng không riêng cái tên vang dội không, phỏng chừng có quan hệ rất tốt với Giám đốc Sở Đinh Sương Cát và Phó Giám đốc Thường trực Sở Ngư Thắng Bạch ở tỉnh. Bằng không, hai vị quan cấp cao như Giám đốc Sở sao có thể thận trọng mà giải thích việc này cho mình. Hơn nữa, giải thích không chỉ một lần, việc này thật là quái dị. Thiết Chiêm Hùng chỉ dựa vào thân phận của y mà nói, tuy là đoàn trưởng của binh đoàn đặc công báo săn đại quân khu lĩnh Nam thuộc quản lý trực tiếp của Thủy Châu. Một cán bộ cấp đoàn trưởng, cớ gì hai vị giám đốc sở kia phải coi trọng. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, hai vị giám đốc sở đều giải thích qua, Thiết Chiêm Hùng này tuyệt đối là có phân lượng nhất định. Có lẽ bọn họ có thân thích hoặc là quan hệ chiến hữu đồng sự. Tuy hai vị giám đốc sở giữ bí mật, có cha cũng cha không ra, thân phận của đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng kia cũng là giữ bí mật. Đến cục trưởng Cục An ninh Quốc gia địa khu như mình cha còn không ra, việc này cũng có chút không thể tưởng tượng. Có lẽ là do nguyên nhân bảo mật quân đội. Vị chủ tịch huyện Diệp này nếu có thể khiến đoàn trưởng Thiết tặng thuốc, lại là loại đặc biệt chuyên cấp cho quan lớn, khẳng định quan hệ hai người khá tốt. Người này mới tuổi trẻ như thế mà có thể đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, tuy nói là chủ tịch một huyện lạc hậu nghèo khó, nhưng tốt xấu cũng là chủ tịch huyện. Chẳng lẽ người này có bối cảnh nhất định, nghe đồn nói người này do bí thư địa ủy Trang Tiến cử từ thành phố Mặc Hương tới,
ít nhất từ điểm này cho thấy, hắn cùng bí thư Trang quan hệ khá tốt. Cục trưởng Uông trong đầu suy nghĩ, nhìn con trai Uông Dương liếc mắt một cái. Thầm nhủ, nếu người này thực sự có chút bối cảnh, thì bảo Uông Dương lân la kết giao qua lại cũng không phải là chuyện xấu. Người này được bí thư Trang chiếu cố nên con đường quan trường thuận lợi. Uông Dương cũng đang lăn lộn trốn quan trường, bí thư Trang kia phân lượng quá nặng. Cục trưởng Uông nghĩ, vẫn nhìn con trai Uông Dương. Uông Dương lúc đầu cũng chỉ mời Diệp Phàm một ly, nhưng khi thấy ánh mắt cha nhìn, cũng ngẩng đầu lên kính rượu Diệp Phàm, thằng danh này trong lòng vẫn còn buồn bực. Thầm nghĩ, tôi đường đường là trưởng phòng chấp pháp giám sát của Cục Đất đai địa khu, hiện tại Cục Đất đai quyền lực không thể nói không lớn, còn phải đi cầu một tiểu chủ tịch huyện sao, quá hạ giá rồi. Làm ngược lại còn thấy được một chút, ba mình có phải hồ đồ rồi hay không? Hầu Tổng cũng kính rượu liên tiếp, người này tử lượng không tồi. Uống rượu mà như uống nước. Diệp Phàm thằng nhãi này thấy y uống đến khiến hắn đau lòng, mắng thầm, thằng danh này uống ít chút không được sao, rượu vang đỏ này phỏng chừng một chai vài trăm, sao không đem tiền này cấp cho Ma Xuyên để bố mày sửa đường. Một giờ sau, mọi người say lướt khướt. Lúc này, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện Hầu Kim An luôn hướng nhìn trưởng ban quan hệ xã hội Triệu Phi Hoa ra hiệu, giật mình thầm nhủ, có chuyện rồi, phỏng chừng Hầu Tổng ngồi không yên rồi, sắp phải tung ra chủ đề chính rồi. Người này thấy ngượng ngùng khi ra mặt, nên đem chút tiểu quỷ ra trước thăm dò. Quả nhiên, Triệu Phi Hoa lại đứng lên, kính Phạm Cương tên yêu côn này ba ly, đôi mắt quyến rũ chớp chớp, cười nói. Trưởng phòng Phạm, Phi Hoa có câu này không biết có nên nói hay không? Có gì mà có nên nói hay không, cô cứ nói. Phạm Cương có vẻ hơi say cười nói. Tiểu tử này còn nhìn Diệp Phàm, phỏng chừng ra hiệu đã biết Triệu Phi Hoa muốn gì. Vậy em đây sẽ nói. Triệu Phi Hoa rất lịch sự tao nhã mà cười, nói. Trưởng phòng Phạm, nghe nói chuyện của công ty Vũ Thánh đã điều tra xong, là do công ty Vạn Thông phá rối. Việc này có phải nên kết thúc hay không, nếu tiếp tục đóng cửa công ty? Tổn thất trong một tháng cũng không ít, lên đến vài triệu lận. Ừ, đây đích thật là vấn đề không nhỏ. Tuy nhiên, chuyện các anh liên quan đến quốc gia cơ mật, vấn đề có trình tự. Phỏng chừng, còn phải chờ qua một thời gian. Nếu công ty Vạn Thông gây ra tổn thất cho các anh, về sau khi tháo bỏ lệnh niêm phong các anh có thể trực tiếp chống án truy đòi tổn thất từ Vạn Thông, tôi cũng sẽ giải quyết hết sức, để công ty các anh sớm ngày được hoạt động trở lại. Phạm Cương cũng giả vờ nói. Trưởng phòng Phạm, không thể đợi được nữa. Gần đây giai đoạn đầu thi công quốc lộ La Thủy đã chủ bị sắp xong. Nếu tiếp tục niêm phong công ty sẽ mất đi cơ hội đấu thầu lần này, tổn thất không thể đo lường. Xin lãnh đạo tỉnh nhẹ tay một chút với các xí nghiệp con phía dưới không dễ dàng. Trưởng phòng Phạm, trong vòng 2 ngày có thể hoàn thành được không? Hầu Tổng vừa nghe giọng điệu của Phạm Cương kia, liền sượng mặt. Cho nên, cũng nóng nảy. Nhìn chằm chằm cục trưởng Giang Bố Xuân của Cục An ninh Quốc gia địa khu. Trưởng phòng Phạm, việc này anh xem có thể cùng Giám đốc Sở Ngư trên tỉnh bàn tính lại hay không, nhanh chóng kết án. Công ty Vũ Thánh đích xác gặp khó khăn, hơn nữa, công ty con của Vũ Thánh ở Đức Bình cũng có một ít cống hiến đối với kiến thiết của địa khu. Hơn nữa, quốc lộ La Thủy sắp khởi công, nên không thể tiếp tục tình trạng bị phong tỏa. Lãnh đạo địa khu cũng có sự đánh giá rất tốt đối với bọn họ. Lần này Vũ Thánh bị người hãm hại, lãnh đạo địa khu cũng khá sốt ruột, còn không phải thế, ngày hôm qua đã có hai lãnh đạo đến chỗ tôi, gánh nặng tôi mang trên người này, thật nặng, ha ha. Cục trưởng Uông mỉm cười, cũng phối hợp với Hầu Tổng nói. Kỳ thật đó là bởi vì Hầu Tổng cùng con trai Uông Dương của Cục trưởng Uông có quan hệ thân thiết, thông qua Uông Dương mới có thể thông tới cửa của Cục trưởng Uông. Hơn nữa việc này cũng đã điều tra rõ. Đích xác không quan hệ gì đến công ty Vũ Thánh, cho nên, cục trưởng Uông mới dám ra mặt nói giúp Vũ Thánh. Bằng không, mặc dù Uông Bố Xuân có 10 cái đầu, y cũng không dám dối rắm. Thân là cục trưởng Cục An ninh Quốc gia địa khu Đức Bình, y biết rõ tầm quan trọng của an toàn quốc gia. Thân vốn là một lão thành của Cục An ninh Quốc gia, từng công tác vài thập niên nơi đó, y cũng biết rõ rốt cuộc bên trong nặng nhẹ đến mức nào, hơi có chút bất cẩn. Có khả năng sẽ chìm đắm vào nơi vạn kiếp bất phục. Trong vòng 2 ngày phải hoàn thành mọi trình tự, cái này không có khả năng. Cục trưởng Uông, anh là lão thành của Cục An ninh Quốc gia, cũng biết tỉnh xử lý án này. Phải thông qua nào là nhất thẩm, tái thẩm, tam thẩm, tứ thẩm rồi mới có thể thông qua, huống chi, ngày mai là thứ 6,
tôi nghĩ muốn cùng đại ca đi Ma Xuyên dạo một vòng. Nghe nói Ma Xuyên sơn nước hữu tình. Phạm Cương xoay sang Diệp Phàm nói. Ha ha, thằng danh này nếu bận việc chính sự thì đừng đến, sang năm hãy đến, gần đây anh cũng không rảnh. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Đại ca, anh bận gì mà chủ nhật cũng không nghỉ ngơi? Có phải sợ em đây đến Ma Xuyên sẽ ăn đến mức anh bị nghèo luôn có phải hay không? Ha ha ha. Phạm Cương bật cười ha ha, cùng Diệp Phàm người diễn người tấu, đương nhiên, cả hai diễn khá tự nhiên, đến cục trưởng Uông là một tay già đời cũng nhìn không ra. Thật có chút sợ, cậu cho là đại ca đây với chức chủ tịch huyện dễ làm lắm sao, gần đây phải chạy vạy khắp nơi, xin xỏ chút tiền về chuẩn bị sửa đường. Trước Tết phải tu sửa xong con đường núi Thiên Sa, bằng không, đợi sang năm thì sẽ phải kéo dài đến tháng 5 tháng 6, Ma Xuyên đợi không nổi. Nếu cậu thực muốn đi, anh sẽ gọi chủ nhiệm nông dẫn cậu đi dạo vài vòng, anh thì không có biện pháp nào dẫn cậu đi tham quan rồi. Diệp Phàm thở dài, giả vờ y như thật. Bỏ đi, đại ca không rảnh hôm khác em lại đến, về tỉnh trước. Phạm Cương có chút buồn bực lắc lắc đầu, cau nhau một tiếng, một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Hầu Tổng lúc này tự nhiên quét qua Diệp Phàm, sau lại quét nhìn Phạm Cương, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Hầu Tổng, trưởng phòng Phạm dường như rất tôn trọng đại ca của mình là chủ tịch huyện Diệp, họ hẳn không phải là anh em ruột chứ. Trong phòng làm việc của Hầu Tổng, Triệu Phi Hoa nói. Khẳng định không phải, nghe trưởng phòng Phạm nói quan hệ của bọn họ rất thân thiết, do trước kia tên chủ tịch huyện Diệp này có giúp y nhiều việc. Hầu Tổng vẻ mặt buồn bực đáp. Hầu Tổng, làm sao bây giờ? Nghe nói trưởng phòng Phạm buổi chiều sau khi nghỉ ngơi sẽ trở về tỉnh thành, nếu y đi, chuyện của công ty chúng ta không biết sẽ bị đẩy đưa đến bao giờ, công trình của quốc lộ La Thủy không cho phép kéo dài. Triệu Phi Hoa cũng nhíu mày, đột nhiên nói. Nếu không nhờ sếp Lý bên tổng công ty nói một tiếng, ông ấy ở tỉnh, nên quan hệ cũng tốt hơn, rõ ràng có thể nhờ Sở An ninh quốc gia trực tiếp nhúng tay. Không thể, Sở An ninh quốc gia là nơi càng không dễ tiếp xúc. Vừa rồi cục trưởng Uông cũng có nói qua rồi, nói là lần này chuyện của công ty chúng ta chủ yếu là do trưởng phòng Phạm chủ đạo, y cũng không tiện nhúng tay. Nếu y qua mặt trưởng phòng Phạm trực tiếp liên hệ với phó giám đốc Sở Ngư, tuyệt đối sẽ khiến trưởng phòng Phạm tức giận. Nếu người này bởi vậy vậy mà thấy bị vướng chân, hạ độc thủ với công ty chúng ta thì càng phiền toái. Có nhiều việc, huyện quan không bằng quan địa phương. Đến lúc đó trưởng phòng Phạm kia chỉ cần điều chỉnh kết quả điều tra chút xíu thôi thì công ty chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức. Bị tiếp tục đóng cửa, về quê bán khoai lang là chắc luôn. Hầu Tổng vẻ mặt buồn bực không yên, hít một hơi mắng. Cửa này không được cửa kia cũng không xong, xem ra chỉ còn cách ra tay từ đại ca y thôi. Anh muốn nói phải mở đường từ chỗ chủ tịch huyện Diệp, nhưng chúng ta và chủ tịch huyện Diệp không thân lắm, chẳng qua vừa rồi chỉ ăn một bữa cơm. Người này, trên bàn rượu chỉ pha trò, ăn xong chùi miệng, ai biết hắn có còn nhận ra chúng ta không? Triệu Phi Hoa hơi ủ rũ nói. Không biết cũng không quan hệ gì, qua lại một chút sẽ biết. Hắn hẳn sẽ không chê tiền chứ? Hầu Tổng lạnh lùng cười nói. Chê tiền ít, đúng rồi. Hắn không phải đang chuẩn bị một khoản tiền sửa đường sao? Vậy sao chúng ta không? Triệu Phi Hoa kia đồng tử đột nhiên mở to ra, trên mặt có chút vui mừng. Bỗng, cô này lại có chút đau lòng, nói. Phỏng chừng ít thì người ta không để ý đến chúng ta. Chuyện này liên quan đến an toàn quốc gia, hắn có dám nhúng tay vào hay không còn khó nói lắm. Dù sao tiền kia cũng là cấp cho để sửa đường, hơn nữa. Mũ quan trên đầu hắn trong mắt hắn tuyệt đối phải quan trọng hơn tiền. Không có mũ thì còn kiếm được tiền sao? 500 ngàn có đủ hay không? Cô nói xem, Phi Hoa. Hầu Tổng liếc nhìn trưởng ban quan hệ xã hội Triệu Phi Hoa, ánh mắt lướt ngang bộ ngực đẫy đà trước mặt, hắn giọng cười nói. Đối với Triệu Phi Hoa, kỳ thật Hầu Tổng cũng có chút ngứa ngáy, tuy nhiên, Triệu Phi Hoa này, tuy nói trong nhà gia cảnh cũng bình thường, nhưng nhân cách có vẻ rất khá. Hầu Tổng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội xuống tay. Đương nhiên, Hầu Tổng cũng không phải loại quỷ háo sắc, nên cũng không dùng sức mạnh. Chinh phục phụ nữ, y trước giờ vẫn dùng thủ đoạn, dùng chân tình, tiền tài tài vật chinh phục. Tuy nhiên, Triệu Phi Hoa thuộc dạng mềm rắn không ưa, Hầu Tổng đành thở dài bất đắc dĩ buông tha. Bởi vì cô này đích xác rất ưu tú, Hầu Tổng cũng không nỡ để nhân tài ưu tú bị mình dọa cho sợ mà bỏ chạy.
dù sao kiếm tiền mới là việc chính, có tiền lo gì không có nữ nhân. Trước kia bằng hữu của Hầu Tổng hay nói giỡn là y đến trưởng ban Triệu cũng không tóm được và đủ thứ khác, Hầu Kim An chỉ tự đắc cười nói. Bố mày là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, thỏ không ăn cỏ gần hang. 500 ngàn, quá nhiều rồi, phỏng chừng 200 ngàn là được. Đối với Ma Xuyên mà nói, 200 ngàn đã là khoản tiền lớn. Triệu Phi Hoa nghiêng người, đem bộ ngực tránh khỏi tầm mắt đáng khinh của Hầu Tổng kia. Ha ha, 200 ngàn quá ít, phải nặng tay một chút. Công ty chúng ta một tháng tổn thất đến mấy chục triệu, số tiền ấy bỏ ra cũng đáng. Hơn nữa, tiền này là cho vào túi riêng của chủ tịch huyện Diệp, không phải cấp cho Ma Xuyên. Cô có cho Ma Xuyên nhiều tiền hơn nữa mà người ta không cho vào hầu bao riêng được thì họ cũng sẽ không giúp cô. Giao tình cùng nhà nước và tư nhân cả hai không thể nhập làm một. Cô lập tức mang tiền mặt đến chỗ chủ tịch huyện Diệp nghỉ ngơi dạo một vòng xem sao. Chúng ta phải chắc chắn mới được, tranh thủ trước khi trưởng phòng Phạm quay về Thủy Châu giải quyết cho xong việc này. Bằng không, lại bị dây dưa. Hầu Kim An thản nhiên cười cười. Mang tiền mặt, không được tốt lắm, người ta không thân với chúng ta, chưa từng qua lại, hắn phỏng chừng không dám nhận. Hay là đem cái bình lưu ly của công ty theo thử xem sao. Nghe nói đó là cổ vật thanh triều thời Khang Hy, cũng đáng giá 5-600 ngàn, hơn nữa rất đẹp, hiện tại các vị cán bộ đều rất thích loại này, không sợ lộ. Về phần đưa tiền mặt, về sau nếu công ty chúng ta có việc cần qua lại cùng Ma Xuyên thì nói sau. Triệu Phi Hoa ra ý kiến rất hay. Chương 824, hậu quả. Diệp Phàm đi bệnh viện thăm Bí Thư Chu. Chủ tịch huyện Diệp. Chuyện của Ma Xuyên giao cả cho cậu. Cái khác tôi không nói, trước mắt cần khẩn trương tu sửa cho xong con đường núi Thiên Sa, bằng không, khách đến huyện sẽ bị dọa chạy hết. Quách Tân Bình, bố mày sẽ không để cho mày yên. Nói gì cũng phải tranh thủ, chủ tịch huyện Diệp, kinh tế vẫn quan trọng, chúng ta phải đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu mới được. Không dẫm nát Hồng Sa Châu dưới chân, ông đây có chết cũng không nhắm mắt. Chu Phú Đức xem ra rất giận, không ngại tuôn ra lời thô tục. Bí thư Chu, phỏng chừng lần trước khi tôi lên cục giao thông địa khu xin cấp tiền mà không được chắc do Quách Tân Bình kia ở giữa phá rối. Nghe nói y có thân thích ở sở giao thông tỉnh đảm nhiệm chức trưởng phòng tài vụ. Lần này tôi đi cục giao thông địa khu, cầu ông nội khấn bà nội, may mắn là cục trưởng Ngô kia còn dùng được, cho được mấy trăm ngàn. Xem ra Hồng Sa Châu đã bắt đầu động thủ với huyện Ma Xuyên. Chúng ta cũng không nên bị động mãi. Y chơi ngầm thì chúng ta cũng đốt chút lửa cho bọn chúng nếm thử mới đúng. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Hừ, khẳng định là Quách Tân Bình phá rối. Lý Chiêm Cường sắp về hưu, phỏng chừng sẽ không dính dáng vào. Nếu phải chơi, chúng ta theo chúng chơi tới cùng, tôi không tin không chơi lại huyện của chúng. Chu Phú nước mặt âm trầm, tay bị thương đặt lên trên giường bệnh. Ừ, về sau chúng ta chú ý chút là được, phải đề phòng Hồng Sa Châu một chút. Lần này chuyện cũng rất kỳ quái, huyện chúng ta khẳng định có người đem khách Nhật Bản báo cho Hồng Sa Châu Quách Tân Bình, hơn nữa tin tức rất nhanh. Phỏng chừng tôi vừa biết thì bên kia Quách Tân Bình cũng đã biết, bằng không, bọn họ sao chuẩn bị đầy đủ như thế. Nghe nói còn có vài thiếu nữ người dân tộc đứng trong rừng trúc, mặc trang phục truyền thống khiêu vũ. Cho nên AOI mới quyết định đến xem. Diệp Phàm mặt nhăn lại, nghiêm mặt nói. Mẹ nó, đáng xấu hổ cho dân Hán gian. Quân bán nước. Chu Phú Đức mắng, Diệp Phàm trong lòng rất muốn cười, hai huyện tranh chấp chút chuyện rách, từ miệng Chu Phú Đức không ngờ toát ra câu, quân bán nước. Tra ra mọi thứ, tóm được tên này, mố mày nhất định lột ra làm trống cho chó ăn. Chu Phú Đức ở trong phòng bệnh nói mà như giống, tới mức y tá phải đẩy cửa đi vào kiểm tra, sợ đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp bên trong. Diệp Phàm mới vừa đi khỏi, Chu Phú Đức cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chủ tịch địa khu Vương, thằng danh Quách Tân Bình này cũng quá lắm. Không ngờ giảm hớt tay trên khách của Ma Xuyên chúng tôi, lần này tốt rồi, kêu chúng tôi làm thế nào. Lão Chu, anh lần này xử lý sự tình cũng quá kích động rồi, không ổn tí nào. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung nhẹ nhàng thở dài một hơi, Chu Phú Đức đi theo y đã nhiều năm, hai người quan hệ khá tốt. Tôi biết là mình có kích động một chút, tuy nhiên, nói thế nào thì Quách Tân Bình cũng không nên như vậy làm. Hắn bất nhân thì tôi bất nghĩa, giận chết điếng cả người. Chu Phú Đức cảm thấy trong lòng đang bị đè nén, trên người bị thương nhưng lại không có cảm giác đau, vì trong lòng khó chịu,
không phun ra những lời như vậy sẽ không vui. Đây là cạnh tranh tàn khốc trốn thương trường, lão Chu, anh chỉ nhìn thấy tranh đấu hắc ám trốn quan trường, rất ít cảm nhận được sự cạnh tranh tàn khốc của thương trường. Kỳ thật, thương trường với quan trường sự cạnh tranh khốc liệt không khác gì nhau, có khi vì ích lợi của công ty mình, bọn họ cái gì mà không làm được. Lấy ma xuyên của các anh cùng Hồng Sa Châu mà nói, đồng chí Diệp Phàm ở lễ nhậm chức phát đại ngôn trong 2 năm sẽ giúp huyện mình đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu. Còn Hồng Sa Châu, tất nhiên không muốn bị các anh hạ bệ, bọn họ đương nhiên phải phản kích. Từ việc bọn họ lôi kéo khách người Nhật Bản là có thể nhìn ra, việc này có sự cạnh tranh rất kịch liệt. Cái này, thuộc loại cạnh tranh bình thường, chỉ là do ma xuyên các anh phản ứng quá chậm. Có lẽ do đồng chí Diệp Phàm có chút tham công. Nếu sớm đem việc này báo cho địa khu, do phòng xúc tiến đầu tư địa khu ra mặt tiếp đãi khách Nhật Bản là AOI, thì không gì phiền toái khó giải quyết cả. Vương Triều Trung cũng không biết mang tâm tư gì, đánh ngược một trận, hướng sự chú ý của Chu Phú Đức lên Diệp Phàm. Hừ, báo cáo địa khu, chúng mày không phải là Hồng Sa Châu thứ hai mới là lạ. Phòng xúc tiến đầu tư địa khu đã biết là có khách đến Ma Xuyên, các anh tự mình lôi đi còn chê ít. Xem ra chủ tịch địa khu Vương trong lòng hơi thiên hướng về Hồng Sa Châu. Chu Phú Đức thích nói lời thô tục, cũng không có nghĩa là y ngu ngốc, ngược lại hoàn toàn tương phản, y không ngu, từ trong lời nói của chủ tịch địa khu Vương cũng nghe ra một chút, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Miệng căm giận nói, chủ tịch địa khu Vương, Quách Tân Bình người này quá đáng không riêng gì việc này không thôi, hình như nghe nói y còn đến cục giao thông địa khu động tay động chân vào. Có việc này, hẳn là không có khả năng đâu, các anh đều là huynh đệ cả, cạnh tranh cùng tiến là bình thường. Sao có thể ở sau lưng phóng giao chứ? Lão Chu, những chuyện không căn cứ này anh đừng dễ tin. Chủ tịch địa khu Vương miệng hiên ngang lẫm liệt, trong lòng thì kinh hãi, âm thầm suy nghĩ nói, quái, lần trước lão Ngô ở cục giao thông nói là Quách Tân Bình tìm y, điều kiện là gã đi sở giao thông tỉnh xin một khoản tiền, đổi lấy việc cục giao thông địa khu trong 2 năm không cấp cho huyện Ma Xuyên một phân tiền kinh phí sửa đường nào. Việc này sao lọt vào tai Chu Phú Đức? Ngô Bạch Khai tuyệt sẽ không đem những việc thế này truyền ra, khác nào tự mình đánh vào mặt mình, về Quách Tân Bình, lại càng không, việc này thật đúng là quỷ dị. Chẳng lẽ cục giao thông có quỷ? Ai nói không chứ, chủ tịch địa khu Vương, anh hãy nghe tôi nói. Mấy ngày hôm trước tôi đến cục giao thông địa khu đòi tiền, kết quả cục trưởng Ngô nói là toàn bộ kinh phí của năm nay cục giao thông địa khu đã dồn cả cho quốc lộ La Thủy, một phân tiền cũng không có. Hơn nữa còn nói. Đây là phương hướng lớn gì đó của lãnh đạo địa khu. Sau đó tôi lại đi tìm phó chủ tịch địa khu cha, y cũng nói như vậy. Tôi còn tưởng thật, cho nên liền trở về huyện. May mắn là anh sau đó rút ra 300 ngàn từ quỹ của chủ tịch địa khu cho tôi, bằng không, tôi không biết nhét cái mặt già nua này vào chỗ nào. Dù sao chủ tịch huyện Diệp gần đây có mang về 5 chiếc xe cảnh sát từ tay cục trưởng Lâm của cục công an, 5 chiếc đó cũng phải mất cả triệu mới có thể mua được. Hơn nữa, lần trước chủ tịch huyện Diệp đề nghị trước Tết phải đại tu quốc lộ Thiên Tường, tôi cũng tỏ thái độ ủng hộ. Ở huyện mỗi ủy viên thường vụ bỏ ra 100 ngàn, tôi bỏ 300 ngàn. Sau đó Thiết Đông của thị trấn Thanh Sơn nói bỏ ra 200 ngàn, chủ tịch huyện Diệp cũng há mồm nói bỏ thêm 250 ngàn. Bí thư Trang không phải cho Diệp Phàm 300 ngàn phí thuốc nổ sao, cho nên, tôi cảm thấy việc này rất mất mặt. May mà chủ tịch địa khu Vương Anh còn cho tôi vớt phát lại được chút mặt mũi. Tuy nhiên, hôm nay chủ tịch huyện Diệp lại đến chỗ lão Ngô, lão Vương cho 600 ngàn. Cho nên, tôi mới biết được lão Ngô lần trước nói gạt tôi, sau đó đi nghe ngóng thêm từ địa phương khác, mới biết được hóa ra là Hồng Sa Châu Quách Tân Bình ở giữa giở trò. Thằng danh này không ra gì cả, vừa rồi chủ tịch địa khu Vương Anh cũng đã nói, Ma Xuyên và Hồng Sa Châu đều là huynh đệ tốt, cạnh tranh cùng tiến là bình thường. Nhưng Quách Tân Bình ở sau lưng giành mất khách của chúng tôi, phía trước lại hạ độc thủ ngăn không cho chúng tôi xin được kinh phí từ cục giao thông địa khu. Thế này thì Chu Phú Đức tôi tuyệt đối không nhịn được, xin chủ tịch địa khu Vương ủng hộ công việc của tôi một chút, có thể từ nhiều phương diện rút ra chút khoản tiền ủng hộ huyện Ma Xuyên, tôi nhất định phải trợ giúp Diệp Phàm vượt qua Hồng Sa Châu. Đây không phải trò chơi, tên Quách Tân Bình này. Chu Phú Đức tức giận không ngừng, thiếu chút nữa la lớn lên. Xem ra Chu Phú Đức tính tình bướng bỉnh đã bị người bên Hồng Sa Châu chọc cho kích phát rồi, khơi dậy sức mạnh trong y, phải cùng Hồng Sa Châu so tài một phen. Với mình mà nói đây cũng không phải là một chuyện tốt, cả
cái mình cần chính là Chu Phú Đức mày chẳng những không giúp Diệp Phàm, hơn nữa còn phải làm trạch hướng quật khởi và phát triển của hắn. Sự kiện hai huyện quần ẩu lần này khiến gặp phải phiền toái mới rồi. Việc này mình lại không thể ở bên ngoài bày rõ cho lão Chu ngơ ngẩn này được, mày giúp Diệp Phàm, chính là giúp Trang Thế Thành. Vương Triều Trung mình và Trang Thế Thành lại như nước với lửa. Sao có thể để thằng danh mà gã đưa từ Mặc Hương tới làm loạn cho được, Vương Triều Trung mình còn ngồi đây làm cái quái gì? Lão Chu ơi lão Chu, lại cho ông một lần cơ hội. Vương Triều Trung trong lòng âm u nghĩ, miệng thì khuyên nhủ. Lão Chu, đem tầm mắt nhìn xa chút đi, Ma Xuyên chỉ là cái địa phương nhỏ, không đáng để vì một chút việc nhỏ mà khiến mình tức giận. Diệp Phàm muốn vác đá cứ cho hắn vác là được, hắn có thể làm ra thành tích thì hắn hưởng. Lần này địa khu cùng hắn ký cam kết, nếu trong 2 năm có thể vượt qua Hồng Sa Châu, thành tích kia không nhỏ. Lão Chu, anh ngàn vạn lần đừng may áo cho người khác. Vương Triều Trung mịt mờ nhắc nhở Chu Phú Đức. Lời của chủ tịch địa khu Vương thực hơi khó hiểu, y là chủ tịch địa khu, đảm nhiệm sự phát triển của toàn bộ kinh tế của địa khu. Nhưng sao từ giọng điệu của y, mình có cảm giác giống như y không hy vọng Ma Xuyên được quật khởi, không hy vọng Diệp Phàm thật sự làm ra thành tích đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu. Chương 825, khi chủ tịch địa khu Vương so đo. Chẳng lẽ y không vui khi thấy vậy sao? Người dân Ma Xuyên giàu có, địa khu cũng bỏ được gánh nặng. Tổng chỉ tiêu của kinh tế địa khu cũng có thể nói nước lên thì thuyền lên, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó? Chu Phú Đức nhất thời không hiểu được, không nghĩ tới mảng Trang Thế Thành với y có sự cạnh tranh. Hơn nữa, giờ phút này Chu Phú Đức đã sớm bị Hồng Sa Châu quần ẩu đánh cho đỏ mắt, làm sao có thể đi bận tâm về phương diện kia? Phỏng chừng là mặc dù có thể cảm nhận được ý tứ của chủ tịch địa khu Vương thì cũng sẽ không làm theo. Chu Phú Đức là loại nhân tài bá chủ, rất cứng đầu. Nói đến ân đền oán trả, nhiều rối rắm khiến y không rõ, nhưng không có nghĩa là y ngu, chỉ có điều y nhất thời chưa rõ mà thôi. Chủ tịch địa khu Vương, cái này tôi cũng hiểu được. Huyện Ma Xuyên sẽ toàn lực khống chế, tuyệt không cho Diệp Phàm ngóc đầu lên. Hắn muốn phát triển kinh tế tôi toàn lực ủng hộ, vì làm ra thành tích, tôi với thân phận bí thư huyện ủy, không phải công to thuộc về tay mình sao. Hy vọng anh có thể ủng hộ tôi, Diệp Phàm xin được 600 ngàn. Anh có thể cấp thêm chút ít hay không ủng hộ núi Thiên Sa sửa đường. Tin rằng chủ tịch địa khu Vương cũng không muốn nhìn thấy người dân Ma Xuyên gặp cảnh khốn cùng. Mặc kệ nói như thế nào, cùng Quách Tân Bình có ân oán ra sao, Ma Xuyên, phải đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu. Chu Phú Đức lại biểu lộ thái độ, hơn nữa giọng điệu càng kiên quyết hơn. Chu Phú Đức ơi Chu Phú Đức, thằng danh này đầu óc bị lợn ăn rồi có phải hay không? Thật muốn làm hỏng đại sự của tao sao? Bên trong sự tình trùng trùng, sao mày hiểu hết? Không riêng gì một Ma Xuyên và Hồng Sa Châu, mà liên quan đến bố mày cùng Trang Thế Thành, cả hai đang đối đầu. Ai mạnh thì có thể vững bước khống chế thế cục Đức Bình. Trang Thế Thành hiện tại bị bố mày đè nặng, bí thư địa ủy thì sao bằng bố mày đây? Chủ tịch địa khu, y chẳng lẽ không muốn, mày đúng là ngu ngốc, sao có thể hiểu được? Ánh mắt nhỏ hơn cả lỗ kim, chỉ nhìn chằm chằm cái huyện rách Ma Xuyên. Nhìn chằm chằm vào chút ân oán với Quách Tân Bình. Chủ tịch địa khu Vương nghĩ thầm trong lòng, hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng gì với Chu Phú Đức, cứ thế ngắt điện thoại. Thằng nhãi này ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, thật lâu sau, một quyền đấm lên mặt bàn, thì thào lẩm bẩm, Chu Phú Đức, nếu mày vẫn khăng khăng một mực như vậy, thì đừng trách bố mày không nể tình. Mày nếu quyết tâm ủng hộ Diệp Phàm, chính là đối nghịch cùng bố mày, vậy thì mày phải chuyển địa bàn rồi. Tuy nhiên, Ma Xuyên là địa phương đặc thù, phỏng chừng Trang Thế Thành phái Diệp Phàm đi cũng là có thâm ý sâu sắc. Nếu chuyển Chu Phú Đức đi rồi, người kế nhiệm của hắn lại là một vấn đề càng phiền toái hơn. Chủ tịch địa khu Vương đang suy xét chuyện này. Lại châm thêm một điếu thuốc, đầu óc như tỉnh táo ra, chủ tịch địa khu Vương vội vàng dụi điếu thuốc trên tay. Thằng nhãi này miệng lẩm bẩm nói, Ngô Bạch Khai lần này biểu hiện có chút khác thường, nếu Quách Tân Bình đã đánh tiếng trước với y. Phỏng chừng cũng cho y một chút ích lợi. Vì sao nói phản bội là phản bội, chẳng lẽ việc Chu Phú Đức cùng Hồng Sa Châu quần ẩu khiến cho Ngô Bạch Khai lương tâm cắn rứt cho nên phản bội, bằng không, sao bỏ 600 ngàn ra cấp cho Diệp Phàm? Cái này không có khả năng, Ngô Bạch Khai nếu là người có lương tâm thì trên đời này sẽ không có người không có lương tâm. Người này thích đàn bà, chắc không phải là Diệp Phàm hắn nắm được điểm này rồi chứ.
Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến cho lão Ngô đồng ý xuất ra khoản tiền nhiều như vậy cho tiểu tử họ Diệp? Đưa tiền cho hắn, Diệp Phàm không có khả năng lấy được. Sẽ không phải do lão Ngô động tâm chứ, muốn đầu quân cho Trang Thế Thành bên kia, cái này hẳn là không có khả năng. Chủ tịch địa khu Vương như muốn bể não khi đưa ra đủ mọi giả thuyết. Nghiền ngẫm hồi lâu cũng không ra, tuy nhiên, chỉ ít có một điểm, đó là ở trong lòng chủ tịch địa khu Vương, quan hệ giữa y và Ngô Bạch Khai đã có một vết nứt. Chủ tịch địa khu Vương khi biết Ngô Bạch Khai cấp cho Diệp Phàm 600 ngàn thì cũng là lúc mối giao tình nhiều năm giữa ông ta và Ngô Bạch Khai xem như có sự rạn nứt. Ngô Bạch Khai tất nhiên là không thể tưởng được chỉ bởi vì mình nhất thời bị Diệp Phàm giả vờ không cẩn thận cho nhìn thấy tấm danh thiếp của Tống Sơ Kiệt, khiến bản thân rộng rãi cấp cho hắn một khoản tiền này lại khiến cho quan hệ giữa chủ tịch địa khu Vương với y nảy sinh rạn nứt, nếu biết thì Ngô Bạch Khai thật sự đã suy xét tới mức độ nặng nhẹ rồi. Tuy nhiên, lão Ngô tuyệt đối sẽ quan sát Diệp Phàm trước một thời gian, đợi đến khi có thể chứng minh Diệp Phàm đích xác có quan hệ với trưởng ban Tống ở tỉnh thì lão Ngô mới có thể vứt bỏ chủ tịch địa khu Vương chuyển sang nịnh nọt Diệp Phàm. Buổi sáng lão Ngô nhất thời đầu óc có chút lâng lâng, hiệu quả của tấm danh thiếp kia vẫn chưa tan, thêm nữa là quà đặc biệt mà Diệp Phàm tặng. Cả hai phương diện kết hợp lại, không thể không khiến cho Ngô Bạch Khai trong nháy mắt ra quyết định, cấp gấp cho Diệp Phàm một khoản tiền. Trong nhà khách Lan Quế Phường, chủ tịch huyện Diệp, đây là do Hầu Tổng bảo tôi đưa tới. Nói là tuy quen biết chủ tịch huyện Diệp không lâu, nhưng cảm thấy khá thân thiết, muốn cùng chủ tịch huyện Diệp kết giao bằng hữu, tin tưởng rằng chủ tịch huyện Diệp nhất định sẽ không ngại thêm một bằng hữu nữa chứ. Triệu Phi Hoa đến với bộ trang phục màu xanh nhạt trên người nhìn có vẻ rất đoan trang, mềm mại. Vô công không dám nhận lộc, con người của Hầu Tổng khá tốt, rất hay nói, cũng rất hài hước. Kết giao bằng hữu rất tốt, lễ này tôi không thể nhận. Diệp Phàm bật cười ha hả, mắt liếc nhìn chiếc bình tinh xảo kia, cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, tôi không có ý gì khác, Hầu Tổng nói chỉ muốn kết giao bằng hữu. Hơn nữa, chiếc bình ngọc tịnh bằng ngọc lưu ly này cũng bình thường thôi, ngoại hình hơi đẹp mặt chút thôi. Triệu Phi Hoa cũng đánh tâm lý nói. Ôi, thật không, tôi muốn tìm hiểu một chút. Chiếc bình truyền thuyết trong tay của Quan Âm Bồ Tát chính là cái này. Diệp Phàm vẻ mặt vờ kinh ngạc, giống như rất có hứng thú vậy. Vậy được rồi, tôi thuận tiện sẽ giới thiệu một chút về nó cho chủ tịch huyện Diệp biết. Triệu Phi Hoa cười, nhẹ nhàng mở hộp quà tặng ra. Hình dạng chiếc bình không khác gì cái trong tay của Quan Âm Bồ Tát, chỉ có điều đây là bình sứ, trên thân bình hoa văn tinh xảo, không một chút tì vết nào, toàn bộ mặt sứ trơn bóng. Trên thân bình còn có một con rồng xanh cùng một con phụng xanh. Diệp Phàm mở đôi mắt ưng, cẩn thận quan sát, trước kia ở chỗ Phí lão cũng có học được chút kiến thức về đồ cổ. Đương nhiên, cái học được vẫn còn kém lắm, kỳ thật, thằng nhãi này căn bản là không hiểu hết được giá trị của món quà này, nhưng bằng trực giác, cảm nhận được thứ này tuyệt đối là có giá trị xa xỉ, không được 100 ngàn thì cũng 7-80 ngàn. Hơn nữa, Hầu Kim An muốn tìm mình lân la làm quen. Nếu là thứ không có chút giá trị thì y cũng không dám đưa ra. Tuy nhiên, nếu chỉ trị giá có 7-80 ngàn thì Diệp Phàm không có mấy hứng thú. Chợt, thằng nhãi này cố ý cười nói. Quả nhiên đẹp, tuy nhiên, bản nhân lại không cảm thấy có hứng thú. Những thứ bình như ngọc tịnh lưu ly này bình thường giới nhân sĩ bên Phật giáo mới thích siêu tầm. Bản nhân trong nhà cũng không ai tụng kinh ăn chay, giữ lại trong nhà cũng không có nơi cất. Hay là mời trưởng ban Triệu lấy về đi. Quá lãng phí. Triệu Phi Hoa thấy người này không nhận, có chút nóng vội. Đưa tay ra nhẹ nhàng gõ chiếc bình, cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, cái bình này nghe nói có thể là đồ cổ. Lúc ấy Hầu Tổng mua từ một người họ Trương ở nông thôn. Tuy nhiên, rốt cuộc gốc gác ra sao Hầu Tổng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có điều nhớ lại vào năm trước có một đại sư danh xưng Phí Lăng Trần có đến công ty chúng tôi, trong lúc vô tình thấy được nó ở văn phòng Hầu Tổng. Nên rất thích, vuốt ve chiếc bình mà miệng khen không dứt. Tuy nhiên, Hầu Tổng không nhượng lại. Đến sứ Vương Phí Lăng Trần cũng thích, cho thấy giá trị không phải chỉ có 7-80 ngàn, có lẽ phải đến mấy trăm ngàn. Diệp Phàm giật mình nảy ra ý hay, cứ như nhìn thấy cả sấp tiền mặt. Tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn giả vờ chối từ nói. Hầu Tổng đến đại sư kia cũng không chịu nhượng lại, tôi sao có thể không biết xấu hổ mà nhận của Hầu Tổng. Không có việc gì. Hầu Tổng nói là được kết giao bằng hữu với chủ tịch huyện Diệp rất đáng giá, của ít lòng nhiều. Hơn nữa,
đây cũng là nhiệm vụ mà Hầu Tổng giao cho tôi, nếu Chủ tịch huyện Diệp cố ý không nhận, tôi phỏng chừng trở về không biết ăn nói sao, mất việc như chơi. Đã thế tôi còn gì mà ngóng trông, chỉ bằng đập bể chiếc bình sứ này cho rồi. Triệu Phi Hoa từng bước ép tới, trong mắt đầy vẻ khổ sở đáng thương, chớp chớp vài cái. Ôi, tôi là người hay mềm lòng, không thể để người đẹp khó xử, thế, tôi sẽ nhận, bằng không sẽ hại cô mất việc thì ta thấy mình có lỗi rất lớn, ha ha. Diệp Phàm cười, tiện tay lấy ra hộp trà Long Tỉnh mà Ngô Bạch Khai ở cục giao thông vừa tặng, đưa qua, cười nói. Nghe nói loại trà này trước kia được dùng làm cống phẩm, phiền cô giao cho Hầu Tổng, xem như có qua có lại, thay tôi cảm ơn Hầu Tổng. Chương 826, bệnh cũ của Phó Bí Thư Kê 1+2. Hừ, làm quan ai cũng thế, tham quan càng giống nhau. Lúc đầu cho rằng thứ này bằng sứ không đáng giá, chết sống không cần, vừa nghe nói đến nước bình sứ Vương Phí Đại Sư cũng thích, biết là đáng giá, lập tức biến sắc mặt, tiểu nhân ghê tởm quá. Triệu Phi Hoa ở trong lòng khinh bỉ Chủ tịch huyện Tiểu Diệp, nhủ thầm. Cô này cười nhạt như hoa nở buổi ban sơ, nói. Cảm ơn Chủ tịch huyện Diệp, tôi thay Hầu Tổng nhận vậy. Hầu Tổng nghe nói huynh đệ trưởng phòng Phạm của Chủ tịch huyện Diệp buổi chiều nay sẽ về lại Thủy Châu. Ông muốn hỏi trưởng phòng Phạm khi nào thì đi, nhắc nhở tôi đến tiễn trưởng phòng Phạm. Tới rồi, chạy một đường cong, rốt cục cũng vào chủ đề. Cô này, thật đúng là không đơn giản, diễn trò cũng diễn rất tự nhiên. Diệp Phàm trong lòng âm thầm buồn cười, thuận miệng cười nói. Anh ta à, đợi tí nữa sẽ tới đây, phỏng chừng sắp đến rồi. Lời nói còn chưa dứt, ngoài cửa Phạm Cương đã tới, hô to. Đại ca, có đang nghỉ ngơi không đấy? Vào đi, la hét cái gì? Diệp Phàm cố ý tức giận hừ nói. Ơ, trưởng ban Triệu cũng có mặt. Phạm Cương đi vào, vừa nhìn thấy Triệu Phi Hoa, hơi sửng sốt, cười nói. Xin chào trưởng phòng Phạm, Hầu Tổng bảo tôi đến tiễn người. Triệu Phi Hoa khẩn trương đứng lên, cười nói. Phạm Cương, Hầu Tổng rất là khách khí, trưởng ban Triệu còn đặc biệt tặng lễ vật cho tôi. Người ta mở công ty chính là vì kiếm tiền, làm ăn thôi, lợi ít tiền cũng không dễ dàng, sự tình dù sao cũng đã điều tra xong, cậu có thể cố gắng tranh thủ thời gian, giúp cho người ta, vì công ty còn mở cửa kiếm tiền nữa. Tục ngữ nói, tiện cho người cũng là tiện cho mình, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Đại ca, nhưng ngày mai là chủ nhật, lãnh đạo phải nghỉ ngơi, em đến làm phiền bọn họ khác nào tìm phiền phức. Phạm Cương, thằng danh này cũng diễn rất đạt, vẻ mặt vờ khó xử. Ôi, nói cũng phải, làm cấp dưới lại dám vô cớ đi gây sức ép với lãnh đạo, đúng là tìm phiền phức. Diệp Phàm cũng cố ý thở dài, quay đầu nhìn Triệu Phi Hoa hỏi. Nghe nói công ty cô có máy xúc và xe nâng, ô tô tải trọng. Có thể cho chúng tôi thuê vài chiếc hay không? Vài ngày nữa khai công công trình sửa đường núi Thiên Sa cần dùng đến. Đương nhiên, kinh tế Ma Xuyên của chúng tôi không được tốt, tiền cũng có hạn. Lần này là kêu gọi toàn dân đóng góp, tự lực là chính. Tiền thuê xe có thể chiết khấu hay không? Còn dùng từ thuê, trực tiếp gọi bọn họ giúp đại ca vài ngày, dù sao cũng gần cuối năm rồi. Các người không thể ăn Tết mà còn sửa đường chứ? Phạm Cương thuận miệng nói luôn, rất ra vẻ. Được mà, Chủ tịch huyện Diệp khi nào thì cần, cứ liên hệ, công ty chúng tôi sẽ phái người chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến núi Thiên Sa. Triệu Phi Hoa trong mắt vừa chuyển, chợt lại nhíu nhíu mày, nói. Tuy nhiên, số máy móc này của công ty cũng có giá hàng triệu. Hiện tại bị niêm phong cất vào kho, bên trên đều có giấy niêm phong, cái này, chúng tôi cũng không dám tự mình tháo bỏ, vì là phạm pháp. Sau khi nói xong cô này còn mịt mờ quét nhìn Phạm Cương liếc mắt một cái. Là các cậu dán sao Phạm Cương? Diệp Phàm tùy cơ liền hỏi. Không phải, là Cục An ninh Quốc gia Đức Bình dán. Phạm Cương nói. Sao không kết thúc đi, cậu bảo bọn họ gỡ là được. Diệp Phàm cười nói, có vẻ khá thoải mái. Cái này không ổn, ở tỉnh còn chưa có mệnh lệnh, bên dưới không dám động thủ. Phạm Cương vẻ mặt khó xử nói. Thằng danh này, đại ca nói mà cũng không nghe. Như vậy đi, cậu lập tức chạy về tỉnh, xử lý gấp mọi việc. Cho cậu 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian sau anh muốn thấy máy xúc, bằng không, thằng danh cậu phải kiếm vài chiếc đến cho anh, tuy nhiên phải nói rõ, đại ca cậu nghèo, không có tiền thuê. Diệp Phàm có vẻ hống hách, giống như ra mệnh lệnh vậy.
Đại ca, chỉ sợ không ổn. Phạm Cương thiếu chút nữa kêu lên. Không ổn cái đít, đại ca không có thời gian chít chít méo mó với cậu. Hiện tại chỉ còn khoảng 20 ngày là đến Tết. Nếu không khởi công mà đợi tới sang năm thì quá muộn. Cậu đợi được nhưng đại ca cậu đợi không nổi, dân Ma Xuyên đợi không nổi, cứ vậy mà định. Diệp Phàm mắng, có vẻ hơi tức giận. Tất nhiên, Triệu Phi Hoa ở một bên xem náo nhiệt. Cái này, Phạm Cương đứng bất động. Còn chưa cút về Thủy Châu đi, có xem anh là đại ca không, hừ thằng danh này, vài ngày không thấy, thay đổi rồi có phải hay không? Diệp Phàm giống như đang tức giận. Vậy, được rồi, em thử xem, giờ trở về đã. Phạm Cương cau mày, cắn răng một cái, xoay người chào hỏi, bước ra cửa. Tất nhiên, thằng danh này diễn rất giống, nên khó mà phát hiện được. Thằng danh này, cánh cứng rồi, đến lời bố mày nói cũng không nghe. Diệp Phàm nhìn về phía Phạm Cương nhỏ giọng mắng một câu, quay đầu ngượng ngùng cười nói. Trưởng ban Triệu, để cho cô chê cười rồi, ha ha. Không có việc gì, cảm ơn Chủ tịch huyện Diệp, chỉ cần tháo giấy niêm phong, chúng tôi lập tức tổ chức nhân viên kiểm tra máy móc, Chủ tịch huyện Diệp ngài khi nào cần thì chúng tôi sẽ lập tức đưa sang. Triệu Phi Hoa tự nhiên trong lòng cao hứng. Đại ca cũng thật là, diễn trò thôi mà, thế mà mắng mình xối xả, xui xẻo, dính vào chuyện này. Trên xe Phạm Cương trong lòng buồn bực lẩm bẩm. Tức chết bố mày, quận thông đô phó chủ tịch quận Kê Nhất Tiêu ném túi ra lên sofa, đặt mông ngồi xuống ghế xoay, trong lòng hậm hực, rất kích động. Người hầu của y, quyền trưởng phòng giao thông quận Vương Hán trong lòng có chút run sợ đứng ở cửa, không dám đi vào. Bởi vì Vương Hán biết rõ Kê Nhất Tiêu tính tình ra sao, thằng nhãi này bình thường biểu hiện giật nho nhã, với người ở chung lúc nào cũng cười tủm tỉm, hoặc là sắc mặt bình thường tự nhiên, nhìn không ra y nghĩ gì, nhưng Vương Hán cũng biết, thằng nhãi này khi im hơi lặng tiếng là lúc chỉ cho người ta hô mẹ không ngừng. Năm trước, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch quận Thông Đô Trần Trung Minh vì cãi cọ với Kê Nhất Tiêu ở hội nghị thường vụ vì vấn đề tiến hành an bài nhân sự, lúc ấy Kê Nhất Tiêu cũng chỉ mỉm cười, một chút tức giận cũng không có, biểu hiện rất đại lượng. Tuy nhiên, không đến một tháng, Trần Trung Minh đã bị điều đến huyện Quy Nguyên đảm nhiệm chư xê Phó Chủ tịch Thường trực huyện. Tuy nói đều là chức Phó Chủ tịch Thường trực huyện, nhưng huyện Quy Nguyên với huyện Ma Xuyên chỉ cách nhau một ngọn núi, kinh tế, mạng lưới quan hệ, vị trí địa lý và phương diện tự nhiên thì không thể cùng quận Thông Đô so sánh được. Lúc ấy Trần Trung Minh còn chưa biết việc này là do Kê Nhất Tiêu làm, còn tưởng rằng thật sự là do tổ chức cần y đi rèn luyện 2 năm, sau đó sẽ được giao trọng trách. Bởi vì huyện Quy Nguyên có chủ tịch huyện là Cổ Phú Quý sắp đến tuổi về hưu, Trần Trung Minh còn tưởng rằng mình đi xuống đó làm phó chủ tịch thường trực huyện trước, khi nào Cổ Phú Quý về hưu, thì có thể lên nhậm chức chủ tịch huyện Quy Nguyên. Cho nên, đi khi còn cùng Kê Nhất Tiêu thân thiết bắt tay nói lời từ biệt. Sau lại không biết vì sao bị lộ ra chút phong thanh, mới biết được việc này không ngờ đúng là do Kê Nhất Tiêu làm, ứng cử viên sau khi Cổ Phú Quý thoái vị thì địa ủy nơi đó sớm đã có an bài. Tất nhiên, tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết. Vương Hán cũng biết rõ, Kê Nhất Tiêu có bối cảnh hùng mạnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật địa khu Tề Minh Viễn rất thích Kê Nhất Tiêu, bên Ủy ban Kỷ luật, làm quan thì người nào không sợ. Cho nên, quận Thông Đô thậm chí là huyện thị bên dưới, những ai biết rõ biết Kê Nhất Tiêu thì khi nhìn thấy lão Kê đều khiêm nhượng chào hỏi. Điều này, cũng khiến Kê Nhất Tiêu trong lòng phát sinh khiêu ngạo. Vương Hán biết, Kê Nhất Tiêu ở trên tỉnh có người. Phó Chủ tịch tỉnh Kiều Chí Hòa chính là cậu ruột của Kê Nhất Tiêu. Tuy nhiên, đối với tầng quan hệ này, Kê Nhất Tiêu che giấu vô cùng tốt. Phỏng chừng trong quận Thông Đô và địa khu lãnh đạo ngoại trừ Vương Hán biết ra thì những người khó mà biết được. Vương Hán tất nhiên cũng ngẫu nhiên mà có cơ hội mới biết được, bởi vì Vương Hán thường xuyên đến nhà Kê Nhất Tiêu giúp lúc cần, tỉ như lau sàn nhà, tẩy cái bàn, thông cống thoát nước. Năm trước có một lần đang lau sàn nhà, thì vừa đó Phó Chủ tịch tỉnh Kiều đến Kê ra, lúc ấy thiếu chút nữa Vương Hán bị giật hết cả mình. Từ đó về sau, thằng nhãi này quyết tâm đi theo Kê Nhất Tiêu, xem lời của y làm thánh chỉ, thật sự trở thành người hầu trung thành của Kê Nhất Tiêu. Đứng ở cửa để làm chi, đồ vô dụng, đến thằng nhóc cũng làm không xong. Kê Nhất Tiêu nhìn Vương Hán có chút lo sợ bất an liếc mắt một cái, tức giận mắng. Phó Bí Thư Kê, tiền đó thật phải chuyển đến tài khoản của hắn sao? Vương Hán đau lòng, quai hàm run lên, da thịt cứ phập phồng. Cậu nghĩ rằng Kê Nhất Tiêu tôi nói chơi có phải hay không? Không chuyển,
nếu không chuyển cậu bảo Kê Nhất Tiêu tôi cút đi có phải hay không? Lúc ấy ở đó có mọi người, họ Diệp khi nếu rêu rao ra ngoài, mặt mũi tôi còn có thể để vào đâu? Kê Nhất Tiêu tức giận hừ nói, vẻ mặt đau lòng nhìn Vương Hán liếc mắt một cái, hừ nói. Thằng danh cậu cũng vậy, cao to lực lưỡng, không ngờ lại bị thằng danh kia đấm cho thật mất mặt xấu hổ, đến bố mày cũng gặp vạ lây. Tôi cũng không biết tại sao, theo khổ người của tôi, lợn rừng còn chết, địa khu chúng ta có mấy người có thể chịu được cú va chạm của tôi. Ngoại trừ bên công an có mấy người, nơi khác thì. Tuy nhiên, kỳ quái, thằng danh kia hai tay phỏng chừng cũng luyện qua. Chẳng phải thủ hạ của xếp Lâm, xạ thủ thần vệ Dũng kia cũng bị thua hắn sao? Vương Hán vẻ mặt uể oải. Trước kia khá tự tin với khổ người của mình, đánh nhau thì toàn đánh thắng, chưa từng nếm qua thất bại, không thể tưởng được hôm nay gặp phải cao thủ, thằng nhãi này mịt mờ nhìn Kê Nhất Tiêu liếc mắt một cái, đột nhiên nói. Kê ca, nếu không thì em tìm người chỉnh đốn thằng danh kia một chút, bảo đảm hắn 3 tháng không rời khỏi giường được. Dám đối đầu cùng Kê ca, không đánh cho hắn hô mẹ em sẽ không mang họ Vương. Thằng danh cậu vừa rồi cùng hắn đánh cuộc, chuyện này nhiều cán bộ đều hiểu được. Người ta vừa ra khỏi cửa không lâu liền xảy ra chuyện, cậu cho là cục công an bên kia Lâm cục trưởng là dân không có đầu óc hay sao? Giấu đầu lòi đuôi, ngu xuẩn, trong khoảng thời gian này an phận cho bố mày nhờ, đừng đi gieo thị phi. Thằng danh cậu, quyền trưởng phòng còn chưa yên vị, đừng để cho cái mũ khi bị đánh bay mất. Kê Nhất Tiêu giáo huấn, ném điếu thuốc cho Vương Hán, giọng điệu đột nhiên chậm lại, nói. Cậu động não dùm cái, tên kia cũng không đơn giản. Cậu xem, cục công an Lâm Thiên không phải bị hắn chỉnh đốn rất thảm sao? So với tôi, y mất mặt hơn, nhưng thằng danh kia có gặp sự có gì không? Không phải vẫn vui vẻ sống sờ sờ đó sao? Phải ngấm ngầm mà chơi, xếp Lâm không kém hơn tôi đâu. Hơn nữa, hôm nay cục giao thông Ngô Bạch Khai cũng rất tà môn, sao lại đồng ý cấp tiền cho thằng danh kia? 200 ngàn chứ không phải 2 đồng. Bình thường các huyện phía dưới đến đòi tiền. Hôm nay bởi vì cục giao thông địa khu phải dồn khinh phí cho quốc lộ La Thủy, nên sẽ không cấp nhiều, có thể cấp 100 ngàn là nhiều lắm rồi. Thằng danh kia vừa ra tay, Ngô Bạch Khai không ngờ cấp cho 200 ngàn, việc này thật là có chút quỷ dị. Còn nữa, nghe nói thằng danh kia là tướng dưới cờ của nhân vật số 1 địa ủy, Bí Thư Trang tuy nói hiện tại bị chủ tịch địa khu Vương ép tới có chút không thở nổi, nhưng người ta tốt xấu vẫn là nhân vật số 1, ai có thể cam đoan y không trở mình. Chúng ta cẩn thận chút thì hơn, về phần chỉnh đốn thằng danh kia, tất có biện pháp. Không phải là nghe nói thằng danh kia cùng chủ tịch địa khu Vương ký giao ước sao, trong 2 năm phải đuổi kịp và vượt qua huyện Hồng Sa Châu, bỏ đi danh hiệu huyện xếp hạng bét sao. Hồng Sa Châu Quách Tân Bình đã sớm động thủ, ha ha, hôm trước vào buổi tối, Chu Phú Đức không phải bị Hồng Sa Châu quần ẩu, không đánh chết y đã là không tồi rồi. Cho nên, thằng danh kia không vênh váo được vài ngày đâu. Chúng ta sống tốt để nhìn hắn xui xẻo, hơn nữa, lần này chuyện của Chu Phú Đức phỏng chừng nhất thời khó có thể bình yên, Quách Tân Bình nghe nói bị thương khá nặng, hơn nữa rõ ràng mặt mày hốc hác. Hiện tại đã đưa lên tỉnh thành Thủy Châu để mổ, nếu Quách Tân Bình thực bị phá tướng, thân thích của Quách gia ở tỉnh sẽ thờ ơ sao? Chu Phú Đức, phỏng chừng sẽ gặp xui xẻo, ha ha. Kê Nhất Tiêu không thiệt là tên quan giảo hoạt, tin tức linh thông, phân tích rõ ràng. Nghe đến khiến Vương Hán tâm phục. Đột nhiên, thằng nhãi này vỗ đầu chính mình, bất ngờ kêu lên. Kê ca, vừa rồi anh nói là Chu Phú Đức cực kỳ đen đủi, kê ca không phải sẽ có hy vọng sao? Gì mà hy vọng, thằng danh cậu ngơ ngẩn thật sao? Kê Nhất Tiêu bởi vì là người trong cuộc, nhất thời không nghĩ ra gì. Chính là cái kia kìa. Vương Hán nóng nảy, đứng lên, chạy ra ngoài đóng cửa lại reo lên. Cái kia kìa là cái gì, thằng danh cậu nói mau, không lòng vòng khó chịu. Kê Nhất Tiêu thật đúng là không hiểu được ý tứ của Vương Hán. Kê ca thật không nghĩ tới sao. Vương Hán không dám xác định, bởi vì Kê Nhất Tiêu có khi là đã hiểu nhưng giả bộ hồ đồ. Vương Hán nếu tự cho là thông minh khoe khoang, chắc chắn sẽ ăn đòn của Kê Nhất Tiêu liền. Cho nên, thằng nhãi này kêu lên giống như phản xạ có điều kiện, giơ tay lên bưng kín đầu lại. Nói mau. Cậu muốn bị đánh có phải hay không? Kê Nhất Tiêu lần này là không rõ thật, cho nên tức giận, một chưởng vỗ lên trên bàn, răng nghiến lại. Em nói, anh cũng đừng đánh em. Nếu Chu Phú Đức xui xẻo,
thì vị trí bí thư huyện ủy Ma Xuyên không phải bị trống sao, kê ca anh chẳng lẽ không muốn ngồi vào, tuy nói quận thông đô tốt, nhưng dù sao cũng chỉ làm phó, đi Ma Xuyên làm thổ bá vương tự tại hơn. Hơn nữa, nếu kê ca đi, cũng có thể kéo em qua theo, thuận lý thành trương có thể ngồi trên ghế trưởng phòng giao thông huyện. Quá 1-2 năm, kê ca còn có thể kéo em lên nữa, không chừng lên tới phó chủ tịch huyện. Hơn nữa, kê ca qua đó, đè cho thằng danh Diệp Phàm ngốc đầu không nổi, tức chết thằng danh hắn, ha ha ha. Vương Hán nói tới chỗ đó, thiếu chút nữa cười sái cả miệng. Thằng danh cậu đầu óc quả không ngu ngốc, anh nhất thời thật không nghĩ tới, vị trí bí thư huyện ủy Ma Xuyên của Chu Phú Đức rất tốt, ha ha ha. Kê Nhất Tiêu nhất thời cao hứng, thuận tay liền thưởng cho Vương Hán một trường. Tuy nhiên, lần này là do cao hứng mà đánh. Kê ca, anh lại đánh em. Vương Hán vuốt đầu, vẻ mặt buồn bực, kỳ thật thằng nhãi này giả vờ, tất nhiên là cao hứng. Thằng nhãi này nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, không lâu, từ bên ngoài đi vào một cô nàng, bộ dạng phỏng chừng chỉ độ 20 tuổi. Mặc chiếc sườn xám màu hồng nhạt cách tân, tóc xóa, có vẻ khá tự nhiên. Khuôn mặt có vẻ thản nhiên, thêm chút đỏ ửng, ánh mắt khẽ mỉm cười, môi thoa son ướt sũng, chói lọi. Trước ngực, chiếc sườn xám dùng dây tơ nhẹ nhàng buộc chặt, cặp ngực nặng trịch chĩu xuống, cặp mông căng tròn ôm sát, chiếc sườn xám xẻ tà khá cao, khi đi lại chỗ đó cứ phất phơ kín kín hở hở khiến Kê Nhất Tiêu nhìn mà muốn nổ con ngươi. Ngơ ngẩn rồi, chết đứng rồi sao? Cô nàng nhìn Kê Nhất Tiêu liếc mắt một cái, quyến rũ tới cực điểm. Thằng nhãi này toàn thân chấn động, lập tức, đói hổ vồ dê, tốc độ như gió, cất bước tiến lên, ôm lấy cô nàng, dùng bả vai đóng cánh cửa văn phòng lại, hai người kéo nhau vào trong. Có ai nhìn thấy không? Kê Nhất Tiêu nhỏ giọng hỏi, tay không quên sờ soạng, vội vàng cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc sườn xám trên người cô ả. Anh nhẹ tay chút không được sao, quần áo này em mới vừa ở Thủy Châu mua đấy, nút bị anh tháo bung cả rồi. Cô ả nhỏ giọng oán trách nói, nhìn lão Kê liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng nói. Anh của em ở bên ngoài canh chừng, bây giờ chưa ai đến làm. Hơn nữa, dãy lầu này chỉ có một mình anh làm việc, có ai đến chứ? Cô nàng này kỳ thật chính là em ruột Vương Hán, kỳ thật cũng không phải Vương Hán vì nịnh bợ Kê Nhất Tiêu mà đưa em gái ra làm mồi. Vương Hán người này tuy nói là có chút thô lỗ, nhưng chưa đến mức vô tình như vậy. Lúc trước Kê Nhất Tiêu đến nhà Vương Hán chơi, phát hiện em gái Vương Hán là Vương Mị Hậu, mắt nhìn không chớp. Kê Nhất Tiêu người này chẳng những là tay già đời trốn quan trường, trên tình trường cũng là tay lão luyện. Tất nhiên, sau đó kiên trì không ngừng, một năm sau, rốt cục Vương Mị Hậu cũng trở thành người phụ nữ của y. Nhẹ cái rắm, xé rách lại đi mua, anh đây có tiền. Kê Nhất Tiêu căn bản là không để ý tới, tay tiếp tục xé. Chiếc sườn xám giờ bị mở bung hoàn toàn, nội y bên trong lộ cả ra, tất nhiên, nội y không có nút thắt, Kê Nhất Tiêu quát. Còn không cởi. Ha ha, dùng răng của mình mà cắn, em không cởi. Vương Mị Hậu nhẹ giọng cười, lão Kê này sinh ác độc, dùng răng cắn một cái, thật sự dùng tới răng cắn, tất nhiên, Vương Mị Hậu cũng phối hợp cùng, không lâu, nội y cũng bị răng dưới sự trợ giúp của tay rốt cục cũng mở tung. Lộ ra cặp ngực cao ngất như mây bên trong. Em, một tháng không gặp, chỗ này của em hình như to ra rất nhiều, có phải do nhờ chất dinh dưỡng của anh đây nuôi dưỡng mà to ra hay không? Ha ha ha. Kê Nhất Tiêu đắc ý mỉm cười, đưa miệng cắn vào chỗ đó, giống trẻ con bú sữa, cắn đến Vương Mị Hậu toàn thân run lên, cười khanh khách không ngừng. Vương Mị Hậu càng run Kê Nhất Tiêu càng có hứng, thằng nhãi này rốt cuộc không kìm nổi nữa, bặt bặt vài cái. Vương Mị Hậu lập tức biến thành con dê béo lõa thể, bám dính không rời, hình dung như núi ngang chập trùng, cây cỏ tùm, đào nguyên róc rách. Anh đến đây. Kê Nhất Tiêu một tiếng giống to, súng trường như lên đạn, chuẩn xác, trực tiếp nhằm thẳng trốn, đào nguyên, mà xông vào, luồn lách vào tận sâu bên trong, một trận khiến Kê Nhất Tiêu toàn thân run rẩy, quên cả chính mình. Trong căn phòng bí mật, lập tức, trận chiến của từng thớ thịt được bắt đầu. Âm thanh như chim quyên khóc xuân, như quả buồn thu, cùng với tiếng hồng hộc thở dốc, tất cả sướng vang lên trong căn phòng bí mật. Chỉ có đáng thương cho trưởng phòng Vương Hán, lúc này trong mắt phải mở thật to, đang tuần tra bên ngoài hành lang. Tất nhiên, Vương Hán làm việc này đã được mấy tháng, nên cũng thật sự quen rồi. Tất nhiên, em gái Vương Mị Hậu làm việc này trong phòng cùng phó bí thư Kê số lần cũng không nhiều,
dù sao người ở đây nhiều, không tiện. Bọn họ tất nhiên có nơi bí ẩn riêng. Không lâu, biển yên sóng lặng. Xem ra, phải khẩn trương gọi cho cậu, việc này sớm không ra tay. Phỏng chừng hiện tại đã có rất nhiều người nhìn ngó vào vị trí kia. Kê Nhất Tiêu miệng nhỏ giọng thì thào, nhéo ngực của Vương Mị Hậu một cái, sau mới cầm lấy điện thoại. Xem cô cười rạng rỡ như thế, có phải có tin tức tốt hay không? Tại công ty Vũ Thánh, trong văn phòng Hầu Tổng, Hầu Kim An quét vẻ mặt tươi cười nhìn Triệu Phi Hoa liếc mắt một cái, trêu chọc nói. Chương 827, lý thuyết biến dạng. Xem ra Hầu Tổng rất tinh mắt, biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trưởng phòng Phạm kia trong mắt chúng ta thì vênh váo, đến cục trưởng Uông của Cục An ninh Quốc gia Đức Bình cũng không điều khiển được y, nhưng vừa thấy họ Diệp, giống như chuột thấy mèo. Bị chủ tịch huyện Diệp mắng giống như người hầu, hiện tại đã lên đường chạy về tỉnh xử lý. Chủ tịch huyện Diệp cho hắn 3 ngày kỳ hạn, kha kha. Triệu Phi Hoa mỉm cười, ngực run run, cười đến Hầu Tổng hai mắt nhìn không rời. Thấy Triệu Phi Hoa trừng mắt, quyến rũ nén giận, chợt, thằng nhãi này cố ý sờ sờ mấy sợi râu, nói. Có tiền có thể khiến quỷ say cối, huống chi chủ tịch huyện Diệp là người chứ có phải thánh đâu. Và lại, bắt lấy điểm yếu của đối phương mà xuống tay, chính là chiến thắng căn bản trốn thương trường. Mặc kệ là ai, đều có điểm yếu. Đối với loại người ngạo mạn không chịu nổi như trưởng phòng Phạm mà nói, chủ tịch huyện Diệp chính là điểm yếu của y. Ôi làm quan, không ai tốt, tục khí, tầm thường, hừ. Triệu Phi Hoa nghĩ đến sắc mặt chuyển biến của Diệp Phàm, trên mặt, đầy khinh miệt. Ha ha, Phi Hoa, cô quá khôn sáo rồi đó, người tại giang hồ, thân không thể tự chủ, điểm này cô chẳng lẽ không hiểu, cái này kêu là người thức thời vì dòng chảy lớn, muốn tự mình làm theo ý mình có lẽ cô cũng có thể làm được. Nhưng kết quả chính là bị gạt sang bên cạnh trong chốn quan trường, thế đạo này, người tốt không thọ lâu, tai họa ngàn năm. Cô xem, từ xưa đến nay, đều là gian thần hoành hành, trung thần luôn có kết cục thật đáng buồn. Nếu chủ tịch huyện Diệp thật muốn khư khư cố chấp, giả bộ thanh cao, cuối cùng, không phải bị đá ra ngoài thì cũng bị người ta chèn ép, cả đời thất bại, còn gì mà nói đến thăng quan, ngồi trên vị trí rất cao. Hầu Kim An thản nhiên cười, nói ra một phen đạo lý. Hừ đàn ông các người, đều ngụy biện. Triệu Phi Hoa bĩu môi, tiếp tục khinh bỉ, cười khanh khách nói. Tôi thật ra nhất thời nên quên, Hầu Tổng trước kia cũng từ quan trường đi ra. Cái này người biết rõ hơn ai, khó trách nhìn người rất chính xác. Nhìn người, tôi tất có mắt. Tuy nhiên, cô ngẫm lại xem, nếu chủ tịch huyện Diệp hiện tại chỉ là u nhọt, cô còn có thể thoải mái trở về báo cáo kết quả công tác như thế sao? Chủ tịch huyện Diệp không tồi, nếu hắn là loại đó, ha ha, cái này, Phi Hoa tỷ đã có thể bị. Hầu Kim An đầy thâm ý, không dám nói tiếp, như cười như không như chọc tức Triệu Phi Hoa mất hứng, cô này mặt lập tức đanh lại, hừ nói. Loại người như vậy, tự mình muốn đi, tỉ như loại quỷ sắc. Hầu Kim An mở miệng vui đùa. Miệng chó thôi phun không ra ngà voi. Triệu Phi Hoa điêu ngoa mà văng thẳng một câu vào Hầu Tổng, thằng nhãi này có chút ngượng ngùng nói. Ôi, mình cổ có giá trị 500-600 ngàn, đáng tiếc. Không dừng ở đó, hắn còn muốn xe đào, xe tải, ô tô tải trọng, hắn muốn mượn vài chiếc, mở rộng con lộ núi Thiên Sa. Thật sự lòng người không đủ cho rắn nuốt voi, người này cũng quá tham. Triệu Phi Hoa tức giận nói. Tôi muốn ứng phó trước mắt, đợi bãi bỏ lệnh niêm phong chúng ta sẽ không cần phải để ý đến hắn. Đến lúc đó hắn cũng không có biện pháp gì với chúng ta. Núi Thiên Sa, con lộ rất hẹp, xe chúng ta lớn như vậy, nếu làm không tốt sẽ xảy ra nguy hiểm. Hơn nữa, cho bọn hắn dùng được vài ngày, mấy chiếc xe kia bị tiêu hao quá lớn. Không thể so với những khu đất bằng phẳng, tiêu hao càng lớn hơn. Giống như máy xúc, của chúng ta đều là từ Nhật Bản nhập khẩu về, nếu cho mượn dùng hỏng rồi thì phiền toái. Không ổn, cô cho rằng người ta là giấy bùn chắc, trưởng phòng Phạm nếu lại chỉnh đốn chúng ta thì khổ. Đừng vì vậy mà thua thiệt lớn, hơn nữa, Ma Xuyên nơi đó đích xác quá nghèo, mấy chiếc xe kia cho mượn coi như là làm chút việc thiện đi, con lộ kia, nếu tu bổ xong, cũng sẽ bớt đi vài cô hồn dã quỷ. Hầu Kim An đứng ở trên tầng cao của tòa nhà, hai mắt hướng nhìn về Ma Xuyên, phía núi Thiên Sa mông lung, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không thể tưởng được Hầu Tổng có hảo tâm như vậy. Triệu Phi Hoa đột nhiên cảm thấy Hầu Kim An không riêng chỉ chú trọng lợi ích,
như có một tia ân tình len qua lúc này, đột nhiên cảm thấy thằng nhãi này giống như cao lớn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm kia, cùng so sánh, cảm thấy bộ mặt vừa đáng ghét thậm chí rất đáng giận. Lúc này đây, Diệp Phàm tới Đức Bình Sứ Vương Các, nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phong cách rất khá. Một tòa lầu 4 tầng, chỉnh thể xây dựng hình một chiếc bình sứ lớn, cấu tứ sáng tạo. Ở phía sau, nông viện viện ôm chặt chiếc hộp tinh xảo, tất nhiên là Triệu Phi Hoa đưa cho chủ tịch huyện Diệp Phàm làm lễ vật, nghe nói kêu là bình lưu ly ngọc tịnh. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Tố Khiết, một phụ nữ có bộ dáng khá thanh lịch, có bộ ngực to, đặc biệt rất nặng, trên người mặc y phục màu hồng phấn bước ra. Cô cười khanh khách hỏi. Tiên sinh, tôi là phụ trách lễ tân phí tinh tinh của bổn điếm. Tiên sinh có phải đến giám định bình sứ hay không? Bán hay đổi gì đó? Sứ vương các có đầy đủ hết, từ đường triều đến hiện đại, bách tử bái xuân, bát cổ thông kim, bát tiên quá hải, bát bảo bá vương, tam tinh chiếu nguyệt, vân long bãi thiên, xuyên hoa long khiếu, cửu long phủng châu, cửu long nháo hải, hải thủy vân long, vân hạc sung thiên, đoàn hạc bào kích, vân phượng phi tường, phượng xuyên hoa. Đủ cả các loại cổ vật. Phí tinh tinh kể ra một hơi, thiếu chút nữa khiến đồng chí Diệp Phàm nghe mà phát mệt. Ha ha, tôi là Diệp Phàm ở huyện Ma Xuyên, nghe đại danh đã lâu, nay đặc biệt đến thăm hỏi sứ vương phí đại sư. Diệp Phàm thản nhiên cười, ra dáng cao nhân. Từ Ma Xuyên tới, phí tinh tinh mịt mờ quét qua Diệp Phàm liếc mắt một cái, trong não đang lục lọi trí nhớ, hình như chưa nghe nói qua Ma Xuyên có cái tên Diệp Phàm. Chu Phú Đức thì phí tinh tinh có ấn tượng, bởi vì người ta phỉ khí ngút trời, ở Đức Bình có danh có tiếng. Diệp Phàm bởi vì vừa mới đến không lâu, phí tinh tinh không biết cũng là thường. Tuy nhiên, phí tinh tinh có chút khó xử, sứ vương phí đại sư là ông nội cô, không phải ai muốn gặp là có thể gặp, đừng nói là Ma Xuyên Diệp Phàm tới, cho là phó chủ tịch địa khu ông nội cô cũng chưa chắc đồng ý gặp. Bởi vì phí đại sư có tính tình quái dị, làm ăn ở tỉnh thành có danh tiếng, nên ở Thủy Châu, Đức Bình có rất nhiều người mời phí đại sư giám định. Cái này thì hết thảy các bậc thầy tài giỏi đều có tật xấu, bằng không, sao biểu hiện được phong cách đại sư, hiển nhiên mọi người đều biết có phải hay không. Phí tinh tinh có chút khó xử, nói. Diệp tiên sinh, đại sư bề bộn nhiều việc, nếu muốn gặp ông phải hẹn trước, được sự chấp thuận mới có thể giúp anh giám định đồ sứ. Đây là chủ tịch huyện mới tới của huyện chúng ta. Nông viện viện khẩn trương nói thân phận của Diệp Phàm ra, để có thể khiến cho phí tinh tinh coi trọng. Tuy nhiên, nông viện viện cũng bị thất vọng, phí tinh tinh một chút phản ứng không có, chỉ có chút tò mò mà nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, phỏng chừng là có cảm giác sao chủ tịch huyện mà trẻ tuổi quá đi, đảo mắt không ngừng hơi lộ ra ánh mắt khinh miệt, phỏng chừng là cho rằng Diệp Phàm lại dựa vào bậc cha chú mà đi lên. Chợt cô cười nói, rất xin lỗi, chủ tịch huyện Diệp đến đây cũng phải hẹn trước, tháng trước phó chủ tịch địa khu cha muốn mời phí đại sư giám định một bình sứ. Tuy nhiên, phí đại sư đến bây giờ còn chưa đồng ý gặp y. Phí tinh tinh nói thế đã rõ, người ta phó chủ tịch địa khu cha mà phí đại gia sư cũng chưa chịu gặp, còn anh chỉ là một chủ tịch huyện thì càng không cần phải nói. Lời này nông viện viện nghe ra, có chút tức giận, hừ nói. Có gì giỏi đâu, không phải chỉ là nghệ nhân suốt ngày tay lấm bùn sao? Hừ, cô nàng nhờ bùn mà sống, có ăn học không? Cái gì là nghệ thuật? Cao nhã nghệ thuật Ma Xuyên tới đây, ha ha, thật đúng là phỉ khí khó sửa, không ngờ đem nghệ thuật thanh cao hoa hạ hình dung thành bùn đất, buồn cười. Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi bước tới, vẻ mặt quét nhìn nông viện viện liếc mắt một cái, miệng nghiền ngẫm. Phỉ khí ha ha, phỉ khí cũng không có gì không tốt, cổ đại gọi là lùm cỏ ít nhất cũng xứng ngang với anh hùng. Về phần nói đồ sứ sống, cổ đại không phải là sờ bùn thì là cái gì? Chu Nguyên Chương chính là một anh hùng lùm cỏ, người ta làm hoàng đế, mà muốn làm nghệ nhân đồ sứ bùn, cô thiết xưng là nghệ nhân, chưa phải chuyên môn nặn ra bùn, đốt chế ra cung lùm cỏ cho hoàng đế chơi đùa. Qua nhiều thế hệ, tôi chưa từng nghe nói qua có vị đại sư đồ sứ nào làm hoàng đế, đều là hoàng đế thưởng thức đồ sứ, thợ thủ công đồ sứ vất vả làm việc. Cho nên, phỉ khí cũng không có gì không tốt, so với đồ sứ đại sư nặn bùn mà sống thấp hơn nhiều ít. Diệp Phàm một phen ra oai, thiếu chút nữa nghẹn chết hai người kia, phí tinh tinh đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Cô này miệng nói không ra tiếng, bởi vì cô nhất thời tìm không ra từ ngữ phản bác Diệp Phàm, bởi vì, các đời qua nhiều thế hệ,
đúng là thực không có ai là thợ thủ công mà có thể làm hoàng đế. Lùm cỏ thì khá nhiều, giống Hạng Võ, Chu Nguyên Chương, đều kiêu hùng cả. Ha ha ha, lời bàn cao kiến, phỉ khí cao cấp hơn so với đồ sứ đại sư. Vị này, xin hỏi họ gì? Lúc này, từ cầu thang đi xuống một vị dâu dài, rất có phong độ.